Yến sư huynh, nếu không có chuyện gì, tiểu muội cùng ngô công tử xin cáo từ trước mặt Ngọc Châu miệng khẻ nhếch lên, lạnh lùng hướng tới Yến ca thi lễ, rồi di động thân thể mềm mại rời khỏi nơi đây, mà ngô kiếm minh kia cũng quay về phía Yến ca hừ một tiếng, cũng không nói gì nữa, lập tức đuổi theo. Hàn lập nhìn theo bóng lưng hai người dần dần đi xa, khóe miệng lộ ra một vẻ cười cổ quái, sau đó hắn quay đầu nhìn vị Yến sư huynh kia, kết quả phát hiện đối phương vẫn nhìn theo hướng mà hai người vừa đi mà ngây ngốc đứng ngẩn người ra. Hàn lập thở dài, vị này đúng là kẻ khùng si tình. Chỉ là trông thế nào, vị mặc đại tiểu thư kia bộ dáng cũng không giống đối với hắn có thể có hảo cảm, sợ rằng đối phương cũng đã bị cột vào sợi tơ si tình khó dứt. Hàn lập dùng sức vỗ lên vai của Yến ca một trường, làm cho thân thể hắn chấn động, vẻ mờ mịt trên mặt nhất thời biến mất, cuối cùng từ trong si ngốc mà tỉnh lại. Thật ngược, để cho Hàn sư đệ thấy mà chê cười. Yến ca khôi phục lại lý trí, trên mặt đỏ bừng, đối với sự ngu ngốc của mình rất là xấu hổ, không có gì, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, đó là bản tính của nam nhân, có cái gì mà ngượng ngùng Hàn Lập mỉm cười nói. Yến Ca nghe Hàn Lập nói xong, cũng không cảm thấy thư giãn, ngược lại cười khổ một cái, rồi chậm rãi nói. "Không dối gạt Hàn sư đệ, từ nhỏ ta và Ngọc Châu cùng lớn lên với nhau, cũng không thể nói cái gì là thanh mai trúc mã, nhưng cũng không sai biệt gì mấy, cũng có cảm tình rất sâu." Nhưng đáng tiếc chính là, Ngọc Châu sau khi lớn lên tựa hồ đối với ta chỉ có tình huynh muội mà không có ý tứ gì khác. Bởi vậy sau khi Giá bị nàng mấy lần cự tuyệt, ta cũng đã hiểu suy nghĩ của nàng, chỉ là hy vọng nàng tìm được một phu quân tốt, có thể làm cho nàng cả đời hạnh phúc. Nhưng hôm nay vừa thấy Ngọc Châu, ta vẫn không cách nào tự kiềm chế, bất chi bất giác mà trở nên ngu ngốc như vậy. Yến Ca nói xong lời cuối cùng thì có vài phần tự diễu trong đó. Hàn Lập sau khi nghe xong đối phương nói, không hề mở miệng nữa, ngược lại dùng một loại ánh mắt giống như là trông thấy một món đồ cổ chân quý một lần nữa đánh giá Yến Ca hắn trước kia cũng chỉ là từ trong sách vở và các loại chuyện xưa mà nghe nói qua loại tình cảm này, nhưng cũng không nghĩ tới một ngày nào đó mình có thể tận mắt thấy được. Nếu như đối phương nói là lời thật tâm, vậy hắn không biết là là nên khâm phục sự si tình của đối phương, hay là cần phải thầm mắng đối phương quá sức ngu ngốc. Sau đó trên đường đi, Hàn Lập cố ý nói tới đề tài khác để đổi hướng suy nghĩ của đối phương. Để cho tâm tình của Yến ca khôi phục lại bình thường Hai người còn đang cười cười nói nói Thì đã đi tới ngôi lầu mà đêm qua Hàn Lập đã tới ở nơi này mấy vị phu nhân của Mạc Đại Phu đang long trọng chờ đợi Hàn Lập đến, chuẩn bị cấp cho Hàn Lập một sự việc làm cho hắn vừa vui mừng vừa kinh hãi. chương 115 Kinh Biến Vừa đi tới lầu 2, Yến Ca còn chưa gõ cửa, bên trong phòng đã truyền ra thanh âm của nghiêm thị. Là Hàn Lập và Yến Ca sao? Dạ đúng, tứ sư nương. Yến Ca vội vàng dừng bước, trả lời cung kính. Yến Ca, người về trước đi, để cho một mình Hàn Lập vào phòng. Thanh âm thản nhiên của nghiêm thị truyền đến, loại mùi vị trong trẻo nhưng lạnh lùng đó làm cho hàn lập trong lòng không nhịn được máy động tuân mệnh yến ca hiển nhiên rất tôn kính nghiêm thị đối với mệnh lệnh của nàng một chút trần trừ cũng không có sau khi hướng về hàn lập cười một cái liền lặng lẽ đi xuống lầu hai trên lầu chỉ còn lại một mình hàn lập đợi bên ngoài phòng hàn lập lạnh lùng nhìn cửa phòng cũng không lập tức đẩy cửa bước vào mà phóng linh thức của mình ra cảm ứng tình huống bên trong phòng hắn cũng không hy vọng mình vừa bước vào đã bị phục binh đầy phòng dùng loạn đao chém chết, tốt nhất là vẫn phải cẩn thận một chút. Bên trong phòng rất yên tĩnh, nhân số cũng không nhiều lắm, chỉ có tiếng hô hấp cùng nhịp tim của lác đác đám mấy người nghiêm thị, xem ra cũng không có kẻ không nên có ở bên trong, điều này khiến cho Hàn Lập yên tâm rất nhiều. Vì vậy hắn tiến lên gõ nhẹ hai cái vào cánh cửa, rồi đẩy cửa phòng ra ngó vào trong một cái, liền quyết định đi vào. Kết quả tình cảnh bên trong phòng làm cho Hàn Lập sắc mặt đại biến, vốn bước chân đầu tiên đã dừng lại ở giữa không trung đó chính là căn phòng hắn đã tới đêm qua bàn ghế cùng trang trí bên trong tất cả đều giống như lúc đầu duy nhất không giống chính là cách trang phục của mấy vị mỹ phụ đám nghiêm thị mấy vị phu nhân diễm lệ lúc này tất cả đều mặc đồ tơ trắng toàn thân mặc tang phục đơn sơ ngồi ở trên mấy cái ghế mắt đều lạnh lùng chằm chằm nhìn hắn không rời sắc mặt của hàn lập có chút trắng bệch có điều hắn tuyệt không phải sợ hãi mà là bị mặc đại phu đã chết làm cho tức giận Thật rõ ràng hắn lại để cho lão hồ ly mặc đại phu kia dẫn dắt vào một đại lộ, phòng thư đó xem ra thực sự giống với suy đoán của hắn, bên trong có huyền cơ khác, mà đám cọp cái từ trong đó đã biết tin tức cái chết của mặc đại phu rồi, xem ra đang ở chỗ này đợi hung thủ giết chồng tự động dâng mình tới cửa đây. Hàn Lập hít sâu một hơi, sắc mặt liền khôi phục bình thường, tiếp theo sải bước tiến vào trong phòng không chút khách khí tìm một một chiếc ghế, nghênh ngang ngồi đối diện đám phu nhân, sau đó nhìn các nàng không nói lời nào định xem đám nữ lưu này rốt cuộc như thế nào xử trí mình. Hiển nhiên cái loại không kiêng kỵ như Hàn Lập này, chuẩn bị bằng cách kéo căng ra mặt, đã vượt ra ngoài dự kiến của đám người nghiêm thị, khiến cho các nàng rối loạn thế trận, vẻ mặt mỗi người đều không giống nhau. Nhị phu nhân Lý thị sắc mặt xanh lè, hiển nhiên là bị cái tên Hàn Lập này hôm qua vẫn còn mở miệng một mực sư mẫu, hôm nay bị kẻ hậu bối dám chân cháo trợn mắt nhìn thẳng đám người mình làm cho nổi giận, phải biết rằng nàng xuất thân dòng dõi thư hương, xem trọng nhất là quan hệ thân phận, nhưng hôm nay đụng chạm với tên Hàn Lập không tôn sư trọng đạo này, làm sao không tức giận đến phát run. Tam phu nhân lưu thị thì lại khác xa lý thị, nàng chẳng những không có tức giận, trái lại dường như có hứng thú nhìn Hàn Lập bước tới, có điều bằng vào mị lực kinh người đó của nàng, ngược lại làm cho Hàn Lập không dám nhìn về phía nàng, chỉ dám lướt qua mặt nàng một cái. Nghiêm thị trái lại cùng vương thị xinh đẹp lạnh lùng biểu hiện không khác biệt lắm, nàng lặng yên lạnh lùng đánh giá Hàn Lập, trong ánh mắt hàn ý tràn ngập toàn bộ đông kết lại. Người thật lớn mật, Đệ tử bí mật của phu quân ta." Song Phương nhìn nhau công phu chừng một chén trà nhỏ, Nghiêm thị cuối cùng đã mở miệng, chỉ là ý bóng gió trong lời nói của nàng mỗi người đều có thể nghe rõ ràng rành mạch. "Các vị sư mẫu, các người muốn biết những gì hoặc muốn nói gì thì hãy nói thẳng ra đi, ta không muốn nghe nói thừa, cũng không muốn nói thừa." Hàn Lập nói mặt không đổi sắc, Hàn Lập rất rõ ràng, nếu như so đo cãi nhau cùng một vị phụ nhân chuyện càng tồi tệ, đó chính là đồng thời phải cùng mấy vị phụ nhân tiến hành đấu lưỡi cùng với việc phí sức đi phân bua sự thật, ngược lại còn không bằng là đi thẳng vào điểm cốt lõi của vấn đề, Hàn Lập cho là như vậy. Hơn nữa đối phương không có đao quang kiếm ảnh mai phục cao thủ bên trong phòng, vậy đã nói lên những phu nhân này bây giờ còn chưa có ý định ra tay với mình, xem ra là còn có e ngại gì đó, còn có yêu cầu gì đó với mình. Nếu đã như vậy, càng không cần quá khách khí cùng các nàng, dù sao cái chết của Mạc đại phu cũng chỉ đổ lỗi được cho chính mình, nhưng hắn cũng không có gì để hổ thẹn cả ngươi cho dù nghiêm thị là người đã thấy qua các loại trận chiến như vậy cũng bị câu này của hàn lập với giọng nói ngang ngạnh khiến cho nấc lên thiếu chút nữa nói không ra lời được ta hỏi ngươi phu quân ta có phải chết trên tay nghịch đồ nhà ngươi hay không nhị phu nhân không nhịn được nữa hai mắt xinh đẹp việt trần cơ hồ muốn phun ra lửa khí thế hùng hồn trên người toàn bộ mất hết chỉ còn lại vẻ mặt đầy oán hận nhị tỷ nghiêm thị cao mày khẽ hô lên một tiếng tựa hồ muốn ngăn cản kiểu tra hỏi này của nhị phu nhân sẽ làm cho song phương lập tức trở mặt. vị lý thị này trái lại rất thẳng thắn, trực tiếp đem vấn đề mấu chốt nhất đưa lên trên mặt. hàn lập âm thầm cười lạnh một cái thầm nghĩ, có thể nói chết ở trên tay ta, cũng có thể nói là tự sát. hàn lập thản nhiên nói, lời này vừa ra khỏi miệng, làm cho đám phu nhân đối diện bao gồm cả nghiêm thị bên trong sửng sốt, các nàng tưởng rằng hàn lập sẽ một mực phủ nhận, đâu sẽ thừa nhận một cách không kiêng kỵ tại sao trái lại nói ra một câu không thể hiểu nổi nhị phu nhân lý thị sửng sốt một chút nhưng lập tức liền đột nhiên giận dữ hiển nhiên là cho rằng hàn lập lại bớn cợt các nàng ngươi nói bậy bạ gì đó rõ ràng là ngươi xuống tay làm hại lý thị nói cả người run rẩy ngươi làm sao biết nhất định là ta hại chết được ngươi chính mắt nhìn thấy ư hàn lập hỏi ngược lại không hề khách khí nữa nhưng hắn rất rõ ràng lá thư đó là do mạc đại phu viết trước khi bản thân ngộ hại tự nhiên không thể khẳng định chắc chắn hắn chính là chết ở trên tay mình. Phỏng chừng trong thư để lại cho những thê tử này của hắn cũng chỉ là những lời phỏng đoán, bởi vậy Hàn Lập có thể bắt bẻ không hề e ngại. Nếu ngươi đã nói như thế, vậy hãy đem việc phu quân ta ngộ hại giảng giải một lượt cho đám phụ nhân chúng ta đi. Nếu quả thực không quan hệ cùng ngươi, chúng ta cũng sẽ không để cho ngươi oan uổng đâu. Ngũ phu nhân vương thị xinh đẹp lạnh lùng vẫn một mực không nói gì, giữa lúc này đột nhiên mở miệng nói chuyện. chương 116, phiên kiểm trở mặt hàn lập vừa nghe lời ấy ngửa đầu ngáp một cái sau đó cười lạnh nói oan uổng cho ta khẩu khí thật lớn nàng cho rằng ta thực sự sợ mặc phủ các nàng sao nếu không phải mặc sư quả thực đã làm sư phụ của ta mấy ngày truyền thụ cho ta không ít hy thuật hơn nữa tiếng tăm khi dễ mọi người của các nàng nghe cũng không tốt đẹp gì hừ chỉ bằng vào các nàng ta một tay có thể đem toàn phủ các nàng dưới chân núi giết sạch kể cả gà chó Lời này của Hàn Lập đúng là lạnh lẽo đến tận xương, ánh mắt cũng trở nên âm trầm. Hàn Lập chủ ý đã quyết, nếu đã không cách nào gạt được bảo ngọc từ Mặc phủ, vậy thì vì âm độc trên người, cũng chỉ có thủ đoạn cứng rắn không khoan nhượng. Hắn định biểu lộ trước thân thủ, để cho đám người Nghiêm thị biết lợi hại, rồi sẽ dùng vũ lực đòi noãn Dương bảo ngọc tới. Đám người Nghiêm thị khi mới nghe thấy lời nói hung ác của Hàn Lập, sắc mặt lúc đầu là ngạc nhiên, nhưng tiếp theo sau đó đột nhiên cười rộ lên, tam phu nhân Lưu thị lại càng cười nhưng cười ngả cúi gập cả lưng lại. Hiển nhiên những phu nhân này vốn không tin lời Hàn Lập, nhưng chẳng bao lâu, vẻ tươi cười trên mặt các nàng hoàn toàn ngưng trệ. Bởi vì Hàn Lập lúc này duỗi một ngón tay, cùng lúc trên đầu ngón tay đó bỗng nhiên xuất hiện một quầng lửa, quả cầu lửa lớn nhỏ cỡ miệng chén rượu này vừa hiện ra, độ ấm trong phòng bất chợt cao lên, làm cho đám phu nhân giống như rơi vào mùa hè oi bức. Sau đó Hàn Lập ánh mắt lạnh lùng nhìn phía đối diện, định kiếm một vật làm mục tiêu cho hỏa đạn thuật của mình để cho những phu nhân này biết chút lợi hại. Nhưng không ngờ rằng, chưa chờ hắn hành động, Lý Thị không tự kìm hãm được đã kêu lên một tiếng tu tiên giả, nét mặt đầy vẻ sợ hãi. Những người khác, ai ai mặt mày cũng thất sắc, ngay cả ngũ phu nhân thần sắc lạnh như băng, cũng động dung đứng lên, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập tràn ngập kinh ngạc. Những nữ nhân này biết tu tiên giả, điều này ngược lại làm cho Hàn Lập lấy làm kinh hãi, nhưng sắc mặt lại có vẻ càng thêm âm trầm. Người thật sự là tu tiên giả, Tam phu nhân lưu thị đôi mắt đẹp trừng lớn, hỏi với vẻ bán tín bán nghi. Hàn lập hư một cái, không nói hai lời, dứt khoát khẽ búng ngón tay một cái, hỏa cầu kia phần phật một chút, đánh vào trên cái bàn bên cạnh lưu thị, kết quả cái bàn kia trong trước mắt biến thành cho bụi. Cử động này, dọa cho lưu thị mặt cắt không còn chút máu. Nàng vội vàng đứng dậy, lùi về sau đống cho tàn vài bước, lúc đó mới dừng lại vẫn chưa hết kinh hoàng, giờ phút này vẻ mặt nhu nhược khổ sở động lòng người kia, nếu để cho nam nhân khác thấy được, sợ rằng vì thế lập tức không điên cuồng không xong đáng tiếc hàn lập căn bản không có ý thưởng thức cảnh này hắn bây giờ đang nhìn chằm chằm vào người đã kêu ra danh tự tu tiên giả là lý thị giọng âm u hỏi nhị phu nhân người thế nào lại biết tu tiên giả chẳng lẽ ngươi đã gặp qua tu tiên giả khác ta lý thị bắt đầu sợ hãi nàng đối với thân phận tu tiên giả của hàn lập rất kiêng kỵ không nên hỏi nhị tỷ nữa chuyện có liên quan đến tu tiên giả ta nói cho ngươi là được nghiêm thị một bên ngả về phía sau Nhắm hai mắt lại sắc mặt mệt mỏi, sau đó lên tiếng cắt đứt sự tra hỏi của Hàn Lập. "Ồ, có thể nói cho ta nghe một chút không?" Hàn Lập xoa xoa mũi, thần sắc hơi trở nên thong thả. Chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm, thành gia nguyên có không ít người đều sự tồn tại của biết tu tiên giả. Nghiêm thị sau khi mở mắt ra, cười khổ nói, thậm chí một số người ở ngoài thành, còn chính mắt thấy qua tranh đấu của tu tiên giả, nghe nói bọn họ cũng hô mưa gọi gió, đùa lửa phun xương, ai cũng giống như thần tiên sống vậy nghiêm thị nói tới đây cũng dùng ánh mắt khác thường liếc hàn lập một cái thì ra là như vậy hàn lập vỗ vào sau đầu một cái hắn hoàn toàn đã quên mất thành gia nguyên cũng không phải là địa phương bé nhỏ như núi thải hà có tu tiên giả lộ diện ở nơi này tựa hồ cũng không phải một chuyện ngạc nhiên ngày hôm qua hắn không phải cũng mới thấy qua một vị mặc áo lam sao vậy mặc sư cũng biết sự tồn tại của tu tiên giả sao hàn lập giữa lúc đó đột nhiên nghĩ tới gì đó không khỏi mở miệng hỏi đương nhiên biết phu quân cũng được chính mắt thấy qua một trong những người của tu tiên giả tranh đấu nghiêm thị cảm thấy không có gì cần phải giấu giếm tùy tiện trả lời ta tự hỏi mặc đại phu thế nào mà lại si mê đối với tu tiên như vậy thì ra sớm đã thấy qua tu tiên giả chân chính rồi đáng tiếc hắn không có linh căn uổng phí tâm cơ nhiều như vậy cuối cùng lại tiện nghi cho chính mình hàn lập không nhịn được thở dài có điều hàn lập đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái nghiêm thị này thế nào mà nghe lời như vậy mình hỏi cái gì nàng đều thành thực đáp cái đó, một chút khó chịu cũng không có. Nếu nói chỉ dựa vào mình là tu tiên giả, đối phương sẽ hoàn toàn khuất phục, Hàn Lập cũng sẽ không tin. Hàn Lập cẩn thận quan sát tới vẻ mặt của nghiêm thị, rốt cục phát hiện dưới vẻ mặt nhìn như an nhàn của đối phương, mơ hồ có thần sắc nôn nóng. Chẳng lẽ đối phương đang trì hoãn thời gian, Hàn Lập nhíu mày, phóng linh thức ra, nhưng khu phụ cận tiểu lâu cũng không có dấu hiệu ngoại nhân xông vào. Hàn Lập đảo mắt một cái, đột nhiên đứng dậy, bắt đầu đi vòng quanh phòng, từ bên này sang bên kia đánh giá bốn phía. Thoạt nhìn tựa hồ địa phương không có gì khả nghi, bên trong phòng cái gì cũng rất đơn giản, ngoài cái bàn thì là cái ghế, cái gì cũng đều giống như hôm qua, ngoại trừ nhiều hơn một đôi nến nhỏ màu trắng còn một nửa. Nến, ánh mắt Hàn Lập rơi vào bên trên, từ đầu Hàn Lập tưởng rằng đối phương ban ngày đốt nến là để cúng tế mặc đại phu, bởi vậy đã không để ý. Nhưng hiện giờ nghĩ lại đối phương nếu muốn cúng tế phu quân, như thế nào mà ngay cả một nén nhang cũng không có, Vậy có thể có chút bất thường rồi. Nghĩ tới đây, Hàn Lập dùng mũi chú tâm ngửi một chút, rốt cục ngửi thấy trong không khí một loại mùi cùng loại với đàn hương. Hương vị này quá thoang thoảng, nếu không phải có chủ tâm chú ý, căn bản không có khả năng bị người phát giác. Đám người Nghiêm thị khi thấy Hàn Lập đưa mắt nhìn về phía cây nến thì có chút không tự nhiên, sau khi Hàn Lập làm cử động hít ngửi trong không khí, sắc mặt lại càng đại biến. Mà lúc này Hàn Lập lại nở nụ cười, còn cười thích thú khác thường. Có cái gì buồn cười sao? cho dù phát hiện được cơ quan trên cây nến, người bây giờ cũng đã chậm. Đó là mê dược thiên nhân túy, người bình thường ngửi vào sẽ cốt gân cốt nhũn ra tứ chi vô lực, người học võ ngửi phải cũng sẽ mất hết chân khí, võ công tạm thời mất, cho dù ngươi là tu tiên giả, cũng không có khả năng đợi lâu ở bên trong phòng này mà vô sự. Nghiêm thị có chút không trầm tĩnh được, thử buông lời dò xét. Không có gì, ta chỉ là cảm thấy vận khí của mình cũng không tệ lắm. Hàn lập mỉm cười, khi ta ở thất huyền môn, từng hay nghe người ta nói về sự âm hiểm xảo trá trên giang hồ trong đó ấn tượng về độc dược mê hương đối với ta khắc sâu nhất bởi vì ta chẳng những thân từng chịu đau khổ hơn nữa món này khó lòng phòng bị cho dù là người bình thường nhưng dùng cái này cũng dễ dàng giết chết đại cao thủ vì thế ta vắt hết óc cuối cùng nghĩ ra một phương pháp vụng về để đề phòng mê dược và độc dược hàn lập có chút tự đắc nói mà đám người nghiêm thị mặt nhìn nhau còn có loại phương pháp này sao điều này sao có thể nhưng đối phương đến bây giờ vẫn chưa có ngã xuống, vậy cũng là sự thật. Hôm nay sắc mặt các nàng đã trắng bệch rồi. Về phần phương pháp gì, Hàn Lập thấy tình trạng tất cả mấy phu nhân đều không chịu được lắng tai nghe mình nói, không nhịn được cười hắc hắc ta không định nói cho các ngươi. Bởi vì ta không có thói quen để lộ bí mật cho kẻ thù. Thân sắc của Hàn Lập trở nên nghiêm túc, gỗ có mùi thơm, làm nhang. Chương 117, Ngôn Hòa. Mấy phu nhân này nghe thấy Hàn Lập nói thế, sắc mặt nhanh chóng từ trắng chuyển hồng, trái lại khiến cho các nàng tăng thêm vài phần kiều diễm. Nghiêm thị từ trong giận dữ khôi phục thái độ bình thường trước tiên, nàng khẽ nâng cây thoa dưới búi tóc, một lần nữa bình tĩnh nói, cho dù các hạ thật sự là tu tiên giả, cũng không e ngại mê hương này, nhưng khó nói rằng không có kỵ âm độc trên người chứ. Nàng vẫn đưa ra quân bài cuối cùng, hàn lập vẻ mặt vốn đang mỉm cười, vừa nghe lời ấy, lập tức trở nên rét lạnh. Mặc đại phu quả nhiên đem vũ khí duy nhất có thể uy hiếp chính mình, trao cho những phu nhân đặc biệt này không sai ta đích thật là có hàn độc trong người thế nhưng là trước khi độc phát ta cũng không ngại đem các ngươi toàn phủ trên dưới giết sạch hàn lập nói lời này rất bình thản nhưng tính tàn nhẫn trong lời nói này lại làm cho đám phu nhân nghe được rõ ràng nghiêm thị trầm mặc trong chốc lát không có mở miệng mấy vị khác cũng im lặng theo xem ra thực sự tới lúc đại sự sinh tử trong mặc phủ người có thể làm chủ chính là tứ phu nhân nghiêm thị nếu chúng ta cố kỵ lẫn nhau lại không muốn lưỡng bại câu thương xem ra chỉ có đàm phán thật kỹ Nghiêm thị sau khi yên lặng một lát, tỉnh táo nói: "Đương nhiên, ta cũng không muốn tuổi còn trẻ mà cứ như vậy uất ức chết đi." Về phần mạng nhỏ của mình, Hàn Lập không có ra vẻ gì, vui vẻ đồng ý đề nghị của đối phương. Vì vậy, hắn quay về đối diện Nghiêm thị, ngồi xuống. "Có điều, trước khi chúng ta đàm phán, bọn thiếp vẫn muốn xin các hạ đem câu chuyện phu quân ta ngộ hại kể lại một lượt. Dù sao chúng ta vợ chồng một lần, vẫn là phải biết được nguyên nhân chính thức cái chết của hắn, bọn thiếp mới có thể yên tâm." Có điều xin yên tâm, cho dù phu quân thực sự chết ở trên tay các hạ, chúng ta cũng sẽ không có ý nghĩ gì khác, dù sao chúng ta cô nhi quả mẫu, không có khả năng lấy trứng trọi đá, tự đi tìm đường chết. Câu nói cuối cùng của nghiêm thị rất thê lương, phản phất Hàn Lập chính là ác bá ức hiếp đám phụ nữ trẻ em các nàng vậy. Hàn Lập vừa nhìn nét mặt của đối phương, không khỏi có chút đau đầu. Hắn mặc dù biết đối phương là đang đóng kịch, nhưng nhìn thấy bộ dạng đau khổ thê lương của nghiêm thị, vẫn có chút mềm lòng chẳng phải là nói cho các nàng chuyện mặc đại phu ngộ hải sao chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm dù sao hàn lập tự thừa nhận cái chết của mặc đại phu lỗi lầm trong đó cũng không do bản thân mà là dư tử đồng và tự chúc vạ vào thân được rồi nguyên nhân cái chết của mặc sư ta có thể kể lại chi tiết cho các nàng nếu như các nàng sau khi nghe xong vẫn kiên trì nói phải tìm ta báo thù ta sẽ bồi tiếp bất cứ lúc nào hàn lập trầm ngâm một chút rồi vẫn đáp ứng đa tạ công tử nghiêm thị nghe được hàn lập nguyện ý nói ra sự thực lập tức khuôn mặt giãn ra, trên mặt lộ ra nét vui mừng. Chuyện là như thế này, sau khi ta bị mặc sư gạt luyện trường xuân công hơn 4 năm, mới phát hiện. Hàn lập không nhanh không chậm đem chuyện mình bị gạt, bị mặc đại phu hạ độc, ép buộc luyện trường xuân công từ từ nói ra. Kể về mặc đại phu muốn chiếm thân thể của mình, ý đồ mượn thể sống lại nhưng bị chiếm đoạt mất nguyên thần, đương nhiên sự xuất hiện của dư tử đồng và âm mưu do hắn sắp đặt, cũng đều trình bày tường tận chi tiết. Cuối cùng phát hiện thân chúng âm độc, việc không thể không đến Lam Châu lấy noãn dương bảo ngọc giải độc, toàn bộ cũng đều kể ra. Hàn Lập muốn cho những phu nhân này biết rằng, trong sự kiện cái chết của Mạc Đại Phu, hắn mới là thực sự là người bị hại, bản thân cũng không có thiếu nợ mặc phủ chút nào. Đám người nghiêm thị sau khi nghe xong chuyện cố kinh tâm động phách của Hàn Lập, đều không nhịn được quay ra nhìn nhau. Nếu quả đúng theo như lời Hàn Lập nói, vậy cái chết của phu quân các nàng, thật đúng là không đổ được lên đầu đối phương. Hơn nữa nghe về thủ đoạn, Tâm kế của Mạc Đại Phu sử dụng với hắn theo như lời Hàn Lập nói, với ấn tượng về tập tính, tác phong của người đó trong các nàng đúng là thực sự phi thường phù hợp, dường như cùng một chút tin tức lộ ra trong phong mật thư để lại kia, cũng không có chút mâu thuẫn nào, phỏng chừng vậy những lời này của đối phương chắc là đại khái không giả. Nếu quả tất cả đều là sự thật theo như lời các hạ nói, cái chết của phu quân ta đích xác không nên trách các hạ, toàn bộ việc này nên trách quỷ kế của dư tử đồng, nếu không phu quân ta làm sao bỏ mình nghiêm thị khẽ thở dài một hơi những lời nói ra khiến cho hàn lập vì thế để mắt tới nghiêm thị này cũng quá thiên vị phu quân rồi một câu nói nhẹ như lông hồng đem toàn bộ lối của mặc đại phu đẩy lên xác chết của dư tử đồng đó đem phu quân mình lau chùi sạch sẽ làm như hắn cũng một dạng giống với người bị hại hàn lập mở to hai mắt nhìn nghiêm thị ngoài miệng mặc dù chưa nói nhưng trong ánh mắt toát ra thần tình kỳ quái đem ý tứ tất cả đều biểu lộ sáng tỏ nghiêm thị dưới cái nhìn xăm soi của hàn lập mặt không đỏ tâm không nhảy như là không nhìn thấy vậy. Hàn Lập có chút âm thầm cười khổ, nữ nhân này ra mặt trở thành dày tựa hồ một chút cũng không kém so với nam nhân. Hắn không nhịn được quay đầu nhìn thần sắc của mấy nàng kia. Tam phu nhân Lưu thị vẫn là bộ dạng cười hì hì, cũng không có chút biến hóa nào, chứng kiến Hàn Lập nhìn lại, còn đáp lại hắn bằng một cái liếc mắt khêu gợi, Hàn Lập đối về cái này không nói gì. Nhị phu nhân Lý thị, thấy Hàn Lập nhìn về phía nàng, có chút bứt rứt không yên, hơi cúi đầu xuống không hổ trước kia là con gái gia đình quyền quý, hiểu biết lý lẽ, hiển nhiên đối với lời nói vừa mới rồi của nghiêm thị có chút xấu hổ. Về phần ngũ phu nhân vương thị, vị thiếu phụ lạnh lùng xinh đẹp này mặc dù mặt không chút thay đổi, nhưng nàng dùng sức vặn vẹo các ngón tay thì lại bại lộ dị thường trong lòng nàng. Còn về nàng rốt cuộc tâm tính ra sao, Hàn Lập cũng không biết. Có điều, theo những lời công tử vừa nói, giữa chúng ta đã không có thâm cửu đại hận, như vậy thì việc bàn bạc sẽ càng tiến hành thuận lợi rồi. Lúc này đôi môi căng mọng của nghiêm thị hé mở, nói xa xôi. Hàn lập nghe thấy nghiêm thị nói thế, quay đầu lại thản nhiên nói, có gì mà phải bàn bạc kỹ nữa, các ngươi đem noãn dương bảo ngọc cho ta, ta sẽ ra đi, quyết không quấy nhiễu mặc phủ nữa. Điều này không thể được, nghiêm thị mỉm cười, lập tức một mực cự tuyệt, tại sao lại không được, hàn lập cũng không tức giận, hỏi, công tử hôm qua ở ngoài phòng bọn thiếp, chắc đã nghe được không ít lời về tình cảnh ác liệt liên quan tới mặc phủ chứ. Các hạ chắc hiểu rất rõ, nếu không có ngoại lực trợ giúp trên dưới mặc phủ ta sẽ bị người diệt môn cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn nếu là như thế vậy không bằng là để cho công tử động thủ giết sạch tỉ muội chúng ta vậy thì sẽ giải quyết được mọi vấn đề rồi nghiêm thị hai mắt đỏ hồng nói vẻ đau khổ đáng thương hàn lập nghe được lời ấy kỳ quái nhìn chằm chằm nghiêm thị không nói gì nhìn cho tới khi nghiêm thị hai tai ửng đỏ nhưng nàng vẫn quật cường không chịu né tránh ánh mắt của hàn lập hàn lập thở phào một cái Bây giờ hắn biết bản lĩnh xảo trá của tiểu yêu tinh mặc Thải Hoàn kia là theo ai học rồi, rõ ràng đúng là phiên bản của vị yêu tinh Nghiêm thị trước mắt này. Chương 118, nhị tuyển nhất, các ngươi rốt cuộc nghĩ thế nào đây, hãy thành thực nói ra đi, ta không muốn vòng vo cùng các ngươi nữa." Hàn Lập lãnh đạm nói, ra vẻ không chịu chút ảnh hưởng nào của Nghiêm thị. Nghiêm thị hơi nhíu mày, thanh niên trước mắt này, trình độ nhúng nhíu của hắn vượt xa dữ liệu của nàng cứng mềm với hắn đều không dễ sử dụng chút nào đúng hơn là cảm giác không có chỗ xuống tay chẳng lẽ thực sự phải trực tiếp giao ra phòng tuyến cuối cùng của mình cùng đối phương đem sự việc bới rõ ra sao nghiêm thị có chút không cam lòng nàng nắm giữ quyền cao chức trọng của kinh giao hội bao năm nay có lúc đàm phán nào mà không chiếm được một chút tiện nghi dù trực tiếp nói rõ đầu đuôi nàng quay đầu lại nhìn ngũ phu nhân vương thị một cái trong những tỉ muội này cũng chỉ có vương thị là có năng lực phản đối quyết định của nàng cho nên nàng xem xem đối phương có kiến nghị gì tốt hơn hay không. Việc bàn bạc cùng người này, do tứ tỷ một mực làm chủ được rồi, ta không có bất cứ ý kiến gì. Vương thị đã nhìn ra ý tứ của Nghiêm thị, nói lạnh như băng. Nghiêm thị được lời như vậy, tâm lý mừng rỡ, hơi có chút yên tâm trở lại. Tốt, nếu các hạ đã không định vòng vo, vậy tỷ muội chúng ta cũng đi thẳng vào điểm chính cùng ngươi nói ra điều kiện. Lời này của Nghiêm thị vừa nói ra miệng, người đã hoàn toàn khôi phục lại phong phạm thủ lĩnh của tam đại bang thành gia nguyên cảm giác loại tiểu phụ nhân nhu nhược vô lực vừa rồi kia đã hoàn toàn biến mất trên người tản mát ra uy nghiêm của bậc bề trên già dặn được đây mới là đối thủ ta muốn đàm phán hàn lập khẽ mỉm cười Người chỉ cần tiêu diệt bọn đáng chết đối đầu với kinh giao hội là ngũ sắc môn và độc phách sơn trang để cho mặc phủ ta không còn bận tâm về sau ta liền lập tức đem noãn dương bảo ngọc hai tay dâng lên bao gồm cả để cho ngươi chọn trong đám người thải hoàn một người làm vợ nhưng nếu định trì hoãn dùng sức mạnh chiếm đoạt, hoặc trì hoãn ép buộc tỉ muội chúng ta nói ra, vậy các hạ đã làm ra chủ ý sai lầm rồi, ta sớm đã đem bảo ngọc đưa cho người tâm phúc rồi, nếu chỉ cần có một ngọn gió thổi động cỏ, sẽ lập tức hủy diệt bảo ngọc, để cho chúng ta đồng quy vô tận. Nghiêm thị thần sắc hiên ngang nói, nghiêm phu nhân cũng không sợ gió lớn xẹt qua đầu lưỡi sao, để cho một mình ta diệt ngũ sắc môn và độc phách sơn trang. Các ngươi còn thiếu chân thực mà muốn đạt được ư? Hàn lập tựa hồ đối với sự uy hiếp của Nghiêm thị sớm đã có tính toán, không hề kinh hoàng. Hắn sớm biết Đoán Dương Bảo Ngọc kia, khẳng định không phải cậy mạnh là có thể vào tay được, đối phương ngoài miệng nói uy hiếp ra, còn không biết che giấu bao nhiêu chiêu phía sau. Bởi vậy bắt đám người đối phương cưỡng ép hỏi nơi giấu bảo ngọc, đó chỉ là hạ sách, tốt nhất chính là làm cho đối phương tự mình cam tâm tình lấy ra mới hay. Hàn công tử chẳng phải là tu tiên giả sao? Những người trong giang hồ này sao lại là đối thủ của các hạ được? huống chi chúng ta cũng không khiến người giết sạch tất cả bang chúng của đối phương, chỉ là muốn làm cho một số đại đầu mục của đối phương biến mất là được. Lần này là thiếu phụ diễm lệ tam phu nhân, sau khi cho Hàn Lập một nụ cười khêu gợi động lòng người, miệng phả ra hương thơm của hoa lan tiếp lời nói. Tu tiên giả thì sao? Tu tiên giả khác ta không biết, nhưng bản thân ta có bao bản lĩnh thì ta rõ một một, cũng sẽ không ngu đến mức một người đi đối kháng với đại bang hội mấy vạn người. Hơn nữa, các người thực tưởng rằng tu tiên giả là có thể sát hại người bình thường không kiêng kỵ gì, mà không hậu họa gì sao. Hàn lập mắt lạnh lùng liếc tam phu nhân một cái, trong mắt hàn ý lạnh lẽo làm cho nụ cười của đối phương tắt hẳn. Hàn lập đã vận trường xuân công lên, tóm lại dưới tình huống trong lòng đã có đề phòng, ngay cả cho nàng thi triển loại mỹ thuật mê hồn, làm sao có thể có hiệu quả được. Làm sao vậy, nhẹ ý tứ của công tử, tu tiên giả đối với người bình thường chúng ta còn hạn chế gì mà không được. Nhiêm thị hỏi có chút kinh ngạc. Tình huống cụ thể ta cũng không quá rõ, dù sao ta mới trở thành tu tiên giả không lâu, chưa có thể chân chính tiếp xúc những quy tắc này hàn lập nói nhẹ nhàng, sau đó thấy nghiêm thì tựa hồ lại muốn mở mồm nói gì đó, liền vung tay lên, ngăn đối phương mở miệng, lạnh lùng nói tiếp. Nhưng chỉ cần đầu óc không có khiếm khuyết, suy nghĩ một chút sẽ hiểu được, nếu tu tiên giả có thể tùy ý ra tay đối với người bình thường mà nói, những người mà các ngươi gọi là tam đại bá chủ này, thành ra nguyên tam đại bang hội, còn có thể tồn tại đến hôm nay sớm đã bị tu tiên giả tâm thuật bất tránh tiêu diệt vô số lần rồi nói không chừng những mỹ nữ các ngươi này cũng đã sớm thành trò chơi của bọn họ câu nói cuối cùng của hàn lập nói một chút cũng không khách khí khiến cho đám phu nhân đối diện sắc mặt ửng đỏ nhưng mắt lại lộ ra chút kinh hoàng nhưng đó chỉ là phỏng đoán của công tử mà thôi cũng không nhất định là sự thực nghiêm thị còn có chút chưa từ bỏ ý định vẫn cố gắng thuyết phục hàn lập chỉ cần có một phần trăm có thể bản thân cũng sẽ không đi làm cái việc tự tìm lấy đường chết hàn lập căn bản không để cho nghiêm thị một điểm ảo tưởng đường sống nào nói không chút khách khí chẳng lẽ các hạ là định tay không bắt giặc đem giá trang của nữ nhi chúng ta lấy sạch sao nghiêm thị sắc mặt có chút khó coi đặc biệt nhấn mạnh hai chữ giá trang hàn lập nghe đối phương vừa nói như thế mặc dù thần sắc không động nhưng trong lòng lại không khỏi trở nên có chút buồn bực âm độc trên người ta vốn chính là phu quân các ngươi ban cho bây giờ không tìm các ngươi quấy dày đã là tốt lắm rồi còn muốn thế nào Hàn Lập Cam Hận nghĩ thầm, nhưng Hàn Lập cũng hiểu được, lời nói như vậy lúc này nói ra khỏi miệng cũng không có chút ý tứ nào, những phu nhân này xem bộ dạng nếu không nắm được điểm có lợi trên người mình, nhất định sẽ không đưa cho Noãn Dương Bảo Ngọc. Vì vậy Hàn Lập cúi đầu trầm ngâm một chút, sau đó ngẩng đầu hắng giọng một chút, nói sang sảng: "Ta cho các ngươi hai con đường để lựa chọn, các ngươi phải chọn lấy một. Một là trên dưới mặc phủ các người lập tức sắp xếp hành trang lên đường, chuẩn bị rời khỏi Lam Châu." đi tìm một địa phương thế lực thù địch không đến được ẩn cư tại đó làm một hộ phú quý bình thường mọi người giàu sang yên ổn nửa đời sau của các ngươi hoàn toàn thoát ly khỏi sự chém giết của các bang phái trong giang hồ mà sự an toàn suốt đường đi ta có thể hoàn toàn cam đoan sẽ không để cho truy binh của kẻ thù xúc phạm tới các ngươi Hàn Lập nói tới đây ngừng lại một chút quan sát biến hóa trên nét mặt của đám phu nhân chỉ thấy ngoại trừ nhị phu nhân Lý thì có chút máy động tâm ý ra nghiêm thị và tam phu nhân lưu thị đều trầm mặc không nói hiển nhiên là không đồng ý đề nghị này mà ngũ phu nhân vương thị hàn lập lại phải tới nhìn bằng vào bộ mặt như núi băng đó của nàng không thể tìm thấy điều gì hữu ích hàn lập thấy tình hình này âm thầm cười lạnh mấy cái nghiêm thị và lưu thị đều là người rất có dã tâm bắt các nàng buông xuống quyền lực của kinh giao hội đi làm nữ nhân trốn thôn dã các nàng khẳng định sẽ không nguyện ý vậy là hắn đưa ra đề nghị này thì việc đã sáng tỏ rồi vẫn còn một lựa chọn chứ Tam phu nhân thấy Hàn Lập không nói tiếp, không nhịn được hỏi một câu. Còn một đường, Hàn Lập rời khỏi ghế, đứng lên, nhìn trần nhà chậm rãi nói ra một con đường khác khẳng định đám người nghiêm thị chắc chắn sẽ chọn. chương 119, ý ngoại tiêu tức, ta có thể phá lệ ra tay một lần, khiến cho hai thủ lĩnh đầu mục của hai bang hội kia biến mất, nhưng điều này chỉ giới hạn một trong hai bang hội. Bởi vì nếu như hai đại bá chủ đồng thời gặp chuyện không may mà nói, rất dễ khiến cho người ta chú ý, nguy hiểm sẽ gia tăng thành mấy lần, không đáng cho ta phải mạo hiểm. Hơn nữa ngoài hai cách này ra, ta sẽ không nhượng bộ chút nào nữa. Hàn Lập nói xong lời này, khuôn mặt trở nên đanh lại, không mở miệng nữa, hắn lạnh lùng chờ đám phu nhân đưa ra câu trả lời. Đám người nghiêm thị sau khi nghe thấy Hàn Lập nói ra cách lựa chọn thứ hai, trên mặt không che giấu được vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, nhưng các nàng sau khi nhìn nhau, vẫn không quyết định ngay. Các hạ có thể để cho tỉ muội bọn thiếp thương lượng một chút, rồi trả lời lại cho công tử được không? Dù sao đây không phải là chuyện nhỏ, đám bọn thiếp chính phải lo lắng chu toàn một chút mới được." Nghiêm thị thận trọng nói. "Đương nhiên có thể, ta không phải người không thông tình đạt lý. Nhưng chậm nhất là sáng mai, phải có câu trả lời, để cho các ngươi thời gian cả ngày cũng đủ để các ngươi thương lượng kỹ lưỡng rồi." Hàn Lập sau khi nói xong lời này, liền không để ý tới chúng nữ nữa, nghênh ngang bỏ đi. Hàn Lập xuống lầu nhỏ, cũng không có về căn phòng đầu hồi mà dưới ánh mắt kỳ quái của đám đại hán, vênh váo ra khỏi mặc phủ, dọc theo đường đi sau khi xác định không có người nào theo dõi, Hàn Lập rốt cục về tới khách sạn mà mình trọ. Vừa bước tới cửa lớn của khách sạn, Tôn Nhị cầu vội vội vàng vàng tiến lên nghênh đón. Định nói gì, tới trong phòng ta rồi hãy nói. Không đợi cho Tôn Nhị cầu mở miệng nói chuyện, Hàn Lập thản nhiên căn dặn. Dạ, công tử ra, Tôn Nhị cầu cung kính đi theo phía sau Hàn Lập, vào tới trong phòng, Hàn Lập đi tới bên cạnh giường, vươn vai một cái, mới thở ơ hỏi, xem ngươi trở thành bộ dạng thế này, chẳng lẽ có việc gì rất quan trọng cần nói cho ta biết sao? Công tử, đích xác có chút đại sự không xong, cần phải bẩm báo với lão nhân ra ngài. Tôn nhị cầu hơi tiến lên trước nửa bước, nói có chút thần bí. Định nói cái gì cứ việc nói thẳng, không cần phải ra vẻ. Hàn lập liếc xéo tôn nhị cầu một cái, hắc hắc, không phải tiểu nhân cố tỏ ra thần bí, mà đúng là có việc không xong đã phát sinh. Tiểu nhân thu được tin tức xác thực, gần đây nhất có một nhóm đông thần tiên ước hẹn tụ tập tại phụ cận thành gia nguyên, mở cái gì thần tiên đại hội, nghe nói chỉ cần có thể tham gia hội này, phàm phu tục tử cũng có thể lập tức thành tiên, trở thành một vị tiên gia. Tôn nhị cầu nói phun cả nước miếng, thần tiên, hàn lập có chút sừng sốt, đúng vậy, đã có người chính mắt nhìn thấy qua, những loại thần tiên này có thể đằng vân giá vũ, còn có thể phóng điện phun lửa. Công tử ngươi nói xem, nếu như không phải người có phúc lớn, làm sao có thể tùy tiện chứng kiến thần tiên đó được. Tôn nhị cầu nói có chút đố kỵ, xem bộ dạng đó của hắn, trước đó những người hận không thể nhìn thấy thần tiên, tất cả đều đổi thành bản thân hắn. Hàn lập lúc này đã sáng tỏ, thần tiên theo như lời tôn nhị cầu chính là tu tiên giả, chỉ là người trong bang phái bọn họ làm sao có thể biết chuyện đụng chạm của tu tiên giả được. Hàn lập có chút giật mình, ngươi là thế nào mà biết việc này, ngươi biết được tin tức này rất nhiều à, hàn lập thấy hứng thú, tin tức này tuyệt đối đáng tin cậy, là huynh đệ trong bang ta chính tai nghe thấy, nhưng bởi vì bang chủ sợ thần tiên trách tội, cho nên hạ lệnh cấm truyền ra, chỉ có cấp cao của tứ bình bang chúng ta mới biết được tin tức này. Mà ta lấy được tin mật này cũng là từ một vị cấp cao ở đó say rượu. Ta thiết nghĩ cao nhân như công tử đối với cái này nhất định cảm thấy hứng thú, cho nên liền vội vàng chạy tới, vừa đúng lúc công tử trở về. Tôn nhị cầu tranh công ân cần nói, ồ, khổ cực cho người quá, ta sẽ không quên. Nhưng trước tiên hãy nói cụ thể bang chúng kia làm sao có thể tránh được tai mắt của thần tiên, nghe được tin tức đó. Hàn lập chỉnh lại thần sắc, bắt đầu truy hỏi nghiêm chỉnh điều này có thể liên quan quan tới độ tin cậy của tin tức, vì thế Hàn lập không dám bất cẩn chút nào. Ta cũng là nghe bề trên say rượu kia nói thôi, sự việc là như vậy. Tôn nhị cầu không dám nói láo, đem chuyện mà hắn đã nghe được thành thực nói cho Hàn lập. Thì ra tên bang chúng lấy được tin tức này cũng là một đầu mục nhỏ của tứ bình bang, vốn mấy ngày trước hắn đến ngoài thành phía tây làm cuộc mua bán lớn, nhưng ai ngờ tình báo có lầm lẫn, đối phương quá khó giải quyết, ngược lại bị chém giết tơi bời, phải chạy trốn vào rừng. Vì trốn tránh sự truy sát của đối phương, hắn trốn đến một cánh rừng gần đó lánh vào bên trong một cái cây giống, nhưng ai ngờ địch nhân còn chưa tìm tới cửa, thì đột nhiên có một con quái ưng hai đầu vô cùng to lớn từ trên trời hạ xuống. Chính cái bề ngoài kinh khủng của con ưng khổng lồ đó đã làm cho bang chúng sợ đến hồn phi phách tán. Người này trước nguy cơ trái lại cũng cơ trí, không ngờ đột nhiên nghĩ ra cách sử dụng quy thức công lưu truyền rất rộng rãi trên giang hồ, làm cho khí thức, nhịp tim chậm lại cực điểm, chuẩn bị tiến nhập vào trong trạng thái giả chết, tránh được sự phát hiện của quái ưng. Đúng lúc hắn sắp mất đi chi giác thì trên lưng chim ưng lại truyền đến cuộc đối thoại của một đối thanh niên nam nữ, thì ra trên lưng con ưng khổng lồ không ngờ còn có mang người, chỉ là thân hình con ưng kia quá lớn mà hắn lúc ấy vừa hốt hoảng lại khẩn trương, cho nên đã không thể kịp thời phát giác người trên lưng chim ưng. Cứ như vậy, hắn trong mơ mơ hồ hồ nghe được đầu đuôi việc thần tiên đại hội khi đó hắn mới biết được đôi nam nữ này nguyên lai là thần tiên nhưng lúc này quy tức công đã hoàn toàn phát tác hắn trong hối tiếc liền mất đi chi giác khi hắn lần nữa tỉnh lại thì đã là buổi sáng ngày thứ hai đôi nam nữ kia cùng quái ưng sớm đã không còn bóng dáng vì vậy sau khi đấm ngực rậm chân hắn buộc lòng phải cúi đầu ủ rũ quay lại trong bang vừa về tới nơi hắn mau mồm mau miệng đã không tự kìm hãm được đem việc này nói cho thượng cấp của mình mà thượng cấp của hắn nghe được không dám giấu giếm, lại báo với bang chủ viên tí trầm trọng sơn, tiếp theo thì phát sinh việc có lệnh cấm truyền ra. Hàn lập sau khi nghe xong giảng giải của tôn nhị Cẩu, trên mặt không có biến hóa gì, nhưng trong lòng lại khó có thể kiềm chế được kích động. Tụ hội của hàng loạt tu tiên giả, đây thực sự là một cơ hội trăm năm không gặp, nếu như hắn có thể tham gia mà nói, vậy có thể chân chính tiếp xúc với thế giới của tu tiên giả rồi, mà không cần phải giống như bây giờ, giống như kẻ mù mò mẫm, ở trên con đường tu luyện đâm đầu loạn khắp nơi. Hàn lập hết sức giàn hưng phấn trong lòng xuống, suy nghĩ một chút, sau đó cố gắng chấn tĩnh hỏi. Người đó có nghe được, nam nữ thần tiên nói lúc nào, ở đâu sẽ cử hành thần tiên tụ hội hay không? chương 120, định kế đoạt bang, thời điểm nào thì không có nói đến, chỉ là nghe khẩu khí phảng phất là ngày gần đây nhất. Về phần địa điểm mở hội hình như cũng không có nói qua. Tôn nhỉ cầu gãi gãi đầu, có chút xấu hổ nói. Hàn lập lông mày nhíu chặt, xem ra tin tức mà tôn nhị cầu biết cũng không xác thực, khẳng định có rất nhiều chỗ thiếu sót. Vì vậy hắn cúi đầu trầm ngâm một lát, trong đầu đột nhiên chợt lóe lên một tia sáng, có một chủ ý rất thần kỳ. Hàn lập bắt đầu cẩn thận đánh giá tôn nhị cầu, đột nhiên mỉm cười nói với hắn. Tôn nhị cầu, mấy ngày nay ngươi làm việc khiến ta rất hài lòng, đặc biệt là tin tức cuối cùng công lao càng không nhỏ, cho nên ta chuẩn bị trọng thưởng cho ngươi. Tôn nhị cầu vừa nghe, trong lòng mừng rỡ, trên mặt cũng không khỏi vui như nở hoa, không ngờ rằng chỉ cung cấp mấy tin tức nhỏ mà thôi, là có thể thu được thưởng thức của vị đại gia này, chuẩn bị muốn đền đáp xứng đáng mình. Xem ra vị này làm việc thật đúng là rất sảng khoái, không hiểu đối phương trọng thưởng thế nào cho mình, chẳng lẽ định ban cho một đống vàng bạc châu báu sao? Tôn nhị cầu không khỏi mơ mộng viển vông, người có hứng thú làm bang chủ tứ bình bang hay không đây? Hàn lập một từ choáng váng trời đất, làm cho tôn nhị cầu sợ đến sắc mặt đại biến, mất hồn mất vía công tử ra tròng gẹo cái gì, chớ nên bấn cờ tiểu nhân. Tiểu nhân bao nhiêu tài đức, như thế nào có tư cách làm người đứng đầu một bang được. Tôn nhị cầu mặt thộn ra, thì thầm nói, tại sao không được, có ta ở phía sau chống đỡ cho ngươi, một cái tứ bình bang nho nhỏ, còn không phải dễ như trở bàn tay. Hơn nữa người cam nguyện làm một đầu mục bé nhỏ trông kho như vậy cả đời sao. Hàn lập cười nhẹ dụ dỗ nói, tôn nhị cầu nghe thấy lời này, trên mặt không ngừng biến đổi, vừa có vui mừng, cũng có sợ hãi, kích động thì lại càng nhiều. Chỉ cần là một nam nhân, có ai mà không muốn có một ngày có thể ngồi ôm mỹ nhân, tay nắm quyền lớn, có thể nắm trong tay sinh tử của người khác. Dã tâm trôn giấu ở nơi sâu nhất tại đáy lòng tôn nhị cẩu, bị Hàn Lập nói mấy câu nhẹ nhàng làm bùng lên, có điều hắn còn có chỗ hơi cố kỵ, bởi vậy cũng không có lập tức mở miệng đáp ứng Hàn Lập. Bang chủ chúng ta và tam đại hộ pháp dưới tay võ công cũng không hề kém, công tử có thể khẳng định chế phục được bọn họ sao? Tôn nhị cầu thử dò xét thấp giọng hỏi, chế phục bọn họ, ha ha, điều này có cần thiết không? Giết sạch là được, Hàn Lập cười lạnh nói, bộ dạng như là bọn chúng là chuyện vặt vậy. Tôn nhị cầu thấy vậy, không khỏi dùng mình một cái. Sát tính của vị công tử này thực là lớn, nếu như không đáp ứng, e rằng bản thân cũng sẽ lập tức bị xử lý mất. Nếu công tử đã coi trọng tiểu nhân như thế, tiểu nhân lập tức đem cái mạng này bán cho công tử, hết thảy đều nghe theo sự phân phó của công tử ra. Tôn nhị cầu dưới sự thi triển cả cứng lẫn mềm của Hàn Lập, rốt cục nguyện ý mạo hiểm một phen. Tốt, vậy được rồi. Hàn Lập khẽ gật đầu hài lòng, cho ta thời gian ra ngoài gần nhất của bang chủ các ngươi. Hàn Lập vì tiện hỏi, có thì có, hắn mấy ngày nay chiều nào giờ ngọ cũng đều muốn đi thanh lâu đông khách nhất Tây Thành Tiêu Tương Viện, hắn gần đây nhất si mê tiểu kim chi đứng đầu bảng hiệu nơi đó. Chỉ là tam đại hộ pháp kia cũng sẽ hộ tống hắn cùng đi, sợ rằng có chút khó ra tay. Không thì phải đợi mấy ngày nữa, tìm thời cơ tốt hơn. Tôn Nhị cầu từ lúc đã đáp ứng, liền lập tức vì mạng nhỏ của mình và Vinh Hoa Phú Quý mà dốc hết toàn lực. Không cần, nếu đã biết thời gian địa điểm, vậy lấy đi cái mạng nhỏ của bọn đúng là việc dễ như trở bàn tay. Hàn Lập nói vẻ hơi hợt, có điều, sau khi bọn chúng chết, người sợ rằng vẫn không có năng lực tiếp quản tứ bình bang sao? Đúng vậy, tiểu nhân ở trong bang chỉ là một đầu mục tầm thường, so với tiểu nhân người có thân phận cao, tư cách lão luyện hơn còn có một lượng lớn Tôn nhị cầu xấu hổ nói, không quan hệ, ta đã nói cho ngươi làm bang chủ tứ bình bang, thì nhất định sẽ làm cho ngươi trở thành. Ta sẽ đem khúc hồn cấp cho ngươi, đem những kẻ phản đối ngươi đều xử lý hết, cũng sẽ tạm thời theo sát để bảo vệ ngươi một khoảng thời gian. Hàn Lập tự tin nói, sau đó Hàn Lập vọt về phía vách phòng gõ nhẹ ba cái không nhanh không chậm, kết quả chỉ một lát sau, khúc hồn đã xuất hiện ở trước mặt hai người. Đem cái này cầm dấu kỹ vào người, chỉ cần có vật ấy trong người, khúc hồn sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi, sẽ xử lý hết địch nhân địch nhân của ngươi, giúp ngươi lên ngôi bang chủ. Hàn lập từ trong áo đem ra dẫn hồn chung kia, sau khi lấy tay vuốt nhẹ một cái, trịnh trọng giao cho tôn nhị cầu. Người cầm dẫn hồn chung, cho dù không phải chủ nhân của khúc hồn, cũng có thể sai khiến khúc hồn, đó là một loại phương pháp khác mặc đại phu dạy cho hàn lập chế ngự khúc hồn. Ngoài ra chỉ cần chủ nhân cũ đã nhỏ máu huyết trên dẫn hồn chung không chết, vậy những người khác động tay chân lại trên pháp khí, cũng không mảy may tác dụng, bởi vậy Hàn Lập cũng không sợ Tôn Nhị Cầu lòng mang nổi loạn, có chú ý khác. Tôn Nhị Cầu đã chính mắt thấy qua khúc hồn đại triển thần uy, bởi vậy sau khi tiếp nhận lấy tiểu trung, vui mừng lẫn sợ hãi vô song, sự can đảm lập tức liền tăng lên rất nhiều. Đa tả công tử yêu ái, tiểu nhân nhất định đối với công tử sẵn sàng chết không từ nan. Dù sao hắn cũng rất cơ trí, biết rằng mình cho dù thực sự làm bang chủ tứ bình bang, cũng chỉ là con rối của vị đại gia này, bởi vậy khi có cơ hội, vẫn không ngừng bày tỏ lòng trung thành. Người trở về chuẩn bị một chút đi, chỉ cần vị bang chủ kia vừa chết, người tức khắc thừa dịp hỗn loạn tiếp quản tứ bình bang. Nhưng có một điểm ngươi phải nhớ kỹ, đem tên ra hỏa nhìn thấy nam nữ thần tiên đó, không hao tổn gì đem tới cho ta, ta có điều muốn hỏi hắn, nhớ kỹ chưa? Câu cuối cùng Hàn Lập nói nghiêm khắc vô cùng, hiển nhiên trọng thị phi thường với điều này. Xin yên tâm, công tử ra, tiểu nhân nhất định sẽ đem hắn hoàn toàn nguyên vẹn đưa tới, quyết sẽ không làm cho công tử thất vọng. Tôn nhị cầu lập tức tay vỗ vào ngực, lập lời thề, nhìn qua bộ dạng vẻ mặt rất trung thành. Biết là tốt rồi, mang cho khúc hồn xuống đi, tới lần sau khi gặp ta, người chính là người đứng đầu một bang rồi. Hàn lập sắc mặt không đổi dặn dò, tiểu nhân cáo lui, tôn nhị cầu thấy hàn lập ra lệnh đuổi khách, ngay lập tức cảm giác được lui ra ngoài phòng, mà khúc hồn thì theo sát sau đó. Đợi cho tôn nhị cầu vừa rời khỏi phòng, hàn lập liền đứng dậy, sau khi hắn đi vòng quanh nửa vòng trong phòng, đột nhiên hé môi, khẽ thổi một tiếng sáo uyển chuyển kéo dài kết quả một con vân xí điểu kia từ ngoài cửa sổ lao vào đậu ở trên vai hàn lập hàn lập từ theo trong áo lấy ra một cái hũ nhỏ đổ ra một viên hoàng lật hoàn mà vân xí điểu thích ăn nhất khẽ nhét vào trong miệng chim sau đó ôn nhu nói tiểu ra hỏa đuổi theo người mới vừa ra khỏi phòng kia nếu như hắn vừa rời phạm vi thành này muốn chạy trốn hãy lập tức tới báo cho ta biết vân xí điểu sau nghe xong hàn lập nói vậy kêu lên mấy tiếng vô cùng thông minh sáng suốt liền lại bay ra cửa sổ, biến mất trong không trung. Chương 121, Tiêu Tương Viện, tâm tình của Trầm Trọng Sơn lúc này rất tốt, vì hắn đang ngồi trong một phòng ở Tiêu Tương Viện, ôm lấy một người con gái cực kỳ kiều diễm, dùng bàn tay to lớn không ngừng sờ soạng thô lỗ trên thân hình mềm mại ấy. Có lẽ vì Trầm Trọng Sơn có chút nóng nảy, nên người con gái diễm mị này hì hì cười duyên một hồi. Kim cô nương, ta thấy ngươi nên đi theo bang chủ của chúng ta đi. Lần đầu tiên bang chủ của chúng ta đối với đàn bà si mê như vậy, ngay cả công việc trong bang còn chưa kịp xử lý đã vội vàng kéo chúng ta đến đây vừa lên tiếng là một người đen đúa mập mạp mặc áo màu xám người này eo như thùng đựng nước to gấp hai lần người thường vừa nói xong liền thở hắt ra một hơi đúng đấy kim chi cô nương bang chủ chúng ta trong năm ngày liên tiếp mỗi buổi chiều đều thưởng cho ngươi không ít ngân lượng ngươi chỉ để cho bang chủ của chúng ta ôm một lúc ngay cả ngủ qua đêm cũng chưa một lần cái này cũng có vẻ không được Người nói chuyện lần này là một trung niên nho sinh trên mặt có một nốt ruồi đen, người này hai mắt lộ ra vẻ âm hiểm, nhìn thấy ngay là một kẻ xảo trá. Trong phòng này, ngoại trừ Trầm Trọng Sơn còn có ba người khác, đó là Tứ Bình Bang Tam Đại Hộ Pháp. Tên đen đúa mập mạp là cuồng quyền tiến tiến, trông rất béo tốt, nhưng một tay phong cuồng thập bát đả đã luyện cực kỳ thành thục, đánh bại không ít cao thủ danh tiếng. Nho sinh đó là độc tú tài phạm tự, mặc dù đã luyện thành một bộ tuyết phong kiếm pháp cực kỳ sắc bén, nhưng hắn thành danh bên ngoài là một kẻ tâm địa độc ác. Mà người áo đen đứng bên cạnh nãy giờ không mở miệng, chính là kẻ có võ công cao cường nhất trong Tam đại hộ pháp phi đao Trầm Tam. Người này có tuyệt kỹ phóng ra liên tục 18 thanh phi đao, đã thay Trầm Trọng Sơn trừ đi không ít những cao thủ đến báo thù, hơn nữa bản thân hắn là họ hàng xa của Trầm Trọng Sơn, bởi vậy trong bang hắn là người được Trầm Trọng Sơn coi trọng nhất. Ba người này cũng giống như Trầm Trọng Sơn, bên cạnh mỗi người đều có một người con giá xinh đẹp bồi tiếp chỉ là những cô gái này không bằng được cô gái đang ngồi trong lòng trầm trọng sơn, nàng không những kiểu diễm, thân hình đầy đặn, mà còn có một loại phong tình vạn trùng. Vị cô nương Kim Chi đang cười khúc khích, vừa nghe cuồng quyền cùng độc tú tài nói như vậy hai mắt lập tức đã rơm rớm, tựa hồ như lúc nào nước mắt cũng có thể rơi xuống. Phạm gia cùng tiến ra nói Kim Chi như vậy, thật là oan uổng cho Kim Chi quá. Kim Chi vừa nhìn thấy trầm gia liền biết ngay là một anh hùng hảo hán, có thể sớm tối kề cận trầm ra, đó là chuyện mà Kim Chi Cầu còn không được. Chắc nhị vị không phải không biết, thân thể của ta là thuộc về tiêu tương Việt, nếu không có sự đồng ý của Vương Mama, Kim Chi nếu tự tiện tiếp khách sẽ bị họ hung hăng đánh chết. Không bằng, trầm ra đi hỏi Vương Mama đi, nếu đồng ý để cho Kim Chi tiếp khách, thì đêm nay Kim Chi nhất định sẽ hầu hạ trầm ra thật tốt vì cô nương tiêu tương Việt nói chuyện ngọt ngào như diễn kịch, khéo léo bày tỏ mỗi lòng, ra vẻ tình cảm sâu nặng với trầm trọng sơn. Nàng ta nói vừa thật vừa giả làm cho Tiến Tiến và Phạm Tự hai người đưa mắt nhìn nhau, trong một lúc không thể nói nên lời. Bọn họ đương nhiên không phải không hỏi qua giá qua đêm của vị kim chi cô nương này, chỉ là vương ma ma nọ đưa ra một cái giá cắt cổ, viện cớ rằng tiểu kim chi này trước giờ chưa từng từng tiếp khách qua đêm, làm cho Trầm Trọng Sơn là người đứng đầu một bang phái cũng cảm thấy choáng váng với cái giá này, bởi vậy đến giờ vẫn chưa thỏa thuận được. Dĩ nhiên nếu ỷ mạnh mà nói cứng cũng không ổn, tiêu tương viện này là sản nghiệp của một trong ba đại bang tại gia nguyên thành thiên bá môn, làm náo loạn ở đây không phải là đi tìm chết sao. Hai người đối với vị cô nương này cứng cũng không được mà mềm cũng không xong, đành phải chuyển sang trên người các cô nương tiêu tương viện, hung hăng sờ mó trên người các nàng một hồi mới chịu thôi. Ha ha, đa tạ hai vị hiền đệ vì chuyện trầm mỗ mà quan tâm. Nhưng mà không sao, hai hôm nay trầm mỗ có được món hời, chút tiền bạc còn con ấy tính toán làm gì. Nhưng mỹ nhân, nàng không được nuốt lời đấy đến lúc đó nàng phải ngoan ngoãn mà hầu hạ đại gia ta. Trầm Trọng Sơn đang ôm tiểu kim chi trong lòng, đột nhiên hướng đến hai bên má mỹ nữ mà cắn một cái, sau đó có chút tự đắc nói. Trầm Trọng Sơn là một đại hán trước ngực lông đen tua tủa, hai cánh tay lực lưỡng so với người thường dài hơn nhiều, bởi vậy nhìn cả người giống như dã thú mặc xiêm y, thật sự xấu xí kinh người. Nhưng một kẻ trông xấu xí, thô lỗ khó coi như vậy trong vài năm trước đã dùng một thân lô hỏa thuần thanh thông tí quyền, phân biệt đánh chết tứ bình bang tiền nhiệm đương ra kim bút cầu thiên cùng tâm phúc tứ đại kim cương của hắn, đoạt được vị trí bang chủ. Cho nên trong giới giang hồ tại gia Nguyên Thành, tuyệt đối thuộc vào hàng nhất lưu cao thủ có danh tiếng, không dung tha cho bất cứ kẻ nào coi thường. Trầm ra, tiểu kim chi bị đòn đánh lén này của Trầm Trọng Sơn, ra vẻ e thẹn vô cùng, giấu mặt vào trong áo, làm cho Trầm Trọng Sơn đắc ý cười to một trận. Cộc cộc, cộc cộc, đúng lúc này, có người đang gõ cửa phòng, ai đó, gã mập gồm quyền tiến tiến lúc này đang có chút khó chịu tức giận quát hỏi thưa mấy vị đại gia tiểu nhân mang rượu đến bên ngoài phòng truyền đến thanh âm của một nam tử trẻ tuổi vậy còn không mau mang đến đây tiến gia ta đang lo rượu quá ít đây hắc bàn tử nghe vậy không suy nghĩ liền nói lời tiến tiến vừa nói xong thì một gã thanh niên mặc y phục sai vặt đi đến gã thanh niên này tướng mạo bình thường hai tay đang bưng một cái mâm trên mâm là một ít thức ăn cùng hai bầu rượu nhanh mang rượu đến đây Đại gia muốn nếm thử trước mùi vị thế nào. Tên mập tiến tiến là một tên nghiện rượu điển hình, bởi thế vừa mới thấy hai bình rượu hai mắt hắn liền sáng lên, không ngừng nhốn nháo đứng dậy. "Vâng, tiểu nhân mang lên cho ngài đây." Gã sai vặt này đi lên vài bước, mang rượu đặt lên bàn. Gã mập vừa thấy bầu rượu, lập tức đưa tay chộp lấy, liếm môi một cái uống thử xem mùi vị thế nào. "Chậm đã, tên mập." Tên mặc áo đen trầm tam nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng đột nhiên mở miệng quát lên, ngăn cản tiến tiến uống rượu chương 122, độc sát. Sao thế? Tiến tiến cảm thấy kỳ quái liền hỏi, nhưng hắn rất tính nhiệm trầm tam, liền vô ý thức dừng lại. Vừa rồi kẻ bưng thức ăn lên không phải là ngươi, hắn đâu rồi? Trầm tam không để ý đến sự nghi hoặc của gã mập, ngược lại còn từ từ đặt tay lên túi đựng đao bên hông, nhìn chầm chầm vào gã sai vặt lạnh lùng hỏi. Bởi vì khách nhân đông quá, Lý Nhị vừa mới chạy ra ngoài, tiểu nhân đến đây thay thế hắn. Đại gia, có việc gì không? gã sai vặt bị trầm tam nhìn trầm trầm sắc mặt trắng bệch không còn chút máu kinh hoàng thất thố trả lời nhìn thấy biểu hiện của người này thần sắc của trầm tam có phần hòa hoãn lại bất quá dường như hắn vẫn chưa yên tâm quay đầu sang tiểu kim chi đang ngồi trong lòng trầm trọng sơn hỏi kim cô nương cô biết người này không hắn là người của tiêu tương viện sao người này vị cô nương kim chi này vẻ mặt lộ ra nét khó xử cuối cùng có chút xấu hổ nói không dám dối gạt trầm ra người này thoạt nhìn rất quen mắt nhưng mà tiêu tương viện chúng ta, từ trên xuống dưới mấy trăm nhân khẩu ta cũng chưa thấy qua người này, nhưng đó cũng không phải chuyện gì lạ. Ha ha, tiểu tam, ngươi làm thế không phải là làm khó Kim chi cô nương sao? Làm thế nào một đại mỹ nhân lại nhận biết được một tên hạ nhân đây? Chẳng lẽ ngươi cho rằng đây là sát thủ bên ngoài trà trộn vào sao? Trầm Trọng Sơn cúi đầu xuống ngực giếm nữ hít một hơi dài, rừng dưng nói: "Đại ca, chúng ta kiếm cơm bằng ngọn đao, cẩn thận một chút vẫn hơn." sắc mặt trầm tam không có biểu tình gì nhưng ánh mắt vẫn gắt gao nhìn Trầm Trầm vào gã sai vặt hắc hắc người này cước bộ yếu ớt hai mắt vô thần vừa nhìn đã biết ngay là người không có võ công nếu như vẫn còn lo lắng ta có một biện pháp để kiểm tra thật giả cho mọi người cùng yên tâm độc tú tài phạm tự đột nhiên cười lạnh vài tiếng âm âm nói hắn luôn bất mãn với việc trầm tam gia nhập tứ bình bang sau mình nhưng lại được trầm trọng sơn tín nhiệm luôn tự cho rằng mình là người túc trí đa mưu nhất tứ bình bang lần này hắn muốn cho trầm tam mất mặt một chút. Hả, có phương pháp. Phạm lão để thử một lần xem trầm trọng sơn mặc dù mặt ngoài nói hào khí vạn phần nhưng kỳ thật lại rất quý cái mạng nhỏ của mình. Bởi vậy lập tức đổi giọng đồng ý để cho phạm tự thử một lần. người này đương nhiên không biết võ công, không thể gây khó khăn cho chúng ta. Có chăng đã động thủ động cước vào rượu và thức ăn. cho nên chúng ta bắt hắn ăn uống thử rượu thịt, mỗi thứ một miếng, như vậy chẳng phải rõ ràng sao? Độc tú tài tin tưởng nói, Phạm huynh ý kiến hay, tiểu tử, trước tiên ngươi hãy uống ngụm rượu này cho đại gia, rồi cũng nếm thử chút sau này đi. Nếu ngươi có chút trần trừ, đại gia lập tức cắt đầu ngươi xuống. Hắc bàn tử tiến tiến vỗ tay mừng rỡ, sau đó chừng mắt nhìn gã sai vặt, lớn tiếng quát tháo. Gã áo đen trầm tam vừa nghe phạm tự nói như vậy, biết rằng đó là phương pháp chính xác, cũng không mở miệng biện bác, thờ ở lạnh nhạt đứng lên. Về phần trầm trọng sơn và tiểu kim chi trong lòng cũng không có ý kiến gì cả. Vì thế gã sai vặt dưới sự giám sát của mấy người, vẻ mặt nghiêm trọng, phân biệt uống một chén rượu, nuốt vài miếng rau vào bụng. Chứng kiến người này sau khi uống rượu, ăn thức ăn vẫn bình yên vô sự, trên mặt phạm tự lộ ra vẻ đắc ý, hắn quay quay về phái trầm tam thâm ý nói, xem ra trầm lão để cẩn thận thái quá rồi, người này thật sự là một gã hạ nhân mà thôi, lần sau ngàn vạn lần đứng để mọi người mất tử hứng. Nói xong, hắn gắp rau bỏ vào miệng, thản nhiên nhai nuốt. Hừ trầm tam hừ một tiếng, cũng không để ý đến những lời chỉ dâu mắng hòe của phạm tự, nhưng cả người cũng buông lỏng về lại chỗ ngồi. Ha ha, không có việc gì cả, thì ra là hiểu lầm thôi. Trầm Trọng Sơn đương nhiên biết hai thuộc hạ của mình bất hòa, bất qua lúc này hắn đang vui vẻ, nên ra vẻ hào sảng ha ha cười nói. Nếu chỉ là hiểu lầm, người có thể lui xuống, ít bạc này xem như thưởng cho ngươi. Trầm Trọng Sơn đưa ra hai lượng bạc thưởng cho gã sai vật. Tạ, tạ đại gia, vậy tiểu nhân xin phép cáo lui gã sai vặt vừa thấy bạc liền mừng rỡ hoan hỉ lui ra ngoài cũng thuật tay đóng cửa phòng lại ai ra trầm ra ra tay thật là hào phóng sau này đối với kim chi cũng không được hẹp hỏi đấy trong phòng truyền ra tiếng lúng nịu của tiểu kim chi đương nhiên tiểu mỹ nhân ngươi chính là bảo bối trong lòng ta mà chỉ cần ngươi đối tốt với đại gia ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi nào các huynh đệ cùng ta cạn một chén hôm nay không say không về thanh âm của trầm trọng sơn vang ra khỏi phòng Ngoài cửa phòng gã thanh niên nghe được rất rõ ràng. Gã thanh niên ngoài cửa đột nhiên cười lạnh, cũng không lập tức rời đi, mà lặng lẽ vòng ra mái hiên bên cạnh, giống như u linh mà đứng bất động, tựa hồ như đang đợi gì đó. Ước chừng thời gian khoảng một chén trà, trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu hoảng sợ có độc. "Trong rượu và thức ăn này có độc, ta chúng độc rồi." Vừa dứt lời, người này quỷ dị cười to hai tiếng, rồi thanh âm im bặt. Nghe giọng nói đúng là gã Hắc Bàn Tử tiến tiến, Lũ Khôn Khiếp các ngươi dám âm mưu hại bổn băng chủ, ta sẽ lấy mạng các ngươi. Trầm trọng sơn hoảng sợ thét lên, nhưng cũng đã quá muộn, không tự chủ được cười khan hai tiếng, sau đó cũng mất mạng ngã lăn ra đất. Độc tú tài phạm tự cùng trầm tam sợ hãi nhìn nhau, cả hai đồng thanh nói. Gã sai vật kia, là hắn hạ độc, vậy chắc chắn hắn có giải dược. Hai người lập tức như bị lửa đốt, đấy hai người con gái bên cạnh ra, hướng ra ngoài cửa vào tới. Nhưng đáng tiếc là vừa đến cửa phòng, bọn họ đột nhiên ha ha hai tiếng từ từ ngã xuống đất xem ra tên hắc bàn tử ăn nhiều nhất cho nên độc tính phát tác sớm nhất về phần trầm trọng sơn ăn cũng không ít nên là người thứ hai về phần gã áo đen và tên nho sinh ăn ít hơn nhiều nhưng tiêu hồn tán của ta độc tính vô cùng mãnh liệt cho dù chỉ nuốt một giọt sẽ chết chắc không thể nghi ngờ gã thanh niên thản nhiên suy tính sau khi đợi một hồi mới đẩy cửa phòng đi vào chỉ thấy trong phòng không còn một ai sống sót ngay cả tiểu kim chi cùng ba nữ tử bồi rượu cũng đã khí tuyệt thân vong hàn lập cẩn thận dò xét một hồi xác định trong phòng không còn ai sống sót mới nhẹ nhàng rời khỏi sau khi tin tứ trầm trọng sơn bị đầu độc chết truyền ra ngoài mọi người sẽ nghĩ rằng là do kẻ thù trong giang hồ giết không có bất cứ phiền toái gì cho ta hàn lập ung dung đi trên đường thầm nghĩ thanh linh tán này thật sự hữu dụng chỉ cần ban đầu nuốt vào một viên chẳng những có thể phòng được bách độc mà ngay cả các loại mê hương cũng có tác dụng lần trước cũng dựa vào cái này mà chiêu chọc đám người nghiêm thị hắn có cười cười có chút cổ quái không nhịn được sờ vào bình chứa thanh linh tán trong áo hàn lập đi trên con đường vắng vẻ về khách sạn vừa về đến phòng liền nằm ngay lên giường liền chìm vào giấc ngủ đây là một thói quen vô thức của hàn lập mỗi lần liên quan đến một sự việc quan trọng hắn đặc biệt phải ngủ có thể trong giấc ngủ mà thả lỏng một cách tốt nhất tinh thần và thân thể đang mệt mỏi khi hàn lập ngủ được một lúc người của tiêu tương viên rốt cục cũng phát hiện ra trầm trọng sơn và ba vị hộ pháp đã chết bởi vậy tin tức nhanh chóng chuyển đến tứ bình bang ngay lập tức khiến cho rất nhiều người động tâm không một ai muốn tra xét nguyên nhân cái chết của trầm trọng sơn bởi vì tại gia nguyên thành cá lớn nuốt cá bé là chuyện thiên kinh địa nghĩa trầm trọng sơn cũng sát hại bang chủ tiền nhiệm mà lên được vị trí này bởi vậy các đầu mục lớn nhỏ trong tứ bình bang chỉ quan tâm cái ghế bang chủ sẽ do ai đứng ra đảm nhiệm vì tại đây không có người đứng ra ứng cử lại trong tình huống không ai phục ai, một hồi tranh đoạt địa vị bang chủ diễn ra, rốt cuộc trong nội bộ tứ bình bang cũng bạo loạn. Kết quả buổi sáng ngày thứ hai, một nhân vật tầng dưới, từ đám bang chúng phổ thông mà nổi lên, kinh ngạc phát hiện, cả tứ bình bang dĩ nhiên ngạc nhiên nhìn không chớp mắt tiểu đầu mục tôn nhị cầu này. Gà tôn nhị cầu này trong một buổi tối đã giết sạch các nhân vật cao tầng phản đối hắn, dưới tình huống không ai dám đứng ra ngăn cản, thuận lợi leo lên vị trí bang chủ tứ bình bang, hơn nữa trong ngày thứ hai hắn phát thiếp mời cho các bang hội khác phía tây thành xác nhận hắn thực sự kế thừa vị trí bang chủ mà người đứng sau tạo nên sự kiện này là hàn lập sau khi ăn no ngủ kỹ giờ đã có mặt tại Mạc phủ nhưng là ở trong một tiểu lâu khác trước mặt vẫn là nghiêm thị cùng các vị phu nhân xinh đẹp chỉ là phía sau các nàng còn có ba vị mỹ nữ tiếng lành đồn xa tại gia nguyên thành mặc thị tam kiều mặc ngọc châu cùng mặc thải hoàn Hàn Lập đã từng gặp qua, bởi vậy ánh mắt hắn tập trung về phía nghĩa nữ của Mạc Đại Phu Mạc Phượng Vũ. Mạc Phượng Vũ là một mỹ nữ mặc áo vàng có khuôn mặt trái xoan, nhìn qua khoảng 16 đến 17 tuổi, cả người tú khí phi thường, làm cho Hàn Lập có cảm giác nàng rất xinh xắn đáng yêu. Lúc này Mạc Phượng Vũ bị Hàn Lập nhìn chằm chằm, có chút ngượng ngùng cúi đầu xuống, lộ ra cái cổ thon thả trắng muốt nhẫn nhụi, làm cho Hàn Lập không khỏi âm thầm nuốt nước bọt vài cái. Hàn công tử không nên sau mê ngắm Phương Vũ nhà ta như thế chứ. phượng Vũ nhà ta ra mặt rất mỏng, chúng ta có tiếp tục chủ đề hôm qua không nào?" Tam phu nhân cười hồ mị, óng hẹo nói với Hàn Lập. Chương 123: Giao dịch, đề tài, đề tài gì? Ta hỏi tới quyết định cuối cùng của các nàng. Rời nơi đây hay là ẩn cư, hay là để ta ra tay đánh chết đối thủ của các nàng?" Hàn Lập đem ánh mắt từ trên người mỹ như áo vàng thu hồi lại, không hề khách khí nghiêm túc nói. Nghiêm thị nghe Hàn Lập nói vậy, hơi nhíu mày, hướng Hàn Lập chậm rãi nói. Hàn công tử, đừng nóng vội, tỉ muội bọn ta hôm qua sau khi suy đi nghĩ lại, vẫn chọn cách thứ hai. Bất quá thế này đi, chúng ta hy vọng thay đổi một chút, ta hình như đã nói qua, không hy vọng mấy vị phu nhân mà cả. Chuyện này không thay đổi được, hoặc là hoàn toàn đáp ứng điều kiện của ta, hoặc là chọn cách thứ hai Hàn Lập đột nhiên biến sắc nói. Công tử thấy dung mạo của mấy đứa con gái ta thế nào? Nghiêm thị không để ý tới Hàn Lập không vui, đột nhiên đổi đề tài, chuyển sang trên người ba tỷ muội mặc thị vào. Quốc sắc thiên hương, trời xanh tú lệ có thể dùng để khen ngợi mấy vị tiểu thử, tuyệt không phóng đại. Hàn Lập lặng người, nhưng lập tức khẽ cười nói, hắn mơ hồ có chút minh bạch chủ ý của nghiêm thị khi nhắc tới vấn đề này rồi. Yêu cầu của chúng ta cũng không quá đáng, chỉ cần các hạ có thể tiêu diệt đầu lính của ngũ sắc môn và độc bá Sơn Trang, chúng ta không chỉ đưa bảo ngọc cho các hạ giải độc, mà còn có thể đem tìm muội bọn nó ba người gả cho các hạ làm thê thiếp, các hạ vừa rồi không phải là luôn luôn ngắm nhìn Phượng Vũ sao. Chỉ cần các hạ đáp ứng, nàng ta sẽ là người của Hàn gia rồi. Nghiêm thị chỉ mấy người Ngọc Châu ở sau lưng, nghiêm túc nói. Tứ nương, mẹ, mặc Ngọc Châu và mặc Thái hoàn vẻ mặt đại biến, không kềm nổi mà kêu lên, hiển nhiên hai người trước đó chưa từng nhận được tin tức gì liên quan, bây giờ lại bị nghiêm thị dễ dàng đồng ý, làm cho kinh ngạc tới mặt mày thất sắc mà mặc phượng vũ ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhật ra thì vẫn còn có thể chấn tĩnh cũng không trách bọn họ kinh hoàng như vậy hàn lập tướng mạo bình thường với như ý lan quân trong lòng hai người kém một trời một vực không xứng đáng chút nào việc này khiến cho bọn họ làm sao mà cam tâm gả cho hàn lập im miệng việc này ta cùng di nương các người đã quyết định rồi không cho các người phản đối nếu không lập tức bị đuổi khỏi mặc phủ nghiêm thị trầm mặt lại lạnh giọng nói lời vừa nói ra làm cho ba tỉ muội mặc thị sợ ngây người Mạc Ngọc Châu khẽ cắn môi, sắc mặt xanh lét, mà Mạc Thái Hoàn thì thất hồn lạc phách nhìn nhị nương và ngũ nương bình thường yêu thương nàng nhất, ánh mắt lộ ra vẻ khẩn cầu. Chỉ có Mạc Phượng Vũ vẫn còn tốt hơn một chút, nhưng thân thể đã hơi run, dựa vào bức tường phía sau không hề động đậy. "Đừng ép mấy vị tiểu thư, điều kiện của các người ta không thể đáp ứng." Vẫn là câu nói cũ, bất luận là điều kiện gì, ta cũng không mạo hiểm vô ích, mạng nhỏ của ta vẫn còn rất đáng quý. Hàn Lập trầm mặc một lúc, trầm giọng đáp: thường thường cự tuyệt đề nghị của nghiêm thị. Muốn nói Hàn Lập đối diện với ba tỷ muội mặc thị xinh đẹp như hoa mà không động tâm, đó là thuần túy là nói dối. Nhưng Hàn Lập tử tế cân nhắc, muốn thực sự nói chu sát hai vị bá chủ khác của Lam Châu, đây khẳng định không thể che giấu được người hiểu biết, muốn gây ra họa sát thân. Chỉ cần suy nghĩ một chút, sau khi ngũ sắc môn và độc bá Sơn Trang hạ đài, nghiêm thị khẳng định sẽ khiến kinh giao hội quật khởi, thành người thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Hơn nữa một tên xa lạ như bản thân mình tự nhiên xuất hiện ở mặt gia phủ, lại bỗng chốc lấy cả mặt thị tam kiều, đây không phải là công bố cho người khác, bản thân chính là công thần lớn nhất và hung thủ sát nhân trong việc này sao? Nếu như bởi vì vậy mà dẫn dụ lực lượng thần bí có liên quan tới tu tiên giả tới, tên tu tiên giả nửa vời như hắn tuyệt đối không được tốt lành gì, mạng nhỏ cũng không bảo vệ nổi, vậy thì lấy ba tỷ muội mặc thị thiên kiều bá Mỹ cũng có tác dụng gì. Cho nên Hàn Lập mới âm thầm cười khổ, từ chối ba vị đại mỹ nữ hoạt sắc xanh hương. Còn ba tỷ muội mặc thì có thích hắn hay không, Hàn Lập ngược lại không quan tâm, chỉ cần có thể đoạt được thân thể của đám mỹ nữ này, vậy đoạt được tim bọn họ còn không phải là việc sớm muộn hay sao. Bất quá hiện tại nói ra thì hết thảy đã không có tác dụng, ba tỷ muội mặc thị này đối với Hàn Lập mà nói là củ khoai lang cầm bỏng tay, đó tuyệt đối không thể trêu vào. Hắn hôm nay chỉ muốn diệt trừ tận gốc hàn độc trên người một cách nhanh nhất, sau đó rời khỏi cái nơi thị phi này, còn sau đó mặc phủ là hỏa hay là phúc, cũng chẳng có liên quan gì tới hắn lời từ chối của hàn lập vừa nói ra mặc dù làm cho đám người nghiêm thị sắc mặt rất khó coi nhưng lại tăng hảo cảm của mạc thị tỷ muội lên rất cao mặc thải hoàn nhỏ nhất thậm chí cười ra nước mắt hướng hàn lập làm mặt quỷ ngay cả ánh mắt của mạc ngọc châu và mạc phượng vũ nhìn hàn lập cũng đã nhu hòa lại rất nhiều nhìn hắn với một con mắt khác nghiêm thị thở dài cùng với đám người lý thị đưa mắt ra hiệu một lúc liền chuyển người bộ dáng không thể tránh được nói hàn công tử nếu không đồng ý vậy thì thôi Chúng ta sẽ làm theo điều kiện của công tử, chỉ cần hàn công tử có thể giết được trang chủ độc bá Sơn Trang nộ sư Âu Dương Phi Thiên, chúng ta sẽ giao noãn Dương Bảo Ngọc để cho các hạ giải độc. Ha ha, mấy vị phu nhân tâm kế thật tốt, ta nghe nói Âu Dương Phi Thiên người này đang tuổi tráng niên, hơn nữa không có con cái, nếu sau khi ông ta chết, chắc chắn độc bá Sơn Trang sẽ lập tức sụp đổ, thuộc hạ sẽ chia năm xẻ bảy chẳng dỗi rãi mà băn khoăn tới kinh giao hội Hàn Lập vuốt mũi, khẽ cười nói. Nghiêm thị nghe Hàn Lập nói vậy, Lương hàn lập một cái. Không chỉ ngươi nói vậy, ngươi biết vị ngô kiếm minh kia là ai phái tới không? Chính là vị Âu Dương bá chủ này sai tới, hơn nữa hắn còn là đệ tử thứ bảy của Âu Dương Phi Thiên, rất được sủng ái. Vị trang chủ độc bá Sơn Trang này là đồng lứa với phu quân bọn ta, kém không nhiều tuổi, luôn nung nấu hùng tâm muốn xưng bá toàn bộ Lam Châu. Cho nên hắn mới dùng tới sách lược trước yếu sau mạnh, mưu cầm trước tiền diệt kinh giao môn chúng ta, sau đó mới đối phó với ngũ sắc môn. Hắn mấy năm trước từng cổ động nghĩa đệ mã không thiên của phu quân ta, cùng với nhị đệ tử triệu khôn của phu quân, định chia rẽ kinh giao môn, kết quả tỉ mộ ta biết rõ, giết hai tên đó và đồng đảng trước. Nhưng kinh giao môn cũng vì vậy mà tổn hại lớn tới thực lực, bị đại quân của độc bá Sơn Trang đánh lui liên tiếp, kim giao hội bất đắc dĩ chỉ đành co cụm lại, cố thủ Gia Nguyên Thành. Nghiêm thị tiết lộ một ít bí ẩn có liên quan tới kinh giao môn. Nhưng thế lực các người tại Gia Nguyên Thành hôm nay dường như cũng chả to lớn gì. Độc bá sơn trang sẽ không thêm phần hăng hái tiêu diệt các ngươi chứ?" Hàn Lập suy nghĩ một lúc, có chút không hiểu hỏi. "Hi hi, tên cuồng đồ Âu Dương Phi Thiên đó không dám tấn công nơi này, tự nhiên là có đạo lý của hắn. Nếu như muốn biết, chỉ cần đáp ứng điều kiện cũ đầu tiên của tỷ muội ta, ta sẽ nói cho công tử tam phu nhân cười khanh khách, nửa thật nửa giả dịu giọng nói. "Ha ha, vậy thì nói làm gì, ta chỉ có chút tò mò mà thôi." Hàn Lập vẫn tỉnh bơ, thiệt là một điểm cũng không giống nam tử hán ra một chút sức như vậy cũng không nguyện ý tam phu nhân bĩu môi giống như đang liếc mắt đưa tình với hàn lập đám người nghiêm thị đối với cử động của tam phu nhân ngoảnh mặt làm ngơ nhưng ba tỷ muội mặc thị lại có chút mặt hồng tai đỏ dẫu sao thì trưởng bối của mình và tên gia hỏa vốn muốn đem bọn mình gả cho đang trêu gẹo nhau trước mặt điểm này cũng thật là không thể nào nói nổi mặc thái hoàn bĩu môi hung hăng lườm hàn lập một cái nhưng hàn lập tựa như không phát hiện vẫn cứ ta theo ý ta giảng đạo, tam phu nhân nói thật là quá dễ dàng, một điểm lực này có thể liên lụy tới cái mạng nhỏ của tại hạ, không làm nam tử hán cũng được. Chỉ cần vẫn còn là một nam nhân là được rồi, có lẽ câu nói cuối cùng của Hàn Lập đã lộ ra mấu chốt, chẳng những làm cho tam phu nhân ngồi đối diện sướng sờ, hé miệng cười rộ lên, ngay cả nhị phu nhân lý thị và nghiêm thị cũng hơi không vui. Công tử định lấy mạng Âu Dương Phi Thiên như thế nào? Tên này cả ngày đều ở trong sơn trang, rất ít ra ngoài hơn nữa hắn võ công tuyệt đỉnh tâm kế hơn người rất khó đối phó nghiêm thị nghiêm mặt nói việc này không cần phu nhân quan tâm chỉ cần phu nhân chuẩn bị cho tại hạ một con ngựa tốt cùng với một bức họa của tên này tại hạ tự nhiên sẽ khiến cho hắn biến mất khỏi thế gian hàn lập không nói gì thêm nữa hy vọng như vậy nghiêm thị khẽ nói bất quá trước tiên mấy vị cũng phải nên cho ta một cái cam đoan để khi tại hạ hoàn thành nhiệm vụ trở về các phu nhân không trở mặt không thèm giữ lời hứa chứ hàn lập thoải mái nói các hạ cần cam đoan thế nào nghiêm thị lại không tỏ vẻ bất mãn gì xem ra sớm đã dự liệu rồi dược hoàn trong bình này xin các vị mọi người uống một viên còn nó là thuốc gì tại hạ không nói được dẫu sao cũng đợi tới khi ta giết âu dương phi thiên trở về ta sẽ dùng thuốc giản trao đổi bảo ngọc trong tay các người hàn lập lấy một cái bình xứ đặt lên bàn sau đó lạnh lùng nhìn đám người nghiêm thị nghiêm thị không nói hai lời đưa bàn tay mảnh khảnh cầm lấy cái bình lấy ra một viên thuốc màu xanh biếc sau đó nhìn đám người lý thị một cái, liền ngửa đầu nuốt vào. Can đảm lắm, quyết đoán lắm, thật không hổ là đương gia của kim giao hội hàn lập không nhịn được vỗ tay khen ngợi, sau đó ánh mắt lại hướng sang mấy người còn lại. mươi 124, Mạc Phượng Vũ, mấy vị tỉ muội của ta không cần phải uống thuốc này. Một mình tính mạng của ta còn chưa đủ sao, nghiêm thị sau khi uống thuốc vào, ngăn trở cử động của nhị phu nhân lý thị cũng muốn uống thuốc. Hàn lập vừa nghe nghiêm thị nói thế, có chút sừng sốt, lộ ra chút vẻ kinh ngạc. Nhưng lập tức sau khi trầm ngâm một chút, gật nhẹ đầu, nói, nếu tứ phu nhân tỉ muội tình thâm, đã nói như vậy, hàn lập ta cũng không phải người bất thông tình lý. Cứ vậy đi, nhị phu nhân các nàng không cần uống thuốc. Hàn lập nói xong, đem bình thuốc từ trong tay nghiêm thị thu trở về, một lần nữa cất vào trong lòng. Nếu chuyện đã xong, tại hạ trước hết cáo từ, chờ lúc này ngày mai, tại hạ trở lại mặc phủ lấy bức họa, sau đó trực tiếp đi độc bá sơn trang vậy thì phiền công tử đám người nghiêm thị đứng dậy đưa tiến hàn lập hàn lập cười nhạt tiêu sái xoay người rời khỏi phòng hàn lập mới vừa xuống tiểu lâu phía sau có tiếng bước chân vội vàng truyền đến hàn sư huynh chờ một chút nhị tỷ ta tìm ngươi có việc thanh âm tiểu nha đầu mặc thải hoàn hô to gọi nhỏ truyền tới hàn lập nghe tiếng gọi này thở dài bất đắc dĩ xoay người lại chỉ thấy tiểu yêu tinh nọ xông thẳng tới trước mặt mà mặc phượng vũ cùng mặc ngọc châu đi theo sau đang đi tới Mạc Thải Hoàn vài bước đuổi theo Hàn Lập, sau đó trừng lớn hai mắt, không ngừng xoay chuyển, miệng thì vẫn mấp máy không ngừng, tựa hồ đang nhìn vật nuôi trong nhà. Được đó, Hàn Sư Huynh, lừa gạt làm ta thật khổ, không nghĩ tới, ngươi cũng là giả mạo, lại dùng một chút đồ vật, làm cho nhà ta xoay vòng vòng cả lên. Hàn Lập vừa nghe, lừa mắt nhìn tiểu nha đầu, cái gì gọi là một chút đồ vật. Rõ ràng là ngươi muốn lễ vật, bản thân muốn đi. Tam muội không được vô lễ, đừng gây phiền toái cho Hàn Công Tử. Hàn Lập lần đầu nghe được thanh âm của Mạc Phượng Vũ, mềm mại, hết sức ôn nhu, làm cho người ta nghe xong thật là thoải mái. "Cái gì? Người ta không phải là chút giận thay mẹ sao, sao lại để hắn có thái độ như vậy trước mặt mẹ?" Mạc Thải Hoàn phẫn uất nói. Hàn Lập vừa nghe, quả nhiên mình đoán, nhà đầu kia thuần túy là vội tới gây rối với mình, liền không hề để ý tới Tiểu Yêu Tinh nữa, mà quay đầu nói với Mạc Phượng Vũ. "Nhị tiểu thư, có việc tìm tại hạ sao?" Mạc Phượng Vũ thấy Hàn Lập nói với mình, sắc mặt khẽ đỏ lên, nhưng vẫn nhẹ giọng nói, Phượng Vũ tìm công tử chỉ là muốn biết, oanh hương hoàn trên người tam muội có thật sự là do công tử tặng cho không? Công tử được gia phụ chân truyền về y thuật sao? Hàn Lập mới gặp gỡ mặc Phượng Vũ, đối với người này rất có hảo cảm, hôm nay gặp lại người Ngọc nói ôn nhu ngượng ngùng như thế, trong lòng không khỏi đối với cô gái này sinh ra không ít tình cảm. Vì vậy rất hòa nhã, nói, nhị tiểu thư muốn biết chuyện này, Hàn Mỗ tự nhiên biết sẽ trả lời. Oanh hương hoàn của thải hoàn cô nương, đích thật là tại hạ tặng. Tại hạ cũng đích xác từ mặc sư học không ít y thuật cùng phương thuốc, oanh hương hoàn này mà một trong số đó. Chẳng lẽ phượng vũ cô nương có hứng thú? Hàn lập từ khi nhìn thấy các thảo dược bên trong hậu viện mặc phủ, đã biết nơi đây khẳng định có tồn tại một người học y thuật của mặc đại phu. Hôm nay thấy mặc phượng vũ hỏi như thế, trong lòng biết hơn phân nửa người ngọc trước mắt chính là người đó. Quả nhiên, Hàn lập vừa thốt lên xong, cô gái nguyên đang cực kỳ trầm tĩnh, trong mắt toát ra sự vui mừng, nói. Không dối gạt công tử, Phượng Vũ từ nhỏ đối với y đạo của gia phụ cảm thấy rất hứng thú, cũng đã đọc không ít y thư của gia phụ. Đáng tiếc chính là, khi gia phụ rời khỏi mặc phủ, Phượng Vũ tuổi còn nhỏ, bởi vậy những gì học được thật sự là có hạn. Sau khi nói xong những lời này, mặc Phượng Vũ có chút do dự, sau một hồi trù trừ lại tiếp tục nói. Cho nên Phượng Vũ có thỉnh cầu, mong rằng công tử có thể thành toàn. Các hạ có thể đem tâm đắc về y đạo của gia phụ cấp cho Phượng Vũ một phần, để cho Phượng Vũ có thể học thêm, nâng cao y thuật của bản thân sau khi nói xong vị nhị tiểu thư mặc phủ trên mặt có chút đỏ bừng hiển nhiên đối với việc bản thân thỉnh cầu như thế rất ngượng ngùng mà hàn lập sau khi nghe xong thỉnh cầu của người ngọc ngay cả nghĩ cũng không nghĩ lập tức đáp ứng không thành vấn đề ngày mai ta đến mặc phủ sẽ đem một ít di cảo của mặc sư cùng các phương thuốc mang đến cho nhị tiểu thư cái này nguyên lúc đầu là vật của mặc phủ ta vốn định giao cho tứ phu nhân nếu nhị tiểu thư muốn giao cho tiểu thư cũng giống nhau hàn lập cười một cái nói đa tạ công tử thành toàn phượng vũ rất cảm kích mặc phượng vũ trên mặt có vẻ cảm kích nhị tỷ tạ ơn hắn làm gì không nghe hắn nói sao vật này vốn là của chúng ta hắn đưa cho người cũng là lẽ tất nhiên mặc thải hoàn ở một bên nháy mắt một cái đột nhiên ngắt lời nói hàn lập nghe xong lời của tiểu nha đầu đưa mắt nhìn trong lòng nói nếu không phải nhị tỷ ngươi mỹ nữ ôn nhu động lòng người như vậy cầu ta cái này đã rơi vào trong tay ta, còn có thể trả lại cho Mạc Phủ. Nghĩ cũng đừng nghĩ, tam muội đừng nói bậy, Hàn Công Tử có thể không chút do dự đem di vật của phụ thân giao lại cho chúng ta, đủ để nói rõ rằng Công Tử không có quan tâm đến. Có lẽ thấy Hàn Lập và Mạc Thải hoàn muốn đối đầu, Mạc Phượng vũ vội vàng la tiểu nha đầu một tiếng. Sau đó kéo nàng, sau khi đối với Hàn Lập nhẹ nhàng thi lễ, cáo từ trở về. Mà từ đầu đến giờ, vị đại tiểu thư Mạc Phủ Mạc Ngọc Châu vẫn không hề mở miệng nói một câu, sau khi thấy hai tỷ muội mặc phượng vũ rời đi nhìn thoáng qua hàn lập rồi đi theo vị mặc đại tiểu thư này liếc mắt nhìn mình như vậy có ý tứ gì đây cảm kích ta ghét ta hay là cả hai đều có hàn lập bị một cái liếc mắt của mặc ngọc châu trước khi rời đi làm cho có chút suy nghĩ nhưng đó hàn lập nhún nhún vai cũng không muốn nghĩ tới việc này rời khỏi mặc phủ khi hàn lập trở lại khách sạn tân bang chủ tứ bình bang tôn nhị cầu cùng một tên khác đang đợi ở ngoài phòng hàn lập đã lâu đương nhiên là có khúc hồn ở đó. Hàn lập sau khi thấy tôn nhị cầu, gật đầu với hắn, đẩy ra cửa vào phòng, đám người tôn nhị cầu theo sát đi vào, sau đó cùng tên còn lại cung kính đứng ở hai bên. Hàn lập sau khi ngồi xuống, mới cẩn thận đánh giá người xa lạ đi cùng với tôn nhị cầu, khoảng 30 tuổi, tráng hán trên mặt có thịt, có vẻ hung ác. Xem bộ dáng của người hồng quang đầy mặt, vị trí bang chủ tứ bình bang này đã sẵn sàng ngồi lên rồi sao? Hàn lập hướng về phía tôn nhị cầu thản nhiên nói ngồi lên rồi ngồi lên rồi cái này cũng nhờ công tử ủng hộ nếu không tiểu nhân làm sao có thể có ngày hôm nay tôn nhị cầu mặt mày hớn hở vội vàng ứng tiếng nói ngươi biết là tốt rồi tứ bình bang chuyện lớn nhỏ ta sẽ không nhúng tay vào nhưng ngươi phải dùng lực lượng của tứ bình bang đem chuyện ta giao phó làm cho thỏa đáng nếu không ta sẽ không để ý lại sẽ đổi một vị bang chủ khác hàn lập lạnh lùng nói nghe nói thế làm cho tôn nhị cầu đang có chút đắc ý lập tức dùng mình một cái thanh tỉnh rất nhiều Tại hạ đối với chuyện của công tử, tuyệt đối toàn lực ứng phó, nếu cần phải liều cái mạng này, cũng sẽ hoàn thành. Tôn nhị cầu cuốn quyết thể hiện ra bộ dáng trung tâm. Hàn lập ưm một cái, cũng không hề để ý tới tôn nhị cầu, mà là quay đầu nhìn về phía tên còn lại. Người chính là người đã nghe được thần tiên nói chuyện với nhau. Hàn lập có chút hứng thú hỏi, đúng vậy, tiểu nhân tịch thiết nghiêu, đích xác từng nghe được. Tráng hán cung kính đáp, đừng xem người này lớn lên thô lỗ, nhưng cũng không ngu ngốc hắn rất rõ ràng, thanh niên trước mắt có vẻ không ra gì, mới là chỗ chống lưng cho tôn nhị cầu có được địa vị bang chủ như ngày hôm nay, bởi vậy cũng không dám chậm trễ chút nào. Hàn Lập rất hài lòng, chỉ cần là người thông minh, vậy vấn đề cũng dễ dàng hơn nhiều. Người đem chuyện ngày ấy nhìn thấy nam nữ thần tiên, kể lại từ đầu tới đuôi cho ta một lần, nếu như làm cho ta hài lòng, ta cho ngươi làm phó của tôn nhị cầu, trở thành phó bang chủ tứ bình bang. Hàn Lập biết rõ, chỉ có trọng thường, mới có thể làm cho người ta làm việc cho mình tích cực, bởi vậy không chút khách khí hứa. Tịch thiết nghiêu nghe vậy quả nhiên mừng rỡ, kích động vội vàng tỏ vẻ hiểu rõ, nhất định làm cho Hàn Lập hài lòng. Tôn nhị cầu ở một bên nghe đến đó, trong lòng đã có chút không vui, nhưng trên mặt cũng không dám có chút biểu lộ. Vì vậy, sau khi tịch thiết nghiêu hơi chút tỉnh táo lại, đem chuyện ngày ấy gặp được người tu tiên, dành mạch kể ra một lần. Tịch thiết nghiêu kể lại lần này, cùng với lời kể của tôn nhị cầu, có rất nhiều chỗ không giống, nhưng đại ý cả quá trình cũng giống nhau, không có gì khác biệt nhiều. Nam nữ thần tiên nọ, có nhắc tới địa danh hoặc là thời gian nào không? Hàn lập sau khi nghe đối phương kể lại xong, liền hỏi ra vấn đề mà hắn quan tâm nhất. chương 125, An Bài, Thời gian, Địa điểm, tịch thiết nghiêu nghe vậy sửng sốt, tựa hồ như không có ấn tượng gì, nhưng nhìn thấy Hàn lập trước mặt mình trịnh trọng như thế, biết rằng đây có thể là mấu chốt để mình lập công, liền cúi đầu cố gắng nhớ lại. Khoảng nửa khắc sau, nhớ rồi, Tịch thiết nghiêu đột nhiên ngẩng đầu la lớn sắc mặt hết sức vui mừng. Ta nhớ nữ thần tiên đó có nói qua trước khi tham gia đại hội thần tiên sẽ đi cùng với nam thần tiên đến một địa phương gọi là thái nam cốc tựa hồ nơi đó cũng có những vị thần tiên khác. Thái nam cốc hàn lập khẽ nhẩm lại hai lần không có chút ấn tượng nào trong đầu xem ra trước giờ gã chưa từng nghe qua về địa phương đó. Hàn lập đưa ánh mắt về phía tôn nhị cầu nếu như ở đây có địa danh đó vị địa đầu xà này chắc phải biết qua. gia nguyên thành không có địa phương như vậy nếu thật sự có sơn cốc đó ta nhất định biết rõ tôn nhị cầu nhíu mày đầu lắc trái lắc phải không ngừng không nhớ nhầm chứ hàn lập lại đưa ánh mắt quay về phía tịch thiết nghiêu khẩu khí đã có chút lạnh lẽo tuyệt đối không nhầm nữ thần tiên đó còn nói chỉ cần đuổi theo nửa ngày đường là có thể chạm trán với bằng hữu của cô ta ở thái nam cốc tịch thiết nghiêu vội vàng nhìn lên trời thề thốt nửa ngày đường nếu như là người thường đi thì chưa có ra khỏi vùng phụ cận của gia nguyên thành nhưng hai người này cưới chim đuổi theo vậy thì phạm vi quá lớn rồi nhưng chưa qua khỏi địa giới của lam châu mới đúng chứ hàn lập âm thầm tự đánh giá hai người có biết cả lam châu này có địa phương nào gọi là thái nam cốc hoặc thái nam không thân sắc của hàn lập hòa hoãn lại đôi chút hướng về hai người hỏi tôn nhị cầu và tịch thiết nghiêu hướng mắt nhìn nhau một cái cơ hồ cùng lúc kêu lên thái nam tự thái nam sơn có hai địa phương được gọi là thái nam hàn lập sửng sốt có chút đau đầu Công tử, không phải thế, chỉ là một nơi mà thôi. Tôn nhị cầu cướp lời đáp, Thái Nam tự đó được xây dựng trên Thái Nam Sơn. Tịch Hiết Nhiêu cũng không chịu kém, nói theo một câu. Chà, thật quá tốt, xem ra Thái Nam cốc kia chắc chắn ở nơi đó rồi. Hàn Lập nhẹ nhõm nói, nhưng thưa công tử, bọn tôi trước giờ chưa nghe qua phụ cận Thái Nam Sơn, có cái gì là Thái Nam cốc cả? Hay là nghĩ sai rồi? Tôn nhị cầu nghi hoặc đề tỉnh, Hàn Lập vừa nghe, hắc hắc cười một cái, sai sao được, chính là địa phương này rồi. Các ngươi không phải là tu tiên giả, đương nhiên không biết địa phương đó, xem chừng nơi đó hẳn có tu tiên giả sinh sống từ lâu rồi. Hàn Lập Hưng phấn thầm nghĩ, Thái Nam Sơn này, rốt cuộc là nằm ở đâu? Sau khi qua cơn hưng phấn, Hàn Lập mới nghĩ đến địa phương đó ở đâu, vẫn còn chưa biết rõ, liền thuận miệng hỏi. Công tử, Thái Nam Sơn ở cực nam của Lam Châu, cách nghiễm quý thành 40 dặm. Tôn Nhị Cầu cung kính trả lời, phía nam của Lam Châu, Hàn Lập nhíu mày, cùng với nơi mà gã phải tới để ám sát độc phách Sơn Trang, vừa vặn là một bắc một nam, căn bản là không thuận tiện, xem ra chỉ còn cách chạy đi chạy lại vài chuyến. Tôn Nhị Cẩu, sau khi quay về, để tịch thiết, thiết nghiêu làm phó bang chủ tứ Bình Bang. Ta biết người không quá vui lòng, nhưng ta đã đáp ứng với người ta, thì nhất định phải thực hiện lời hứa. Hàn Lập hướng về Tôn Nhị Cẩu phân phó, không dám, công tử nói sao, tại hạ cứ như vậy mà làm, tuyệt đối không có nửa câu oán hận. Tôn Nhị Cẩu vừa nghe, giật mình hoảng sợ, nhớ đến những lời Hàn Lập nói lúc bắt đầu, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Yên tâm, người có trung thành hay không, trong lòng ta có tính toán. Bình này có giải độc đan, có thể triệt để giải độc mà ngươi đang mang trong người, để cho ngươi sau này khỏi phải lo lắng yêu phiền. Đây cũng là việc mà ta đã hứa với ngươi lúc đầu, ta là người đối đãi rất bình đẳng, sẽ không lừa gạt ngươi. Hàn Lập móc ra một bình đan dược, đưa cho Tôn Nhị Cầu. Tôn Nhị Cầu thấy vậy, mừng rỡ ra mặt, hồ tâm hoàn trong người hắn, trước giờ khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên hôm nay có thể hoàn toàn giải trừ sao không khiến hắn thấy kích động tạ ơn công tử tạ ơn công tử tiểu nhân nhất định vì công tử gan óc lầy đất chết không hối hận tôn nhị cầu nhận chiếc bình xong nói ra những lời hết sức thành khẩn hàn lập bất giác cũng gật gật đầu gã sở dĩ có thể sảng khoái như vậy mà cấp thuốc giải độc cho tôn nhị cầu chủ yếu là vì gã thấy mỗi tháng giải độc cho tôn nhị cầu một lần thật sự quá là phiền phức hơn nữa gã phải rời ra nguyên thành một đoạn thời gian, đã như vậy rồi, cách tốt nhất là triệt để giải độc cho xong, đương nhiên nếu như sau này hai người này có ý phản bội, Hàn Lập cũng tuyệt nhiên không ngại, lập tức đem hai người ra giết chết, rồi đưa người khác lên thay. Hơn nữa tạm thời Hàn Lập đã chuẩn bị biến Tứ Bình Bang thành một trong những đường lui của mình, con thỏ đào hang còn đào ba hang nữa là. Hàn Lập biết rõ, trên thế giới này không có sự vô duyên vô cớ trung thành, cũng không có sự vô duyên vô cớ đi phản bội. Còn dùng bạo lực để khống chế đối phương, chính là thủ đoạn dễ có hiệu quả nhất, nhưng cũng là phương pháp hạ đẳng nhất, đồng thời cũng có khả năng gặp phải sự cắn trả của đối phương. Cho nên nếu như muốn cho đối phương trung thành lâu dài một chút, biện pháp ân uy chính là phương thức tốt nhất. Cho nên hàn lập cấp cho đối phương giải dược, một mặt có thể khiến cho lòng trung thành của tôn nhị cầu được đề cao trong một thời gian dài, mặt khác trước mặt tịch thiết nghiêu cho hắn thấy được sự nhất môn cửu đỉnh của mình, ấn tượng với việc có công tất thường có sai tất phạt, rất có lợi cho Hàn Lập trong việc khống chế lâu dài hai người. Đoạn trên chính là phương pháp do Hàn Lập cân nhắc hồi lâu suy nghĩ ra. Hàn Lập nhìn Tôn Nhị Cầu nuốt giải dược xong, mới đột nhiên nói ra một vài câu khiến cho hắn vừa mừng vừa lo. Sau này ta để khúc hồn ở chỗ các ngươi một thời gian dài, nhưng tuyệt đối không cho ngươi dùng hắn vào việc gây chuyện thị phi, nên biết khúc hồn tuy rất lợi hại, nhưng kỳ nhân dị sĩ trên đời còn nhiều hơn, nói không chừng ngược lại đem đến họa sát thân cho ngươi. Ngươi phải nhớ cho kỹ. Hàn Lập trầm giọng nói, vâng, tiểu nhân đã nhớ kỹ rồi, tuyệt đối sẽ an bài thỏa đáng cho khúc hồn đại nhân, công tử ra cứ yên tâm. Tôn nhị cầu như gà con mổ thóc, gật đầu liên tục không ngừng. Không phải là đã không cần khúc hồn cạnh mình để bảo vệ, mà bộ dáng của hắn quá thu hút sự chú ý của người khác, không thuận tiện cho việc đi xa của mình, lại phải gửi khúc hồn lại cho mấy người này thay gã chăm sóc. Hàn Lập thở dài, âm thầm cúi đầu, có chút không nỡ rời bỏ. Hai người cũng tự bảo trọng, lui xuống a hát, gần đây cũng không cần phải tới gặp ta, ta muốn đi xa một đoạn thời gian, không biết khi nào mới quay lại. Hàn lập khe khẽ với tay, bảo hai người ra ngoài. Tôn nhị cầu và tịch thiết nghiêu nghe xong mấy lời, cung kính thối lui, trong phòng chỉ còn lại một mình Hàn lập, đang trầm tư gì đó. Thái nam cốc này, rốt cuộc tu tiên giả như thế nào? Ta tìm được rồi, có gặp gì không ổn không, có tao ngộ phải nguy hiểm gì không? Hàn lập ngơ ngẩn thầm nghĩ, gã lúc này, không khỏi thần du thiên ngoại, tiến nhập vào cảnh giới vong ngã. Nhật nguyệt như thoi đưa, thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã qua hai tháng, trong gia nguyên thành lúc này, không thể tìm thấy hàn lập, hơn nữa sau này trải qua vô vàn tuế nguyệt, cũng không thấy xuất hiện bóng dáng của hàn lập. chương 126, Thái Nam Sơn, Thái Nam Cốc, Thiếu Niên Nhiễm quý thành nằm ở cực nam của Lam Châu, thành không quá lớn, chỉ có vài chục vạn nhân khẩu, chỉ bằng một phần năm của đệ nhất đại thành gia nguyên thành, nhưng nơi này ba mặt là núi, một mặt dựa vào hồ, môi trường yêu mỹ, ngược lại chính là nơi những người giàu có lúc hưu nhàn lui về nhỉ, lại thêm nơi này sản sinh ra vài loại hoa quả đặc sản hiếm thấy, mà nơi khác không thể nhìn thấy, cho nên tiểu thành cũng hơi có chút danh khí. Thái Nam Sơn nằm cách phía tây nhiếm quý thành không xa, cả ngọn núi cao hơn 3.000 mét, quanh năm bị Sơn vụ bao phủ, là ngọn núi cao thứ tư ở Lam Châu. Trên đỉnh ngọn núi còn xây một ngôi chùa miếu không lớn Thái Nam Tự, do xem bói bốc que ở đây vô cùng linh nghiệp, cho nên hàng năm có không ít đại quan quý nhân không ngại gian khổ đến đây dâng hương cầu nguyện, quyên tặng rất nhiều tiền bạc, khiến cho hương hỏa nơi đây không bao giờ đứt đoạn, thanh danh ngày càng vang xa. Còn lúc này, trong khu rừng ở dưới chân núi của Thái Nam Sơn, một người đang ngồi dưới một tán một cây đại thụ cực rậm rạp, hai tay đang cầm một vật thể có ánh sáng đỏ rực, áp sát vào đan điền đang không ngừng sôi sục. Đột nhiên thân thể của người này run lên, bực tức hừ lên một tiếng, tiếp đó ánh sáng của vật thể trong tay đại giảm, lộ ra diện mục nguyên bản của nó, là một khối thanh sắc mỹ ngọc thượng hạng. Khối ngọc đó không những tinh thuần vô cùng, hơn nữa ở sâu bên trong còn mơ hồ chảy ra vài tia hồng quang, khiến cho người nhìn thấy liền biết ngay khối ngọc đó cực kỳ giá trị, không phải là vật thường. Người này chậm rãi cầm viên khối ngọc từ vùng bụng của mình lên, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, lộ ra khuôn mặt trông rất bình thường của một thanh niên nam tử, người đó chính là Hàn Lập, đã biến mất ở Gia Nguyên Thành. Hàn Lập cúi đầu, ngắm nhìn vật ở trong tay, Khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng. Từ lúc đoạt được Noãn Dương Bảo Ngọc đến nay, trên đường đi gã không ngừng giải trừ hàn độc trong người, kết quả là sau hơn nửa tháng, mãi tới ngày hôm nay mới hoàn toàn giải trừ sạch sẽ, thực sự không dễ dàng chút nào cả. Hơn nữa trong lúc giải độc, cảm giác đau ngứa đến tận xương tủy, càng làm cho Hàn Lập chịu nhiều đau khổ, lúc này nhớ lại trong lòng vẫn còn sợ hãi. Nhưng Noãn Dương Bảo Ngọc này đúng là dị bảo, nó có thể tự dung nạp linh khí của mình khiến cho việc giải độc tăng lên nửa phần, dễ dàng đi rất nhiều. Nếu không có phát hiện này, gã sợ rằng phải 10 ngày nữa mới hoàn toàn giải trừ hàn độc trong người. Nghĩ tới đây, Hàn Lập đem khối bảo ngọc bỏ vào trong một cái mộc hạp mang theo bên cạnh, sau đó đem nó giấu kỹ vào trong người. Xong xuôi, Hàn Lập đứng lên, hoạt động chân tay đang có chút cứng ngắc, hồi tưởng lại kinh nghiệm của mình trong hai tháng vừa qua. Ngày đó, Hàn Lập an bài tốt tất cả mọi việc xong, tới ngày thứ hai liền tới mặc phủ, từ nghiêm thị mà biết được tình báo về độc phách Sơn Trang và Âu Dương Phi Thiên, sau đó cưới một con bảo mã do mặc phủ cung cấp, đi đường không kể ngày đêm, cuối cùng trong vào 10 ngày đã tới được độc phách Sơn Trang. Trải qua mấy ngày không ngừng dò hỏi và tiềm nhập, Hàn Lập đã tìm được một cơ hội Âu Dương Phi Thiên một mình ngắm trăng, liền thừa dịp hắn không phòng bị, xuất ra kiếm phủ chém đứt đầu, đoạt lấy tính mạng của hắn. Cả quá trình đều thuận lợi và dễ dàng, một chút khó khăn cũng không có, cơ hồ khiến Hàn Lập nghi ngờ người bị giết là kẻ khác hóa trang sau đó kiểm nghiệm mấy chỗ vết thương và thai ký trên người Âu Dương Phi Thiên, mới khẳng định rằng mình không giết nhầm, lúc đó Hàn Lập mới cảm khái đưa suy nghĩ của mình nhớ lại ra Nguyên Thành. Lúc về tới Mạc Phủ, giao thủ cấp của Âu Dương Phi Thiên cho nghiêm thị kiểm nghiệm xong, Hàn Lập mới từ miệng của nghiêm thị được biết, Âu Dương Phi Thiên khổ luyện ngạnh công đứng đầu trong giang hồ phách vương giáp, toàn thân sớm đã đau thương bất nhập, ngay cả thần binh lợi khí chém sắt như chém bùn cũng khó mà đả thương được, nên không ngờ rằng cuối cùng lại bị Hàn Lập trong nháy mắt cắt mất thủ cấp. Lúc này Hàn Lập mới rõ, Âu Dương Phi Thiên quá nửa là coi kiếm phù của mình giống như ám khí thông thường, cho nên không tránh, mình mới dễ dàng đắc thủ như vậy. Những chuyện còn lại thì đơn giản rồi, nghiêm thị xác nhận thủ cấp xong, ngay lập tức lấy Bảo Ngọc ra, cùng Hàn Lập trao đổi giải dược. Hàn Lập lấy được Bảo Ngọc, cự tuyệt sự lưu giữ nhiệt tình của nghiêm thị, không còn lòng dạ nào cùng người của mặc phủ chén thủ chén tạc, lập tức rời khỏi ra nguyên thành, nhắm hướng Thái Nam Sơn mà tiến. Trên đường đi, Hàn Lập vừa giải độc vừa nghĩ cách làm sao có thể quen biết và kết giao với tu tiên giả ở Thái Nam Sơn. Do không biết đối phương là tà hay chính, Hàn Lập cũng không dự định mạo hiểm tìm đến tận cửa, vạn nhất tu tiên giả ở bên trong đều là tà ma ngoại đạo, gã tự động dâng đến cửa, lại còn không bị biến thành đĩa thức ăn nuốt cho một cái mới là lạ. Vì vậy, lúc mới đến Thái Nam Sơn, Hàn Lập liền bắt đầu tìm người trong mấy thôn ở vùng phụ cận nghe ngóng ít việc ly kỳ cổ quái ở Thái Nam Sơn, kết quả thực khiến gã nghe ra được nhiều điều nghe người dân trong thôn nói phía bắc thái nam sơn có một sườn núi được coi là cực kỳ thần bí sườn núi đó quanh năm bị mây mù nồng đậm bao phủ có giơ tay cũng không nhìn thấy năm ngón theo lý thuyết thái nam sơn có mây mù là việc hết sức bình thường nhưng nồng đậm như vậy bốn mùa quanh năm đều có mây mù bao phủ quả có chút bất thường bởi vậy những thôn dân có chút đảm lược từng mạo hiểm tiến vào mấy lần nhưng kỳ quái là mỗi lần có người tiến vào đều bất chi bất giác lạc phương hướng một lúc sau lai bất trì bất giác đi ra khỏi đám mây mù quay về điểm xuất phát ban đầu khiến mọi người kinh ngạc không thôi do sườn núi cổ quái như vậy sau khi ra vào đều không việc gì vì vậy càng nhiều thân dân không biết mệt mỏi xông vào trong với ý nghĩ muốn giải khai sự việc lạ lùng này nhưng tựa hồ các hành động của thôn dân đã chọc giận đám mê vụ trên sườn núi cũng không biết từ bao giờ tất cả những thôn dân đi vào trong đều không thể như trước có thể quay ra ngoài ngay lập tức mà bị giam ở trong hai hay ba ngày đến khi đói đến mất hết sức lực mới có thể thoát ra ngoài đám mê vụ. Cứ như vậy, không còn ai dám xông lên sườn núi kỳ quái đó. Đến cuối cùng, thôn dân cũng coi đó là việc bình thường, ngoảnh mặt làm ngơ. Hàn Lập biết những việc này xong, trong lòng đại hỉ. Biết rằng sườn núi kỳ quái này, quá nửa chính là nơi mình cần tìm, hơn nữa chỗ đó cho dù không phải là Thái Nam Cốc, cũng chắc chắn là nơi ở của tu tiên giả nào đó. Làm Hàn Lập cao hứng nhất là, xem ra từ miệng của thôn dân kể lại, Tính tình chủ nhân nơi đó tịnh không quá ác độc, tất nhiên sẽ không là dạng người vừa gặp liền xuống tay hạ sát, điều này chứng tỏ cũng có khả năng có dư địa. Cho dù như thế, Hàn Lập vẫn không có dự định cứ vậy mà lên bái phỏng, mà cứ ẩn ở trong rừng cây, chuẩn bị đem ẩn hoạn trong người khu trừ sạch sẽ, đạt tới trạng thái tốt nhất mới đăng môn bái phỏng, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, bản thân cũng nắm chắc vài phần cơ hội đào tẩu. Hàn Lập nghĩ tới đây, định bụng đến nhà mấy thôn dân, xin một bữa cơm, nghỉ ngơi một đêm ngày mai sẽ chính thức đi bái phỏng sườn núi quái gì kia. Vì vậy Hàn Lập đi ra khỏi rừng, nhằm hướng tiểu thôn ở gần đó mà đi. Vừa vào tới đầu thôn, Hàn Lập liền nhìn thấy một vị thiếu niên chừng 15-16 tuổi, thân mặc bạch y, đang đứng ở đầu thôn cùng mấy vị thôn dân hoa chân múa tay nói điều gì đó. Hàn Lập nao nao, lúc này ở đây xuất hiện ngoại nhân, có nhiều khả năng không phải người bình thường, liền tự nhiên dùng thiên nhãn thuật dò xét đối phương một cái. Vừa nhìn một lúc, trong lòng Hàn Lập liền cuồng hỉ, quả nhiên trên than của bạch y thiếu niên có bao phủ linh quang nhàn nhạt, nhạt độ sang chỉ kém bản thân gã một chút mà thôi thiếu niên này cũng là một tu tiên giả thiếu niên ở phía kia tựa hồ như cũng cảm giác được có người đang nhìn gã hắn quay người nhìn về phía hàn lập vừa nhìn hàn lập một cái mặt hắn cũng lộ ra hỉ sắc như một làn khói vội vàng chạy đến vị huynh đài này cũng tới thái nam cốc phải không tại hạ khô nhai sơn vạn gia vạn tiểu sơn đã gặp qua huynh đài rồi chúng ta cùng nhau đi bái phỏng được không Thiếu niên thở hồn hền, không đợi cho hơi thở của mình ổn định, đã cấp bách hướng về Hàn Lập nói. Lúc này Hàn Lập đã nhìn rõ tướng mạo của thiếu niên, đối phương nghi thanh mục tú, da thịt trắng mềm, đúng là bộ dáng của một thế gia công tử. Đương nhiên có thể, bất quá người có biết Thái Nam Cốc ở đâu không? Hàn Lập nghe lời thỉnh cầu của đối phương xong, thanh sắc bất động nói. Hắc hắc, ta chỉ nghe người trong nhà nói, Thái Nam Cốc ở phía bắc Thái Nam Sơn, cửa vào quanh năm bị mê vụ khóa chặt, cụ thể ở đâu thì ta không biết. Hỏi mấy vị thôn dân đó, Thái Nam cốc ở đâu? Bọn họ cũng không biết, nhưng huynh đài chắc chắn là biết phải không? Thiếu niên ngượng ngùng vò vò đầu, cuối cùng lại dùng ánh mắt chờ đợi nhìn Hàn Lập. Tiểu huynh đệ là lần đầu tiên ra khỏi nhà phải không? Hàn Lập nghe đối phương nói, cố nén buồn cười trong lòng, mỉm cười hỏi. Đại ca nhìn ra rồi, tại hạ đúng là lần đầu đi xa nhà như vậy. Thiếu niên có chút thẹn thùng, gật gật đầu, "Tốt thôi, đi cùng ta nào, ta dẫn ngươi đi." Hàn lập vốn không 10 phần dám chắc, sườn núi cổ quái đó là Thái Nam Cốc mà mình muốn tìm, nhưng hiện tại nghe thiếu niên này nói, đã đủ 10 phần chắc chắn. Thật tốt rồi, như vậy có thể một lần được mở rộng kiến văn rồi. Thiếu niên vừa nghe những lời của Hàn Lập, không nhịn được sự hưng phấn, hoan hô ẩm lên. Hàn Lập thấy thiếu niên như vậy, nhẹ nhàng mỉm cười, bản thân cũng may mắn có thể lấy được chút tin tức tình báo từ miệng đối phương, đối với tu tiên giả cũng có thêm chút hiểu biết. Ngươi muốn đi Thái Nam Cốc để mở rộng kiến văn về cái gì? Hàn lập chậm rãi dẫn thiếu niên đi về phía sườn núi quái dị kia, địa phương đó sớm đã bị gã âm thầm thám sát mấy lần, gã đã cực kỳ nhớ đường đi. Cái đó thì rất nhiều, vừa muốn xem pháp thuật, bi pháp của các gia tộc và lưu phái khác, vừa muốn cùng với những người khác trao đổi những món đồ mà mình thích. Thiếu niên tiện miệng nói, Nga, Hàn lập khẽ hô ứng lời, nhưng trong lòng lại nổi lên mối nghi ngờ, tại sao nghe khẩu khí của đối phương, Thái Nam Cốc chính là nơi tụ tập của tu tiên giả, lẽ nào vẫn còn đại sự nào đó chưa diễn ra? Hàn Lập có chút lo lắng bất an. Chương 127, Linh căn chi thuyết. Cứ như vậy, hai người vừa đi vừa tán gẫu, kỳ thực nói là tán gẫu, nhưng mà phải nói là là Hàn Lập hỏi, thiếu niên thì trả lời mới đúng. Hàn Lập từ miệng của thiếu niên, khiến cho đối phương không chút cảnh giác nói ra tin tức của tu tiên giới, biết được không ít những tính chất thường thấy của các đồ vật mà các tu tiên giả cần phải biết. Ví dụ như tu tiên giả dựa vào cảnh giới để phân chia, phân thành 3 giai đoạn lớn: hạ cảnh giới, trung cảnh giới cho đến thượng cảnh giới. Hạ cảnh giới bao gồm 5 tầng: Luyện khí, Trúc cơ, Kết đan, Nguyên anh, Hóa thần. Trung cảnh giới thì có 3 tầng: Luyện hư, Hợp thể, Đại thừa, đến thượng cảnh giới. Nhưng kỳ thực ở cảnh giới này chỉ có một cửa quan là Độ kiếp mà thôi. Qua được tầng này thì có thể phi thăng tiên giới, thọ ngang trời đất. Nhưng nói thì dễ, nhưng đến lúc tu luyện thực sự thì lại là chuyện khác không cần nói để thăng tam đại cảnh giới, chỉ cần nói về cảnh giới cơ bản nhất hạ cảnh giới, luyện đến tầng cao nhất hóa thần, dựa vào thiếu niên đó nói, toàn bộ việt quốc cũng chưa có nổi một người, còn đang dừng lại ở thời kỳ nguyên anh, cũng là ít trong ít, mà cũng là mấy lão quái vật có phúc duyên thâm hậu mà thôi. Theo như thiếu niên nói, thọ mệnh của tu tiên giả cùng với cảnh giới tu luyện có sự tương quan, mỗi khi đề thăng một cảnh giới, đều đại biểu thọ mệnh của ngươi tăng trưởng thêm một lần. Phạm nhân ở thế tục có thể sống đến hơn trăm tuổi là sự trường thọ hiếm thấy nhưng tu tiên giả thành công ở giai đoạn trúc cơ thọ đến hơn hai trăm tuổi đó là việc hết sức bình thường nếu như có người may mắn kết thành kim đan sống tới bốn năm trăm tuổi là việc có thể làm được giả dụ có kỳ tích phát sinh khiến người đi vào con đường nghịch thiên ngưng thành nguyên anh vậy thì cần chúc mừng người rồi cho dù muốn sống đến một nghìn tuổi đó cũng không phải là việc không thể được lúc bạch y thiếu niên nói tới đó không ngừng chép miệng đối với mấy lão quái vật sống 800, 1.000 tuổi rất là hâm mộ, đây đúng là việc sống thọ gấp 10 lần so với người bình thường A hát. Hàn lập nghe đến trợn mắt há hốc miệng, gã mặc dù đã thầm đoán được, thọ mệnh của tu tiên giả khẳng định dài lâu hơn so với người thường một chút, nhưng cũng không nghĩ đến là cách xa nhau đến vậy. Có thể thọ đến nghìn năm, vậy không phải là thành con rùa nghìn năm sao? Hàn lập không khỏi có chút ác ý thầm nghĩ, nhưng Nguyên Anh Kỳ đã có thể sống lâu đến thê, vậy hóa thần cho đến các cảnh giới khác, thậm chí người ở thượng cảnh giới, chẳng phải càng thọ lâu hơn nữa sao? Hàn lập rốt cuộc vẫn không nhịn nổi, cạnh khóe nói tới vấn đề này một chút. Ai mà biết được, có thể sống càng lâu hơn, có thể là trường thọ không chết. Thiếu niên đĩnh đặc nói, theo đồn đãi, phàm là tu tiên giả thực sự luyện đến hóa thần kỳ, muốn luyện đến cảnh giới đại viên mãn, vậy thì người đó phải thoát ly khỏi thế giới của chúng ta, đi đến một không gian khác cao hơn, cụ thể là không gian và thế giới như thế nào, ai cũng không biết, cũng không gặp người quay trở lại. Không có người quay lại, vậy cảnh giới bắt đầu từ hóa thần kỳ trở lên, phân chia như thế nào? Hàn Lập có chút buồn bực thầm nghĩ, nhưng vấn đề này có đem ra hỏi vị thiếu ra đứng trước mắt, phỏng chừng hắn cũng không thể giải thích rõ ràng, thà rằng cố nén mà không hỏi cho xong. Ngoại trừ cách phân chia cảnh giới của tu tiên giả, Hàn Lập cũng đã đại khái hiểu rõ về tu tiên môn phái và tu tiên gia tộc của Việt Quốc. Địa phương khác thì thiếu niên nhân này không rõ, nhưng toàn bộ sự tình các tu tiên phái tại Việt Quốc, thiếu niên nói tới nỗi đầu gật liên liệu. Từ miệng hắn, Hàn Lập được biết, tại Việt Quốc, tổng cộng có 7 môn phái tu tiên lớn nhỏ, phân thành Yểm Nguyệt Tông, Hoàng Phong Cốc, Linh Thú Sơn, Thanh Hư Môn, Hóa Đào Ổ, Thiên Khuyết Bảo, Cự Kiếm Môn, trong các môn phái đó thực lực của Yểm Nguyệt Tông là mạnh nhất, Linh Thú Sơn xếp ngay sau, các môn phái còn lại thực lực không xa nhau lắm. Nếu như nói các tu tiên môn phái này như đại thụ chống trời chống đỡ cho toàn bộ Việt quốc tu tiên cảnh, vậy tu chân gia tộc cho dù là to hay là nhỏ, đều vòng vo bám quanh thân bọn họ một cách rối rắm lộn xộn, nhờ cậy sự giúp đỡ của bọn họ mới có thể sinh tồn tại tu tiên cảnh. Theo như thiếu niên này thần bí nói, chỉ cần là tu tiên gia tộc hơi có chút tiếng tăm, tổ tiên đều là đệ tử của các môn phái, bọn họ là huyết mạch của đám đệ tử đó. Sở dĩ đến được như ngày này, điểm này cần phải nói đến, tất cả tu tiên giả đều cùng chung có linh căn. Linh căn là cái gì, đại bộ phận tu tiên giả đều không rõ ràng lắm. Nhưng bọn họ đều biết, một người nếu như không có linh căn, vậy muốn tu tiên cũng không thể được bởi vì ngươi căn bản là không cách nào cảm ứng được linh khí càng không cần nói đến việc tu luyện được pháp lực nhưng người sinh ra đã có linh căn ở trong đám người bình thường thực sự là quá ít thậm chí có thể nói vạn người có một đếm vạn người mới có một nhưng cả khi như thế có linh căn rồi có thể bước đi trên con đường tu tiên vẫn là chiếm một phần rất rất nhỏ tuyệt đại bộ phận đều là bình bình thường thường mà đi qua hết một đời cho nên người có linh căn thực sự là rất khó tìm ra bọn họ phân bố quá tản mát khiến cho hy vọng thu đệ tử của tu tiên môn phái thực sự là rất đau đầu hơn nữa tịnh không phải chỉ cần linh căn còn cần phù hợp với yêu cầu của tu tiên môn phái bởi vì linh căn với linh căn không giống nhau cũng có sự khác biệt bình thường mà nói linh căn chia thành ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ linh căn của đại bộ phận con người đều là bốn hoặc năm loại thuộc tính hỗn tạp đám người này tuy cũng có thể cảm nhận được thiên địa linh khí nhưng hiệu quả tu luyện có thể nói là thảm không thể chịu được trên cơ bản chỉ có thể đem ngũ hành cơ bản công pháp của giai đoạn luyện khí, luyện đến tầng thứ ba, thứ tư, tiếp theo đó thì nửa bước cũng khó tiến, thông thường cả một đời đều vô vọng vượt qua chút cơ kỳ. Cho nên có năm loại thậm chí bốn loại thuộc tính của linh căn, đều bị tu tiên giới gọi là ngụy linh căn, để biểu thị sự khác biệt với loại chỉ có hai, ba loại thuộc tính, khi tu luyện mới có hiệu quả nhanh chóng chân linh căn. Về phần linh căn chỉ có một loại thuộc tính đơn nhất, thường được tu tiên giới gọi là thiên căn, ý nghĩa là sủng nhi của ông trời. Bởi vì có loại linh căn này, bất luận là người có thuộc tính nào, tốc độ tu luyện của hắn đều gấp 2 gấp 3 lần so với người bình thường. Hơn nữa khi tu luyện đến giai đoạn đính phong của trúc cơ kỳ, không cần đối mặt với bình cảnh mà người ở trúc cơ kỳ phải gặp, có thể dễ dàng bắt đầu kết đan. Nếu như nói tốc độ tu luyện nhanh kinh người, khiến cho các tu tiên giả khác hâm mộ dị thường, vậy thì người có thiên căn không cần bình cảnh đã có thể kết đan, khiến tu tiên giả khác ghen ghét đến hộp máu. Nên biết, nếu như nói trong người luyện khí kỳ tu tiên giả, chỉ có một người có thể dựa vào trúc cơ đan để tiến nhập vào trúc cơ kỳ. Nhưng 100 người ở trúc cơ kỳ, không nhất định có một người có thể kết đan thành công, tiến nhập vào kết đan kỳ. Tỷ lệ kết đan cách xa nhau như vậy, sao không khiến cho tu tiên giả khác đỏ mắt ghen ghét người có thiên căn? Bởi vậy mỗi khi xuất hiện người có thiên căn, thường bị các tu tiên môn phái điên cuồng tranh đoạt, dù sao nó cũng tương đương với việc tự dưng môn phái sẽ có được một đại cao thủ kết đan kỳ, có thể làm tăng thực lực của bản môn lên rất nhiều. Nhưng giống như thiên căn sự xuất hiện của nghịch thiên linh căn này tỷ lệ cơ hồ quá ít trên cơ bản phải mỗi vài trăm năm tu tiên môn phái mới có thể phát hiện ra một người nhưng thật ra còn một loại khác tuy không phải là thiên căn nhưng cũng không thuộc ngũ hành linh căn biến dị linh căn tỷ lệ xuất hiện lớn hơn một chút mỗi hai ba mươi năm liền xuất hiện một người cái gọi là biến dị linh căn chỉ việc hai loại hoặc ba loại ngũ hành thuộc tính cùng hỗn loạn một chỗ với nhau bị dị biến và tham hoa giống như kim linh căn và thủy linh căn dị biến sản sinh ra lôi linh căn thổ linh căn và thủy linh căn dị biến sinh ra băng linh căn, đương nhiên vẫn còn các loại linh căn biến dị khác như ám linh căn. Tu tiên giả biến dị linh căn, mặc dù không có thiên phú thoát khỏi bình cảnh của trúc cơ kỳ, nhưng tốc độ tu luyện của hắn cũng không kém là bao nhiêu so với người có thiên căn, hơn nữa nếu như có thể tìm thấy công pháp thích hợp với thuộc tính, đám người này quá nửa đều là những cao thủ không thể coi thường, thường có thể chọi lại ba, bốn tu tiên giả phổ thông đồng cấp. Cho nên người có biến dị linh căn cũng được các đại tu tiên môn phái cực kỳ hoan nghênh. Nhưng lúc trước, đừng nói là kỳ tài có thiên căn và biến dị linh căn, tu tiên môn phái tìm kiếm không dễ dàng gì, mà ngay cả người có chân linh căn, các môn phái cũng khó mà tìm được. Bởi vì người trong các tu tiên môn phái đều không thể đem tiểu hài tử trong mỗi hộ gia đình ở thế tục ra để thử nghiệm một phen. Nên biết trong một vạn người mới có khả năng có một người sinh ra có linh căn, hơn nữa trong năm, sáu người có linh căn, chỉ có thể tìm ra một người có chân linh căn. Vì vậy, dưới điều kiện tìm kiếm hà khắc như thế, trong lịch sử tu tiên giới đã từng xuất hiện qua, có một vài tiểu môn phái phải thêm cả chó mèo vào mới có đủ vài người, thiếu chút nữa thì cả môn phái đã bị đoạn tuyệt mất truyền thừa. Đối diện với tình huống xấu hổ như vậy, vài người có lòng hảo tâm đã khổ tâm nghiên cứu cuối cùng đã phát hiện, linh căn cực kỳ dễ dàng xuất hiện trên người kế thừa có huyết mạch tương đồng. Ví dụ như, hai người nam nữa nếu một người có linh căn, vậy thì hai tử do họ sinh ra, thường có một phần tư cơ hội cũng có linh căn. Đương nhiên là, nếu như phụ mẫu đều là người có linh căn, vậy tỷ lệ xuất hiện linh căn ở người đời sau càng lớn hơn, thậm chí tất cả những người con sinh ra đều có linh căn cũng không phải là việc ngạc nhiên. Phát hiện ra chuyện này, khiến mấy người hảo tâm kia rất là kích động. Dưới sự thôi động của bọn họ, đương thời không ít thanh niên đệ tử của các môn phái, đều bị sư môn trưởng bối thúc dục thành ra lập thất tại thế tục. Đợi đến khi bọn họ có con cái, mới quay lại sư môn tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, cứ khi vài tu tiên môn phái lại thiếu đệ tử, bọn họ liền trực tiếp từ gia quyến của môn hộ đệ tử tuyển chọn hài tử có linh căn, cứ vậy tỷ lệ có chân linh căn ngày một tăng thêm. Kể từ đó, vấn đề thiếu đệ tử của các tu tiên môn phái coi như hoàn toàn giải quyết xong. Mặc dù, tỷ lệ sinh ra con cái có linh căn của người bình thường vẫn thấp như lúc ban đầu, nhưng có thể nói rằng, người có linh căn ngày càng nhiều, xuất thân của một số người có truyền thừa linh căn huyết mạch, linh căn đệ tử đều không nghèo. Đợi trải qua một thời gian dài, từ từ khai hoa kết trái, hình thành nên tu chân gia tộc như ngày nay. Đám tu chân gia tộc này có lẽ không có công pháp cao cấp, nhưng pháp quyết hơi thiếu một chút thì ngược lại không hề thiếu, dần ra trở thành ngoại vi môn hộ của các tu tiên môn phái, cũng có chút độc lập nhất định. Cho nên nói, đằng sau mỗi một tu chân gia tộc, thường có một tu tiên môn phái chống lưng cho, không dễ bị người khác coi rẻ. Bạch y thiếu niên này, đã rất lâu trước mặt người khác nói đến thống khoái như vậy. Cái cảm giác được người khác tập trung hết tinh thần và chú ý để nghe tất cả những gì mình nói, khiến cho hắn rơi vào tình thế không nói thì không sướng, hảo cảm đối với Hàn Lập cũng tăng thêm không ít, liền không cần suy tư giả vờ đem một số sự tình của tu tiên giới ra kể hết, trước mặt Hàn Lập có bộ dáng hết sức khoe khoang. Hàn Lập tự nhiên cũng ở một bên lắng nghe rất cao hứng, thỉnh thoảng lại ngắt lời thêm vào vài câu, khiến cho thiếu niên kia càng vui sướng thêm. Nhưng đáng tiếc, cái sườn núi bị mê vụ bao phủ cả ngày, cách tiểu thôn Tịnh không xa, đại khái đi được vài thời thần, hai người đã đến trước sườn núi. Đoạn đường ngắn như vậy, Khiến cho Hàn Lập thật sự khó chịu, đối với sự tình của tu tiên giới gã nghe vẫn chưa thấy đủ, hận không thể quay đầu đi lại thêm một lần nữa. Nhưng gã đương nhiên biết đó là điều không thể, cho nên cũng chỉ còn cách chăm chú nhìn vào cái miệng thao thao bất tuyệt của thiếu niên, hai con mắt phát quang như xuyên qua cả mê vụ. Chương 128, Thái Nam tiểu hội, huynh đài là đệ tử gia tộc nào? Thiếu niên hưng phấn nhìn mê vụ trước mắt, tựa hồ nhớ ra điều gì đó, quay đầu hỏi một câu. Hàn Lập cùng thiếu niên vừa rồi nói chuyện thì cũng biết Tu tiên giới ngoại trừ các môn phái tu tiên và các gia tộc tu chân gia, còn có không ít tán tu tồn tại. Gọi là tán tu, đại bộ phận người trong đó đều không thuộc người của các gia tộc, chỉ là những người giống như Hàn Lập trong lúc vô ý có được công pháp tu tiên, chỉ là người bình thường tự học mà bước vào thế giới tu tiên, còn có một số nhỏ là truyền thừa của các môn phái nhỏ không có lai lịch. Các tán tu này tu vi đều không cao, bình thường cũng chỉ có thể đạt tới luyện khí kỳ mà thôi, cho nên tán tu luôn luôn bị người của các gia tộc tu tiên không coi trọng có chút ý xem thường, cũng giống như phú hộ ở thế gian coi thường những người nghèo khó. Tại Hạ cũng không phải là người của gia tộc, mà là tự tu hành. Hàn Lập sau khi suy nghĩ một chút thì quyết định nói thật. Dù sao giả mạo người của các gia tộc rất dễ bị vạch trần. Các hạ là tán tu, thiếu niên có chút ngoài ý muốn, bất quá trên mặt cũng không có ánh mắt kỳ thị, ngược lại có chút vui mừng lẫn sợ hãi. Hắn kích động đi một vòng quanh Hàn Lập, giống như xem một vật nuôi mà đánh giá Hàn Lập tiểu huynh đệ không phải mới vừa nói gia tộc tu tiên thì xem thường tán tu sao sao lại còn cao hứng như thế hàn lập có chút kinh ngạc hỏi bọn họ là bọn họ không nên đem vạn gia chúng ta mà nói như các gia tộc tu tiên khác người của gia tộc chúng ta luôn luôn có mối quan hệ tốt với tán tu thiếu niên bĩu môi kiêu hãnh hồi đáp xem ra rất tự hào với gia tộc của mình tổ tiên của vạn gia chúng ta nguyên trước đây cũng là một tán tu nhưng sau lại may mắn vào tu tiên phái thành đệ tử chính thức của cự kiếm môn sau này mới có được vạn gia chúng ta. Cho nên vạn gia chúng ta có tộc quy, tổ huấn không cho phép kỳ thị tán tu thiếu niên cười hì hì nói. Nhưng thật ra không chỉ vạn gia chúng ta, còn có tổ tiên của một vài gia tộc khác cũng là tán tu, cho nên bọn họ đối với tán tu cũng không có ác cảm gì, chỉ là các gia tộc này chiếm số lượng quá ít trong số các gia tộc tu tiên, cho nên mới có chuyện các gia tộc tu tiên kỳ thị tán tu thiếu niên lắc đầu ảo não nói. Như vậy, xem ra ta cũng kha may mắn, lần đầu tiên đi đã gặp ngay tiểu huynh đệ người nhà vạn gia hàn lập sau khi nghe hiểu rõ lời đối phương nói đang tính sau khi nói ra thân phận tán tu thì đối với thiếu niên sẽ tăng cường tâm tư đề phòng cũng phai nhạt đi không ít bất quá huynh đài người dọc đường hỏi nhiều về chuyện của tu tiên giới như vậy chẳng lẽ cũng là người mới vừa xuất sơn thiếu niên con ngươi vừa chuyển không biết thế nào đột nhiên sáng lên có chút chợt hiểu ra mà nói hàn lập vừa nghe trên mặt mỉm cười lấy tay vỗ vỗ trên vai thiếu niên có ý xin lỗi nói, tại hạ không có chủ tâm giấu giếm tiểu huynh đệ, chỉ là mới vừa vào tu tiên giới không lâu, không khỏi có chút băn khoăn. Không sao, ta không ngại, bất quá vị đại ca này, nói tên của người cho ta biết đi. Sau này cứ gọi ta là Tiểu Sơn là được rồi, Vạn Tiểu Sơn rõ ràng cũng là người trưởng thành, cũng không cần nói nhiều. Ha ha, tại hạ là Hàn Lập, đích thực là mới vừa tiếp xúc tu tiên giới không lâu, mong rằng Tiểu Sơn huynh đệ chiếu cố nhiều một chút. Hàn Lập đối với Vạn Tiểu Sơn hảo cảm càng tăng lên, khẩu khí nói chuyện cũng hòa nhã hơn nhiều. "Không thành vấn đề, Hàn đại ca có gì không hiểu cứ việc hỏi, hắc hắc. Không nghĩ tới Vạn Tiểu Sơn ta còn có lúc dạy được người khác." Vạn Tiểu Sơn bộ dáng trào phúng nói, "Tại hạ có vấn đề gì nhất định sẽ lãnh giáo tiểu sơn người. Bất quá, chúng ta có phải là nên vào cốc hay không?" Hàn Lập đưa tay chỉ sắc trời, cười cười nói, "Ái già Ta thiếu chút nữa quên mất chính sự vạn tiểu sơn sau khi theo ngón tay của Hàn Lập mà nhìn lên bầu trời, lập tức luống cuốn tay chân hô to gọi nhỏ. Thiếu niên vội vàng lục ở trên người hồi lâu, rốt cục từ trong áo moi ra một lá bùa. Hắn cầm trong tay hoa lên vài cái, trong miệng lẩm bẩm niệm vài câu, sau đó đem lá bùa ném vào không trung, biến thành một đạo hỏa quang chạy vọt vào màn sương mù, biến mất không thấy nữa. Hàn đại ca chờ một chút, trương thông âm phù của ta trong chốc lát sẽ truyền vào trong cốc, người trong cốc sẽ tự mở trận pháp cho chúng ta vào thiếu niên thấy Hàn Lập nhìn về phía phương hướng hỏa quang biến mất có chút xuất thần, liền giải thích nói. Ừm, Hàn Lập gật đầu, tỏ vẻ hiểu được, Hàn đại ca lần này đến Thái Nam cốc, nói vậy trên người đem theo không ít vật phẩm để trao đổi chứ. Có thể nói cho tiểu đệ nghe một chút, đừng ngại, để tiểu đệ nói ra đồ của mình trước. Ta đem theo một cái sơ cấp không bạch phù chỉ cấp thấp, sơ cấp ẩn thân phù cấp thấp, độn địa phù mỗi thứ hai cái, một tờ sơ cấp liên châu lôi phù cấp trung một tờ sơ cấp băng đạn phù cấp thấp, thiết tinh một khối, sơ cấp chu sa một bình, một tròm dâu của yêu thú tam vĩ miêu, thảo dược. Vạn Tiểu Sơn căn bản không chú ý tới vẻ mặt ngây ra của Hàn Lập, cứ đếm ngón tay mà liệt kê ra các món đồ vật. Được rồi, còn Hàn Đại ca nói đi, ồ, sắc mặt của Đại ca sao lại trắng như vậy, người. Thiếu niên trợn mắt nhìn, có chút khó hiểu mà nhìn Hàn Lập. Chẳng lẽ tới Thái Nam Cốc, nhất định phải chuẩn bị đồ vật sao? Hàn Lập sắc mặt rất khó coi cái này cũng không phải là quy định. Vạn Tiểu Sơn trả lời rất dứt khoát, vừa nghe lời này, Hàn Lập nhất thời sắc mặt tốt hơn rất nhiều. Bất quá nếu lúc này đến Thái Nam Cốc, khẳng định là tới tham gia Thái Nam Tiểu Hội, ai lại không mang theo đồ vật. Đây chính là sự kiện 5 năm một lần, là thịnh hội chuyên để cho bọn tiểu bối tại Lam Châu chúng ta giao dịch mua bán với nhau. Đặc biệt là thăng tiên đại hội lần này, một tháng sau sẽ mở tại Lam Châu chúng ta, cho nên người ta càng thuận tiện tham gia Thái Nam Tiểu Hội đông hơn nhiều chẳng lẽ đại ca không phải là chỉ đến xem thái nam tiểu hội thôi chứ thiếu niên kinh ngạc vừa nói những lời trên vừa dùng ánh mắt khó mà tin được nhìn hàn lập hàn lập nở nụ cười khổ tiểu sơn huynh đệ tại hạ đích xác là không biết nơi này mở cái gì là thái nam tiểu hội chỉ là vô tình biết được nơi đây có nhiều người tu tiên khác cho nên muốn đến kết giao một phen mà thôi chưa từng đặc biệt chuẩn bị vật gì cả hàn lập hai tay giang ra bất đắc dĩ nói thì ra là như vậy vậy thì quá đáng tiếc Hàn Đại ca chỉ có thể lãng phí cơ hội lần này. Phải biết rằng, cơ hội để tìm ra những vật phẩm tài liệu mà mình thiếu cũng không nhiều vạn tiểu sơn vẻ mặt đầy núi tiếc, luôn miệng thở dài vì Hàn Lập. Bất quá, cũng không thể nói trên người không có chút gì để trao đổi, tối thiểu cũng có hai lá phù mà. Hàn Lập tự diễu thầm nghĩ, lúc này trước mặt hai người Hàn Lập sương mù đột nhiên quay cuồng, sau đó giống như bị người dùng đao bổ ra, phân thành một con đường nhỏ đủ để hai người sóng vai đi vào, con đường nhỏ này nhìn qua không thấy được điểm cuối, tựa hồ rất xa xôi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Thiếu niên cao hứng làm mặt quỷ đối với Hàn Lập, hứng thú vội vàng vọt vào trước, biến mất vào con đường. Mà Hàn Lập sau khi lạnh lùng quan sát con đường một hồi, rồi mới cất bước đi vào, bước đi vững vàng đường hoàn, không hoảng hốt không vội vàng. Con đường này thoạt nhìn rất dài, nhưng chỉ mới đi một lát, đã tới cuối đường. Khi Hàn Lập đi tới cuối đường, đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời, một sơn cốc đầy kỳ hoa dị thảo màu xanh biếc xuất hiện trước mắt sơn cốc ba mặt là núi ngõ ra vào duy nhất là ở phía sườn núi bị sườn mù phong tỏa mà hàn lập vừa tiến vào chỗ này diện tích rất lớn sơ sơ nhìn qua cũng phải trên trăm mẫu ở giữa có một cung điện lầu các rất hoa lệ xa xỉ đang có rất nhiều người với kỳ trang dị phục ra vào nườm nượp mà phía trước lầu các có một cái sân rất rộng bên trong có rất nhiều quầy hàng giống như tiểu thương vây xung quanh bốn phía của cái sân như một khu vực buôn bán nhỏ ở phía trước các quầy hàng này thỉnh thoảng lại có vài người đi tới trước nhìn xem một hồi hoặc là thấp giọng hỏi đôi câu những cảnh tượng như thế hàn lập cũng chưa từng thấy qua nhiều thấy tình cảnh này hàn lập không khỏi hít sâu một hơi đây là tu tiên giới tất cả những người nơi này đều là người tu tiên có thể một lần nhìn thấy nhiều người tu tiên như thế cũng là làm cho tinh thần của hàn lập có chút hoảng hốt hàn lập cúi nhẹ đầu để cho bản thân thanh tỉnh lại một chút hắn không ngừng nhắc nhở bản thân nơi hắn muốn đi vào chính là một thế giới trước kia không cách nào tưởng tượng ra người ở chỗ này ai cũng có thể dễ dàng tiêu diệt hắn, hắn nhất định phải cẩn thận. Nghĩ tới đây, Hàn Lập quay đầu lại nhìn con đường đã hoàn toàn biến mất, rồi cất bước đi vào bên trong. chương 129, Thanh Nhan chân Nhân, Hàn Lập mới vừa đi dược vài bước, đã nghe ở xa xa có người đang gọi hắn. Bên này, Hàn Đại ca, Hàn Lập nghe vậy nhìn lại về phía âm thanh hô hoán, chỉ thấy Vạn Tiểu Sơn đứng ở bên cạnh một lão giả mặc áo xanh, hướng về phía hắn không ngừng vẫy gọi. Hàn Lập mỉm cười, bước nhanh tới, khi đến bên cạnh lão nhân áo xanh, vạn tiểu sơn hướng về Hàn Lập giới thiệu. Vị này là thanh nhan chân nhân của Thái Nam Cốc, là trí giao với gia phụ, Thái Nam tiểu hội lần này chính là do người cùng một số các vị tiền bối khác cùng chủ trì. Hàn Lập vừa nghe lời của thiếu niên, không khỏi nhìn kỹ thanh nhan chân nhân. Chỉ thấy lão giả này vóc người cao gầy, vai rộng tay dài, mặc nho sam màu xanh, có chút thần thái thần tiên trong loài người. Chỉ là khuôn mặt của hắn xanh lè, thật sự có chút dọa người. Tiếp theo thiếu niên lại đối với lão giả nói, Hàn Huynh là ta ở ngoài cốc vừa mới quen biết, mặc dù là tán tu, nhưng mà chúng ta cũng đã thảo luận qua, thế bá hãy chiếu cố vài phần. Lão giả lúc này cũng đem Hàn Lập đánh giá một phen, đột nhiên hắn nheo hai mắt lại, nói với Hàn Lập. Hàn Tiểu Hữu công pháp luyện tê thuộc tính mộc cũng không tệ. Tuổi còn nhỏ đã luyện tới tầng thứ 8, như vậy cũng đạt tiêu chuẩn, cho dù là ở các gia tộc tu tiên cũng không thể thấy nhiều được. Hàn Lập vừa nghe lời khen của thanh nhan chân nhân, trong lòng cũng cười khổ. Nếu không có uông một lượng lớn linh đan thảo dược, hắn làm sao có thể luyện đến tầng thứ 8. Phỏng chừng còn đang ở tầng thứ 3, bốn gì đó là cùng. Bất quá mặt ngoài hắn vẫn rất cung kính khiêm nhường, thanh lão quá khen, tại hạ chỉ là may mắn mà thôi. Thanh nhan chân nhân thản nhiên gật đầu, không hề nói với hắn điều gì nữa, ngược lại xoay mặt nói với vạn tiểu sơn. Tiểu tử kia, người trong nhà của ngươi đã tới mấy người, bọn họ cũng đang lo lắng cho ngươi, có dặn ta là hãy thấy ngươi là lập tức đưa đến gặp bọn họ, bây giờ theo ta đi thôi vạn tiểu sơn nghe những lời này không khỏi đưa ra khuôn mặt buồn hiu không phải là thất tỷ cùng cửu ca cũng tới chứ ta sợ nhất là nói chuyện với bọn họ không đi có được không vạn tiểu sơn đầy hy vọng nhìn thanh nhan chân nhân thanh nhan chân nhân nghiêm mặt nói người nói đi đương nhiên là không được rồi vạn tiểu sơn cúi đầu ủ rũ tự mình đáp hừ ngươi thật là to gan dám gạt người trong nhà bản thân lén chạy đến đây nếu nửa đường gặp phải những người tu tiên tâm thuật bất tránh, người có mấy cái mạng nhỏ cũng phải giao ra. Thanh nhàn chân nhân sau khi nói vậy, khẽ liếc nhìn hàn lập một cái. Lão nhân này cũng không vừa, nói thế rõ ràng là ám chỉ mình chính là người tu tiên tâm thuật bất tránh, cố ý đến gần vạn tiểu tử này hàn lập ở một bên lạnh lùng nhìn, tự nhiên nghe ra ý tứ của thanh nhàn chân nhân. Hai, khó mà tìm được một vị tiểu thiếu ra hết lòng như vậy, xem ra phải tạm thời chia tay. Nếu không thanh nhàn chân nhân này tùy tiện chụp cho một cái mũ, mình cũng khó mà đội được. Hàn Lập bất đắc dĩ thầm nghĩ, nếu vạn huynh đệ phải đi gặp người nhà, vậy tại hạ trước hết đi xem một vòng trước, sau này có cơ hội, lại cùng Tiểu Sơn huynh đệ uống rượu chuyện cho Hàn Lập liền ôm quyền, hướng tới vạn Tiểu Sơn cùng thanh nhan chân nhân nói. Ái già, đừng đi nhanh vậy chứ, ta còn muốn đưa ngươi đi giới thiệu cho. Hàn Tiểu Hữu bản thân còn có chuyện quan trọng phả xử lý, ngươi cũng đừng làm cho người ta thêm rối loạn. Vạn Tiểu Sơn thấy Hàn Lập phải đi, vội vàng muốn nói cái gì đó, lại bị thanh nhan chân nhân kéo lại đem những lời đó chặn lại hàn lập thấy vậy hướng về phía vạn tiểu sơn cười sáng lạn một cái rồi xoay người tiếp tục hướng về phía cái sân rộng mà đi tới mà thiếu niên giống như tù nhân bị áp giải gương mặt khổ sở đi theo sau thanh nhan chân nhân từ từ hướng về phía lầu các mà đi tới hàn lập bị thanh nhan chân nhân đối đãi như thế cũng không có gì tức giận dù sao bất cứ một người trưởng bối nào nhìn thấy bên cạnh con cháu trong nhà xuất hiện một bằng hữu lai lịch không rõ đều sẽ dùng ánh mắt hoài nghi xem trước đã, huống chi nhà của Vạn Tiểu Sơn cũng là một đại gia tộc tu tiên. Bất quá, Hàn Lập bản thân đối với Vạn Tiểu Sơn cũng không có gì ác ý, chỉ là thuần túy muốn từ miệng người này hiểu rõ thêm một ít chuyện trong tu tiên giới mà thôi, nhưng không ngờ lại bị thanh nhan chân nhân lại xem như một gã lừa đảo đang tìm người để hành sự. Hàn Lập nghĩ như vậy, bản thân lại dần dần tới gần cái sân rộng đầy những quầy hàng nhỏ. Các quầy hàng của người tu tiên nằm trong cái sân rộng có bố trí một con đường nhỏ hình chữ hồi hui để ra vào. Mà những người lựa chọn giao dịch vật phẩm, đều đang tụm hai tụm ba tay các quầy hàng ở khu đất trống mà lui tới, cũng có khí thức sinh ý buôn bán như ở thế tục vậy. Lúc này sắc trời đã có chút tối tăm, ngoài sân rộng lại sáng hẳn lên, đại bộ phận các quầy hàng phía trước đều có một cái đèn thật lớn, ngọn đèn này là được làm từ đồng mà chế thành, toàn thân cổ kính, cao chừng một thước. Nhưng ở trên những ngọn đèn này, cũng không có bỏ vào bất kỳ nhiên liệu nào để đốt sáng, Ngược lại chỉ có một khối nhỏ đá trắng to bằng nắm tay, toàn thân đều phát ra ánh sáng trắng dịu dịu. Hòn đá này phát ra ánh sáng, còn sáng hơn các ngọn đèn thông thường nhiều, chẳng những có thể chiếu sáng quầy hàng ở bên dưới, mà ngay cả con đường phụ cận cũng được ánh sáng chiếu sáng rõ, thật sự là diệu vật. Hàn Lập thấy tình cảnh này, không khỏi âm thầm tặc lưỡi không thôi. Sắc trời mặc dù đã tối, nhưng người trên sân rộng vẫn rất nhiều, chẳng những còn tăng thêm một ít quầy hàng, mà người đi dạo cũng rất đông đúc làm cho chỗ này trong nhất thời náo nhiệt phi phàm. Hàn Lập chậm rãi đến gần sân rộng, nhưng cũng không lập tức đi vào, mà là đứng ở phụ cận, quan sát những người tu tiên đang tới lui. Bởi vì khoảng cách cũng tương đối gần, cho nên hình dạng cùng trang phục của những người tu tiên này, thật sự làm cho Hàn Lập mở rộng tầm mắt. Có người tu tiên mặc quần áo rất đơn sơ, chỉ che những chỗ quan trọng, những chỗ khác đều để trống. Mà cũng có những người mặc trang phục từ trên xuống dưới kín mít, một chút da thịt cũng không lộ ra ngoài lại có những người kỳ quái trái ngược hơn, đó là còn nhìn thấy một người, rõ ràng là tướng mạo nam nhân nhưng lại mặc trang phục như là phụ nữ, điều này làm cho Hàn Lập cảm thấy muốn ói. Bất quá may mắn là người như vậy cũng không thấy nhiều, đại bộ phận trang phục mặc dù có ít nhiều cổ quái, nhưng Hàn Lập vẫn có thể chịu được. Sau khi cứ quan sát như vậy một hồi, Hàn Lập thần sắc đột nhiên chợt động, trong mắt thần quang chợt hiện. Hắn phát hiện, bất kể là bên trong sân rộng hay là quầy hàng, đều có người tu tiên đi dạo quanh tất cả đều là người tuổi trẻ khoảng mười mấy hai mươi tuổi ngay cả một người tuổi cỡ chừng ba mươi cũng không nhìn thấy vạn tiểu sơn cũng đã từng nói qua thái nam tiểu hội là năm năm một lần chuyên dành cho bọn tiểu bối trong đầu hắn lại xuất hiện như thế xem ra lứa tuổi này sẽ là rất nhiều các người tu tiên có thân phận cao cũng sẽ không xuất hiện ở đây mà thanh nhan chân nhân kia cũng chỉ sợ thân phận cũng khá cao mới có thể lộ diện ở nơi này hàn lập nghĩ tới đây trong lòng không khỏi trùng xuống dù sao cửa của lão gia này thật sự không dễ ứng phó, hơn nữa bọn họ mà muốn đối phó mình mà nói, sợ rằng so với một con kiến cũng không có gì phiền phức hơn. Bất quá, cho dù trước mắt cũng chỉ là các người tu tiên tiêu bối, thực lực của bọn họ cũng đều không kém. Người giống như Hàn Lập, trong đám người kia xem ra cũng chỉ thuộc hàng trung đẳng, mà người tu tiên đẳng cấp cao như người áo lam, ở chỗ này cũng rất không thiếu. Trong thời gian ngắn ngủn Hàn Lập cũng đã thấy năm sáu cao thủ như vậy, điều này làm cho Hàn Lập rất là xấu hổ chương 130, nhập hỏa. Huynh đài tại sao lại đứng ở chỗ này một mình, đang đợi bằng hữu hay sao? Một thanh âm đột nhiên từ phía sau Hàn Lập truyền đến, làm cho Hàn Lập trong lòng cả kinh. Hàn Lập chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy phía sau cách đó không xa có sáu, bảy người đang đứng. Người bắt chuyện chính là một người tu tiên trang phục đạo sĩ chừng 27-28 tuổi. Người này mặt trắng không dâu, ngũ quan đoan tránh, trên cánh tay cầm phất trần, đang mỉm cười nhìn Hàn Lập. Đạo trưởng tìm tại hạ có việc chi? Hàn Lập không để ý đến câu hỏi của đối phương, ngược lại mặt không chút thay đổi hỏi lại một câu. Ha ha, không nên hiểu lầm, ta tìm huynh đài cũng không có gì ác ý. Chỉ là thấy huynh đài đứng một mình ở chỗ này, đối với nơi này bộ dáng rất là tò mò, cho nên đoán các hạ là tán tu một mình phó hội, nên muốn kết giao một chút mà thôi. Mấy người chúng ta tất cả cũng đều là tán tu, giống nhau các hạ vậy đạo sĩ vẻ mặt đầy thiện ý giải thích. Các người tất cả đều là tán tu, Hàn Lập có chút sừng sốt, không sai, các hạ nếu là tán tu, tốt nhất là kết bạn với chúng ta mà cùng đi, như vậy ở tại nơi này mọi người cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, lần này nói chuyện chính là thiếu phụ diện mục thanh tú, trên mặt có vết sẹo, bên cạnh nàng còn có một đại hán to lớn đeo đao, tựa hồ hai người là vợ chồng. Không sai, năm trước một tán tu một mình tham gia giao dịch, bởi vì thế đơn lực cô thường xuyên bị người của các đại gia tộc khi nhục. Đạo sĩ ánh mắt nghiêm nghị nói, vừa nghe hai người nói thế, Hàn Lập liền hiểu rõ ý tứ của đối phương. Tán tu phó hội, sợ nhất là bị người của các đại gia tộc tu tiên khi dễ, bởi vậy liền tự động tụ tập lại cùng một chỗ, tạo thành một nhóm nhỏ, với ý đồ hình thành năng lực tự bảo vệ nhất định, cho nên tại nơi này mới tìm những tán tu giống như mình. Nếu đã hiểu rõ dụng ý của đối phương, Hàn Lập tự nhiên sẽ không cử tuyệt chuyện tốt như vậy, dù sao hiện nay hắn đích xác cũng cần có một chỗ dựa như vậy, coi như là tạm thời cũng được. Bất quá trước đó, hắn cũng phải cẩn thận hỏi rõ đối phương mấy vấn đề, mới có thể yên tâm gia nhập. Nếu mấy vị đã nhìn ra, vậy tại hạ cũng không có gì giấu giếm, tại hạ đích thật là tán tu. Bất quá mấy vị muốn cho ta gia nhập vào đoàn, cũng nên giới thiệu về mình trước chứ nhỉ? Và cũng nên nói thật với nhau rõ ràng trước sau, cần phải làm những cái gì. Hàn Lập thản nhiên thừa nhận thân phận tán tu, nhưng thấy mấy người trước mặt vừa lộ ra sắc mặt vui mừng, liền đưa ra yêu cầu. Xem ra huynh đài còn có chút băn khoăn, ha ha, cái này cũng không có gì, mấy người mới vào, đều cũng nói như là các hạ vậy. Đạo sĩ cùng mấy người kia khi nghe Hàn Lập nói ra những lời ấy, đều không có lộ ra vẻ gì không vui, mà ngược lại đều nhìn thoáng qua nhau, đột nhiên đều cười ha hả, sau đó đạo sĩ mới nói rõ ra. Ta giới thiệu với các hạ mấy vị bằng hữu này, đạo sĩ chỉ vào mấy người tu tiên nọ, đối với Hàn Lập cười nói. Hai vị này là huynh đệ song sinh, thường lang lĩnh Hắc Mộc và Hắc Kim hai huynh đệ đạo sĩ dẫn Hàn Lập tới trước mặt hai thanh niên gương mặt giống hệt nhau, thoải mái giới thiệu. Hai người này liền ôm quyền hướng về phía Hàn Lập, Hàn Lập cũng đáp lễ lại. Đây là phi liên động hồng liên tán nhân cùng bồ lộ sơn khổ tam đại sư lần này dẫn đến ra mắt chính là một cô gái tướng mạo bình thường cùng một tiểu hòa thượng vẻ mặt đau khổ. Về phần hai người này, vợ chồng ta là người của thiên thủy trại, Hồ Bình Cô và Hùng Đại Lực Đạo Sĩ chỉ vào thiếu phụ và đại hán nhiều dâu vừa nói chuyện với Hàn Lập, lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, liền bị thiếu phụ kia cười khúc khích, giành nói mất. Đạo Sĩ bị cướp lời, cũng không tức giận, chỉ lạnh nhạt cười cười. Bần đạo là ngọa Nghiêu Sơn Thanh Nghiêu Quan Quải Đan Đạo Sĩ, đạo hiệu Tùng Văn. Ha ha, bần đạo chính là người khởi phát ra cái nhóm nhỏ này, tạm thời được mọi người bầu là người đứng đầu, bất quá bần đạo bình thường sẽ không ra lệnh gì với mọi người, chỉ là khi xử lý đối ngoại mới do bần đạo đại diện ra nói chuyện mà thôi. Đạo sĩ cuối cùng cũng khiêm nhường giới thiệu bản thân một chút, cũng đem tính chất của nhóm này đại khái nói qua. Đạo sĩ này cũng hơi có chút khí độ, tựa hồ con người cũng không tệ lắm, hơn nữa những người khác pháp lực phần lớn cũng không kém cơ hồ bộ dáng đều có pháp lực trường xuân công bảy tám tầng tùng văn đạo trưởng này càng lợi hại mặc dù chưa có đạt tới trình độ như người áo lam nhưng so với mình cũng mạnh hơn nhiều hàn lập trong lòng tính toán một chút cảm giác được cùng một chỗ với những người này đích thật là có trăm lợi mà không một hại liền nói nếu mọi người đều là tán tu hơn nữa ở cùng một chỗ đích xác là việc tốt vậy tại hạ hàn lập tạm thời sẽ gia nhập với mọi người thật tốt quá có Hàn Huynh gia nhập, đoàn người của chúng ta thực lực cũng mạnh hơn một phần. Tùng Văn Đạo Sĩ vừa nghe lời này của Hàn Lập, lập tức cao hứng nói. Mà mấy người khác, mặt cũng đều lộ vẻ vui mừng, dù sao Hàn Lập thoạt nhìn pháp lực cũng không kém, có thể trợ giúp bọn họ không nhỏ. Nhóm chúng ta đều ở mơi này sao? Hàn Lập lúc này nhìn sang hai bên một chút, rồi mở miệng hỏi. Còn có hai người nữa, bọn họ một người còn đang ở trong phòng ngủ, người kia thì đang đi dạo quanh đây hồ bình cô biểu môi, tựa hồ đối với hai người kia không thế nào thuận mắt. Cũng không có tệ như hồ phu nhân nói đâu, chỉ là một người thì thích ngủ một chút, người kia thì ham chơi một chút mà thôi. Lần này là tiểu hòa thượng kia nói, thế cho hai người mà giải thích. Ngươi, hồ bình cô nghe hồ tam hòa thượng nói như vậy, có chút không vui, lại muốn nói cái gì đó. Được rồi, mọi người không nên tranh chấp, dù sao lúc đầu mọi người đều nói tốt đẹp mà, ngoại trừ tranh đấu với các thế lực bên ngoài thì mọi người cũng phải thống nhất hành động, nghe theo chỉ huy, sau đó, tất cả mọi người đều tự do, muốn hành động thế nào xây chung được. Tùng văn đạo sĩ bước nhanh lên phía trước nói, vị hồ phu nhân này thấy vậy, ngoài trừ có chút mất hứng ra, cũng không có nói gì nữa, dù sao tùng văn đạo sĩ thực lực cũng vượt hơn mình, không thể không cấp cho vài phần thể diện. Đợi buổi tối tụ họp, Hàn huynh đệ sẽ thấy hai người kia, đến lúc đó sẽ giới thiệu sau, hai người nọ đích thật là có chút khác biệt với người khác. Đạo sĩ bộ dáng không thể tránh được, tựa hồ đối với hai người nọ có chút đau đầu, Hàn Lập thấy vậy, mặc dù trong lòng rất hiếu kỳ, nhưng cũng không tiện hỏi lại. Kế tiếp, Tùng Văn đạo sĩ hỏi Hàn Lập, có định cùng bọn họ hành động hay là vẫn muốn đi dạo một mình? Hàn Lập tự nhiên là lựa chọn vế sau, Tùng Văn đạo sĩ cũng không có kinh ngạc. Bởi vì người mới vừa vào Thá Nam Cốc, tự nhiên đối với nơi này tương đối tò mò, đại đa số đều thích một mình hành động, bất quá sau khi xem xong, cũng sẽ cùng với mấy người bọn họ tụ lại cùng một chỗ mà hoạt động. Đạo sĩ cũng rất ra dáng phụ trách sau khi giảng giải cho Hàn Lập một vài điều kiêng kỵ cùng một chút tập quán thưởng thức, để cho hắn đối với Thái Nam tiểu hội có sự hiểu rõ nhất định. Tiếp theo, đạo sĩ lại đưa cho Hàn Lập một đạo phù. Hắn chỉ vào một căn tiểu lâu, nói với Hàn Lập, đó chính là nơi như bọn họ tạm trú, để cho Hàn Lập khi mệt mỏi có thể đi đến đó nghỉ ngơi, mà lá phù này chính là chìa khóa phá vỡ cấm pháp của căn tiểu lâu. Sau đó mấy người này cùng với Hàn Lập cáo từ, biến mất trong bóng đêm, không biết là có phải đi tìm những tán tu khác nữa hay không. Hàn Lập nhìn bóng lưng mấy người này, đợi cho họ thật sự đi xa nhìn không thấy nữa, mới cúi đầu xem xét lá phù ở trên tay. Trên an phù ngân quang lập lè, mặt trên có họ một ít phù chú mà hắn xem không hiểu, thoạt nhìn thật có chút diệu dụng. Hàn Lập trầm ngâm một chút, sau đó nở nụ cười. Hắn đem lá bùa gấp lại, bỏ vào trong áo, tiếp theo hướng về phía tùng văn đạo sĩ biến mất mà nhìn thoáng qua, sau đó không chút do dự xoay người đi đến sân rộng. Sau khi vào sân rộng, Hàn Lập liền hòa vào những người tu tiên khác, một bên từ từ đi tới, một bên xem xét các vật phẩm được bày bán ở trên các quầy hàng. Theo lời của Tùng Văn Đạo Sĩ vừa rồi nói, những người tu tiên khi giao dịch, bình thường là dùng hai phương thức. Một là phương thức nguyên thủy lấy vật đổi vật, một số người tu tiên hy vọng dùng những vật mà mình không cần, đổi lấy vật phẩm mà mình cần, cho nên những người này thường thường cho dù liên tiếp bày ra vật phẩm, cũng không giao dịch thành công một lần nào, thì cũng là chuyện bình thường. chương 131, Linh Thạch giữ Linh Phù Phương thức còn lại thì thông dụng hơn, đó là sử dụng một loại gọi là linh thạch gì đó để làm tiền tệ giao dịch, người tu tiên hay sử dụng để mua bán vật phẩm. Linh thạch tên cũng là nghĩa, là một loại đá tràn ngập thiên địa linh khí, linh khí mà nó sở hữu đối với người tu tiên mà nói là một thứ cực kỳ bổ dưỡng. Bình thường ngồi xuống luyện công nếu như thu nạp linh khí của linh thạch sẽ khiến cho người tu tiên tốc độ tu luyện trở nên kinh người, dù sao bản thân người tu tiên thu nạp luyện hóa linh khí tán loạn trong trời đất, so với linh khí tinh thuần bên người có thể tùy ý thu nạp, chính là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Nhưng công hiệu lớn nhất của linh thạch cũng không phải ở chỗ này. Công dụng chủ yếu nhất của nó chính là khi bố trí trận pháp cùng sự thi triển pháp thuật. Một trận pháp cao cấp thành công hay không, hiệu lực như thế nào, thường thường là xem nó sử dụng hiệu lực của linh thạch, linh thạch tốt chẳng những có khả năng bảo đảm sự thành công của trận pháp, hơn nữa uy lực cũng sẽ gia tăng rất lớn. Mà số lượng linh thạch tiêu hao khi thi triển pháp thuật cũng vượt xa khi ứng dụng trên trận pháp. Bởi vì một người tu tiên có thể thi triển cấp bậc cùng hiệu quả của pháp thuật, bình thường đều căn cứ vào tu vi pháp lực của bản thân hắn mà định, không thể dựa vào khả năng của bản thân mà có thể xuất ra các pháp thuật siêu đẳng cấp, vì vậy linh thạch trở thành vật tốt nhất để tăng cường pháp thuật. Nếu như khi người tu tiên thi triển pháp thuật lợi hai, trong tay có thể có một khối linh thạch, linh khí trong linh thạch sẽ cuồn cuộn không ngừng bổ sung cho người tu tiên đang hao tổn pháp lực để làm phép, chứ người làm phép căn bản không thể nào mà cứ liên tục mà mạnh mẽ thi triển pháp thuật ra cho nên linh thạch trở thành thứ mà người tu tiên khi tranh đấu là lựa chọn để lấy yếu thắng mạnh hơn nữa sau khi pháp lực bị tổn hao có vật này để lập tức khôi phục thực lực như trước có thể gia tăng cơ hội rất lớn để cho bọn họ sinh tồn trong tranh đấu linh thạch có nhiều công dụng như vậy tự nhiên giá trị của nó rất cao nhưng với nhu cầu sử dụng linh thạch quá lớn các quáng mạch linh thạch bị khai thác quá độ ngày càng thưa thớt ngày nay tại tu tiên giới linh thạch dần dần trở thành xa xỉ phẩm chân quý trở thành vật bảo chứng tốt nhất của người tu tiên khi giao dịch, trở thành một loại tiền tệ lưu thông của người tu tiên, cũng sắp được cộng đồng định ra quy cách cùng các chi tiết cấp bậc của linh thạch. Linh thạch ẩn chứa linh lực bao nhiêu, được chia làm 4 bậc, đó là linh thạch bậc thấp, linh thạch bậc trung, linh thạch bậc cao, linh thạch bậc siêu, đều dựa theo linh lực thuộc tính ẩn chứa không giống nhau ở bên trong. Linh thạch cũng chia làm kim linh thạch, mộc linh thạch, thủy linh thạch, thổ linh thạch, hỏa linh thạch là ngũ hành linh thạch, mặt khác cũng có một chút rất hiếm thấy phong linh thạch lôi linh thạch là linh thạch có thuộc tính đương nhiên loại linh thạch này rất hiếm linh thạch là đồ tốt như vậy hàn lập nửa khối cũng không có hắn tự nhận trên người cũng không có vật phẩm gì có thể trao đổi cho nên ngay từ đầu chỉ có ý niệm trong đầu là mở rộng tầm mắt nên chỉ một đường đông nhìn một chút tây nhìn một cái cứ thế mà đi mặc dù hàn lập bộ dáng lạnh nhạt thong dong không bức bách nhưng các quầy hàng này thật sự có rất nhiều thứ làm cho hắn mắt cũng hồng lên cùng trong lòng cực kỳ sao động không nói cái gì khác chỉ cần nói đến một lá không bạch phù chỉ thôi. Món đồ này mặc dù rất bình thường, nhưng là một trong những món đồ mà Hàn Lập trước mắt hết sức cần. Mặc dù Hàn Lập chưa biết, lá bùa cấp bao nhiêu bậc bao nhiêu, có những tính năng gì khác biệt, nhưng cũng bía với công lực trước mắt của mình, lá bùa sơ cấp bậc thấp này khẳng định cũng đủ để hắn thi triển định thần thuật. Cho nên nếu như có thể có được một vài lá bùa này, hắn lập tức có thể vận dụng một vài pháp thuật, làm cho thực lực của bản thân lập tức tăng cường thêm một phần. Đương nhiên ngoại trừ lá bùa này ra, cái gì là lôi hỏa phù hỏa long phù cự lực phù đủ loại linh phù cũng làm cho hàn lập có chút động tâm thậm chí hàn lập còn ở trước một quầy hàng thấy một lá linh phù giống hệt như lá phù lục có thể xuất ra kim cháo của mình bên cạnh có chú thích rất rõ ràng kim cương phù linh phù thuộc tính kim sơ cấp bậc trung có công dụng phòng ngự giá trị chín khối linh thạch bậc thấp hàn lập sau khi đi dạo qua rất nhiều quầy hàng đối với giá tiền của các phù lục cũng có sự hiểu rõ nhất định một lá không bạch phù chỉ sơ cấp bậc thấp chỉ cần một khối linh thạch bậc thấp là mua được, mà luyện chế hoàn thành phù lục sơ cấp bậc thấp, cho dù là bất kỳ loại pháp thuật gì, cũng có thể bán được hai khối linh thạch bậc thấp. Về phần linh phù sơ cấp bậc trung, chỉ cần xuất ra là được bán với giá 6 đến 10 khối linh thạch, hơn nữa linh phù thuộc tính phòng ngự so với tiến công thì giá cao hơn một ít. Nếu bản thân cũng có vật phẩm giống như vậy, Hàn Lập tự nhiên phải lưu ý một chút. Sau khi cẩn thận quan sát quầy hàng có kim cương phù, hắn phát hiện phù lục của người ta linh khí so với phù lục của hắn sung túc hơn nhiều, hiển nhiên là vật mới chưa từng sử dụng qua, mà phỏng trừng đồ cũ của hắn, nhiều lắm cũng chỉ có thể bán được cho người ta với giá chỉ bằng một phần ba. Sau khi kết luận như vậy, Hàn Lập cười khổ một chút, xem ra so với người tu tiên ở nơi này, hắn thật đúng là cùng quỷ, hắn không khỏi sờ sờ các vật phẩm ở trên người, đột nhiên trong lòng chợt động, nghĩ tới linh phù có hỏa hình thanh kiếm trong áo của mình. Mặc dù còn chưa biết tên của lá phù này, nhưng Hàn Lập tin tưởng, giá trị của nó nhất định phải hơn kim cương phù. Nghĩ tới đây, Hàn Lập bắt đầu chú ý các quầy hàng, để ý có bán phù lục có họa hình thanh kiếm giống như vậy hay không. Nhưng đáng tiếc chính là, sau khi hắn vòng vo rất nhiều quầy hàng, vẫn không có nhìn thấy vật phẩm cùng loại. Nhưng thật ra tại một chỗ có năm sáu người tu tiên vây quanh, phát hiện có người đang bán một lá linh phù sơ cấp bậc cao. Bên cạnh linh phù có viết, Phi Thiên phù là loại linh phù phi hành phong thuộc tính sơ cấp bậc cao, giá trị 30 khối linh thạch bậc thấp hoặc đổi các loại đan dược có giá trị tương đương. Hàn Lập vừa thấy lời giới thiệu này, trong lòng liền ngẩn ra. Phải biết rằng, vòng vo qua nhiều quầy hàng như vậy, lúc này hắn mới nhìn thấy bán một lá linh phù sơ cấp bậc cao, không khỏi dụng tâm quan sát, quả nhiên trên phù lục linh khí nồng nặc kinh người, không thể không thấy sự tranh lệch với linh phù bậc thấp và bậc trung. 20 khối linh thạch, có đổi không? Trong số người vây xem có một vị hán tử đi chân không mặt như ngựa, không nhịn được mở miệng nói. Chủ nhân của quầy hàng là một thanh niên đầu đội mũ cỏ, hắn lấy tay chỉ chỉ vào giá, không để ý đến lời của người nọ. "Chỉ là phi hành phù mà thôi, cũng không phải linh phù công kích hoặc phòng ngự, 20 khối đã là không ít rồi." Người mặt ngựa ra giá không cam lòng nói, "Hừ, thật sự là linh phù công kích hoặc phòng ngự, ta sẽ bán với giá 30 khối sao? Không có 50 khối thì đừng có mà nhìn vào. Muốn chiếm tiện nghi thì đi tìm chỗ khác đi." ta không chào đón thanh niên nọ rốt cục lạnh như băng cất tiếng nói nhưng hắn một khi mở miệng làm cho hán tử kia tức giận trên mặt cũng đỏ bừng. Hảo tiểu tử, Tần Diệp lĩnh Diệp báo ta nhớ kỹ ngươi. Sau khi đại hội chấm dứt, chúng ta hãy luận bàn một chút. Hán tử mặt ngựa tức giận nói. Tần Diệp lĩnh Hàn lập nguyên lúc đầu đang đứng ngoài cao hứng cười xem, chợt nghe địa danh này trong lòng cả kinh. Đó không phải là chỗ xuất thân theo lời của Chu Nho đã bị hắn giết chết sao? Mặc dù không biết lời của Chu Nho nọ là thật hay giả nhưng hán tử này nếu tự xưng là người của diệp ra bản thân mình vẫn phải cẩn thận một chút nghĩ tới đây hàn lập lui lại mấy bước lặng lẽ rời khỏi nơi đây đi tới trước một quầy hàng khác bất quá trên lời giới thiệu có nói là đồng ý đổi lấy đan dược có giá trị tương đương đã được hắn ghi vào trong lòng hắn nhớ kỹ bản thân còn có không ít hoàng long đan cùng kim tủy hoàn chưa dùng không biết là có phù hợp với yêu cầu của thanh niên nọ không đợi đến khi vắng người hãy tới hỏi cũng không muộn nếu thật có thể thành công thì bản thân đã có thể có được chút vốn có thể đổi lấy những vật phẩm cần thiết rồi hàn lập sau khi đã tự định ý nghĩ quay đầu nhìn lại quầy hàng của thanh niên nọ lại phát hiện diệp báo đã không còn ở nơi này không biết đã đi nơi nào mà trong mấy người còn lại lại có một người lấy ra một cái bình đưa cho thanh niên nọ thanh niên mở cái bình ra người một chút rồi khe khẽ lắc đầu đem cái bình trả lại cho chủ nhân chủ nhân của cái bình không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt tiếc nuối mà rời đi mà mấy người khác tựa hồ cùng đi với người này, cũng ngay sau đó cùng rời đi, hiện tại trước quầy hàng không có một bóng người. Hàn Lập vừa thấy, trong lòng mừng thầm, cũng chậm chậm bước đến phía trước quầy hàng của thanh niên. Mà thanh niên nọ thấy Hàn Lập, có chút sửng sốt, hiển nhiên nhận ra hắn là người vừa mới tới lúc nãy. Hàn Lập tới trước mặt người thanh niên cười cười, nói. Ta có hai loại dược vật, xem một chút thử có hợp với yêu cầu của ngươi không. Nói xong, hắn lấy ra hai cái bình nhỏ một xanh một lam, đặt ở trước mặt người này. Người thanh niên cũng không nói lời thừa, đưa tay đem hai cái bình cầm trong tay, bợ nắp ra. Sau đó đưa mũi tới gần miệng bình, phân biệt người thử, trên mặt lộ ra ánh mắt suy tư. Thanh niên sau khi trầm ngâm một lát, cũng không có lập tức hồi phục, mà đem cái bình nhẹ nhàng đưa trở về trước mặt Hàn Lập. Thế nào, Hàn Lập không hiểu rõ nên hỏi. Nói thật, đan dược trong hai cái bình của ngươi, so với mấy người trước đưa cho ta xem tốt hơn một chút, nhưng đối với ta mà nói cũng không có nhiều tác dụng thanh niên sau khi do dự một chút thì vẫn lắc đầu cực tuyệt. Chương 132: Thu hoạch. Hàn Lập vừa nghe, trong lòng rất là thất vọng, bất quá cũng không có quá kinh ngạc. Dù sao Hoàng Long đan và Kim Tủy hoàn chỉ là thánh dược ở thế tục, đối với người bình thường có lẽ là linh đan diệu dược, nhưng đối với người tu tiên mà nói quả thật là kém một bậc. Đối phương nếu đã không đồng ý, Hàn Lập cũng không định ở lâu nữa, hắn đưa tay ra, muốn thu hồi lại hai cái bình bất quá cho dù đan dược này kém một chút nhưng nếu như có thêm vài bình nữa ta cũng sẽ trao đổi với ngươi thanh niên đột nhiên mở miệng bộ dáng tiếc hận hàn lập vốn vươn tay ra sau khi nghe được thanh niên nói thế nhất thời rụt trở về nở nhẹ nụ cười ta có nói là chỉ có hai bình này đâu hàn lập hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào thanh niên chậm rãi nói ngươi còn sao thanh niên hơi kinh hãi nhưng lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng đương nhiên bất quá nếu như muốn nhiều ta cũng không rõ là đủ để giao dịch hay không. Hàn lập lập tức nói nước đôi, sợ đối phương hết giá quá cao. Thật tốt quá, không cần nhiều lắm, chỉ cần ba bình nữa là đủ rồi, có thể giúp ta trong khoảng thời gian ngắn, đột phá bình cảnh thanh niên hưng phấn hẳn lên, có vẻ nhiệt tình vô cùng, so với thái độ lạnh như băng trước đây hoàn toàn trái ngược. Cái này cũng khó trách, phàm là đan dược có khả năng xúc tiến công pháp tiến bộ, ai mà bỏ ra trao đổi, bản thân mình dùng còn chưa đủ nữa là. Thanh niên này trong mấy ngày nay, không thể đem phi hành phù kia trao đổi chủ yếu là do nguyên nhân này. Cho dù Hoàng Long đan cùng kim tủy hoàn của Hàn Lập đối với người tu tiên mà nói, cũng không tính là là linh dược, nhưng bằng vào ưu thế của số lượng, cũng đủ làm cho người đang dậm chân tại tầng thứ 9 này, đột phá lên tầng thứ 10, làm cho công lực của người thanh niên này đại tiến. Nhưng cũng chỉ có người giống như Hàn Lập, uống thuốc như ăn cơm, mới có thể bỏ ra đan dược để trao đổi. Bất quá Hàn Lập biết rõ đạo lý của không được lộ ra ngoài, hắn không muốn lưu lại cho đối phương loại ý nghĩ bản thân có thể dễ dàng xuất ra số lượng lớn đan dược mà chút cảm giác đau lòng nào. Vì vậy hắn sờ sờ cầm, làm ra bộ dáng đau lòng không thôi. Như vậy, có phải hơi bị nhiều không? Phải đem toàn bộ đan dược trên người ra đổi sao? Hàn lập cố ý nhỏ giọng nói thầm, cái này cũng không tính là nhiều, dù sao cũng là linh phù bậc cao. Ngẫm lại mà xem, chỉ cần trong người có linh phù này, vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì, lập tức có thể bay lên không mà đi xa, so với chim bay còn nhanh hơn nhiều tương đương với việc thêm một tính mạng chỉ cần linh khí của phù không tiêu tan cũng có thể sử dụng nhiều lần là linh phù rất thực dụng thanh niên thấy hàn lập hình như thật có thể xuất ra số đan dược mà mình cần nụ cười trên mặt càng tươi hơn nhiều ra sức giới thiệu diệu dụng phi hành phù của mình sợ hàn lập đổi ý không muốn giao dịch nữa muốn trao đổi cũng được phải thêm cho ta lá bùa cùng cuốn sách kia nữa hàn lập thấy đối phương thật muốn đổi lấy đan dược của mình liền không khách khí chỉ vào một lá đả không bạch phù chỉ, cùng với một quyển cơ sở chú quyết tàn bổn rách nát, mà nói với người thanh niên. Người thanh niên sừng sốt một chút, nhưng thấy Hàn Lập chỉ là một phù chỉ bậc thấp, cùng một quyển chú thư căn bản không ai động đến, trong lòng nhất thời mừng rỡ, ngay lập tức đáp ứng. Cứ như vậy, phi hành phù đã trở thành vật trong túi Hàn Lập, đồng thời còn có thêm một lá phù chỉ cùng một quyển chú thư mà hắn đã muốn có từ lâu. Hàn Lập đem cuốn sách nọ mở ra, bên trong đều là các chú quyết sơ cấp căn bản, có 78 pháp thuật bậc thấp, cùng một địa thứ thuật sơ cấp bậc trung, được ghi lại trong sách. Cuốn sách này, đối với người tu tiên khác mà nói, căn bản là không đáng giá một đồng, nhưng làm cho Hàn Lập rất là hài lòng. Bởi vì hắn hiện tại khiếm khuyết chính là loại chú pháp căn bản này, mà các quầy hàng khác tuy cũng có bán loại sách này, cũng rất mới và tốt, nhưng giá tiền lại đắt kinh người. Một quyền ngũ hành sơ cấp chú quyết đại toàn có giá 90 khối linh thạch bậc thấp, mà một quyền thủy chú phù pháp cơ sở khác giá cũng tới 60 khối linh thạch bậc thấp, cuốn sách này mặc dù khá mỏng, pháp quyết bên trong cũng không nhiều, nhưng hiện tại Hàn Lập cũng chỉ có thể mua được nó mà thôi. Sau khi được những vật phẩm này, Hàn Lập cảm giác có chút mệt mỏi, cũng không muốn tiếp tục đi dạo nữa, trực tiếp ra khỏi sân, hướng về phía mấy tòa lầu các mà đi đến. Cách sân rộng không xa, Hàn Lập quay đầu nhìn lại, phát hiện số người bên trong tựa hồ nhiều hơn không ít, xem ra người tu tiên thích ra ngoài vào ban đêm, thật đúng là không ít. Vừa đi đến gần các tòa lâu các này, Hàn Lập mới phát hiện, những tòa lầu này sử dụng đồng mộc rất đắt tiền xa hoa cùng các khối đá lớn mà thành. Chẳng những mỗi tòa đều được chạm rồng họa phượng, kiến trúc cực kỳ tinh mỹ, hơn nữa trên mỗi tầng lầu mơ hồ đều có biểu hiện của linh lực sao động, xem ra chính là cấm pháp theo như lời Tùng Văn Đạo Sĩ nói. Hàn lập vòng vo một vòng, rốt cùng cũng tìm được lầu các muốn tìm, liền đi tới trước. Nhưng cách mục tiêu mấy trượng, Hàn lập đột nhiên cảm giác được đụng phải một cái gì đó, sau đó bị một lực lượng vô hình đẩy ra trong giây lát, làm cho phải lảo đảo lui lại mấy bước. Hàn Lập có chút kinh ngạc cũng có chút hưng phấn, xem ra tu tiên giới điều mà hắn không biết có rất nhiều, hắn thật muốn được học hết tất cả những điều này. Hàn Lập nghĩ như vậy, trong lòng chợt động, liền thi triển thiên nhãn thuật, hướng về tiểu lâu mà nhìn lại. Kết quả cách đó không xa, Hàn Lập thấy được một tầng thanh quang nhàn nhạt chắn trước mắt, cả tòa lầu các đều bị thanh quang này bao bọc, giống như bị một cái chén thật lớn chụp lấy. Hàn Lập lần nữa tiến lên, vươn một ngón tay khe khẽ động vào thanh quang, kết quả có một loại cảm giác mềm mềm mười phần co giãn dùng sức nhấn xuống một chút, lập tức có một cỗ lực lượng phản ngược lại xuất hiện, xem ra lực phòng ngự của thanh quang này quả thật không tệ. Hàn Lập đã hiểu rõ tác dụng của thanh quang, cũng không nghiên cứu nữa, mà là lấy ra đạo phù mà Tùng Văn Đạo Sĩ đã giao cho hắn, hướng tới màn sáng mà dán lên, kết quả trên quầng sáng màu xanh đó xuất hiện một tầng sóng gợn, sau đó xuất hiện một cái vòng tròn, để cho Hàn Lập có thể đi vào. Hàn Lập cũng không khách khí, đem phù lục thu lại, rồi cất bước đi vào, hướng tối tòa lầu mà đi đến lúc này vòng tròn lại từ từ nhỏ đi, cuối cùng hoàn toàn khép lại, lớp màng sáng lại khôi phục nguyên dạng. Ngôi lầu trước mắt cũng không tính là lớn, chỉ có hai tầng, cao cỡ 10 trượng, bất quá diện tích xem ra, chứ đựng mấy chục người vẫn có thừa. Hàn lập mỉm cười, nhấc chân đi vào bên trong, tiến vào đại sảnh lầu 1, chỉ thấy bên trong ngoại trừ 2 cc bàn bát tiên ra, cũng chỉ có hơn 10 cái ghế, được bố trí đơn giản, trông qua thật đúng là có vài phần thanh đạm tu tiên. Mà tiểu hòa thượng gọi là khổ tăng kia, đang cúi đầu ngồi ở trên mặt đất ở trong góc, nhắm mắt niệm thiện, một bộ dáng cao tăng đắc đạo. Về phần những người khác, Hàn Lập cũng chưa từng thấy. Khổ tang đại sư, Tùng Văn đạo trưởng đã trở về chưa? Hàn Lập bước vài bước tới trước mặt hòa thượng, đầy hòa khí hỏi. Tiểu hòa thượng cũng không để ý tới Hàn Lập, mà là trong miệng tiếp tục lẩm bẩm niệm, cho đến khi Hàn Lập chịu không nổi nữa, thì hòa thượng mới mở mắt ra, vẻ mặt xin lỗi nói với hắn, Hàn thí chủ chớ trách. Tiểu Tăng vừa rồi đang tụng kim cương kinh đến chỗ mấu chốt, không cách nào lập tức dừng lại mà đáp lời được, xin đừng trách tội. Hàn Lập nghe Hòa thượng nói những lời ấy, cười khan một chút, sao có thể? Tại hạ bội phục nhất là người tâm không có tạp niệm. Tiểu Hòa thượng nghe Hàn Lập nói như vậy, cười một chút, lại không nhanh không chậm nói, mấy người Tùng Văn đạo trưởng đang ở lầu hai đợi Hàn thí chủ. Dặn dò ta khi thấy thí chủ lập tức gọi người lên đó, tựa hồ đối với thí chủ có chút việc. Hàn Lập vừa nghe Hòa thượng nói lời này, trong lòng có chút buồn bực. Tiểu hòa thượng này cũng thật là, đã có người đang chờ ta, vậy mà còn không lập tức nói cho ta biết, mà còn người người ta ta nãy giờ sao, xem ra sau này nên cách hòa thượng xa xa một chút. Hàn lập trong lòng nghĩ vậy, trên mặt lại không chút biến hóa gật đầu, rồi theo cầu thang ở gần đó lên lầu, thình thịch lên lầu 2. Vừa lên lầu 2, chỉ thấy hai huynh đệ hắc mộc cùng hắc kim, đang ở tại đầu cầu thang nói cái gì đó. Thấy Hàn Lập vừa lên, lập tức ngừng nói chuyện với nhau, tiến lên đón. Hàn Huynh, Tùng Văn đạo trưởng đang ở bên trong phòng chờ người, đi theo huynh đệ chúng ta đi. Hàn lập ánh mắt lạnh nhạt, cũng không nói lời nào, đi theo bọn họ dọc theo hành lang đi vào trong một gian phòng. Người trong phòng rất nhiều, ngoại trừ hòa thượng ra, những người khác đều ở tại đây, nhưng lại có thêm hai người lạ không nhận ra. Một người là thiếu niên cỡ 16-17 tuổi cười hì hì, một người thì mập mạp trắng trẻo cỡ 21-22 tuổi. Xem ra hai người này chính là người mà ngay cả Tùng Văn cũng có chút đau đầu. Hàn huynh đệ tới rồi, nhanh ngồi đi tùng văn đạo sĩ rất khách khí chỉ vào một cái ghế bên cạnh, nói với Hàn Lập. Hàn Lập gật đầu, liền ngồi ở tại đó. Hai vị này là ngô cử chỉ của vân môn giản cùng Hoàng Hiếu Thiên của Thạch Thác Cốc Tùng Văn phân biệt chỉ vào thiếu niên và người mập mạp mà giới thiệu với Hàn Lập. chương 133, Thâu Kỹ, Ai ra, tại hạ ngô cửu chỉ, ta vừa thấy huynh đài đã có cảm giác đặc biệt thân thiết, chẳng lẽ chúng ta kiếp trước có duyên, nào? Chúng ta hãy bái lại cắt máu ăn thề, làm huynh đệ đi." Tùng Văn đạo sĩ vừa dứt lời, cái tên đang cười hì hì kia đột nhiên chạy tới trước mặt Hàn Lập, đưa một tay kéo kéo cánh tay Hàn Lập, sau đó vẻ mặt đầy tình thâm, nghĩa trọng mà nói. Hàn Lập lúc đầu thì cả kinh, nhưng sau đó thì nở nụ cười nhẹ. "Làm huynh đệ không phải là không thể được, nhưng tay của các hạ không nên giờ mó lung tung trên người ta có được không?" Tại hạ sở thích cũng rất bình thường, đối với nam giới cũng không có gì hứng thú. Hàn Lập khóe miệng cười cười nói, cánh tay đột nhiên vung ra, nhanh như thiểm điện bắt được cổ tay của người kia không cho tiến thêm chút nào vào trong vạt áo của hàn lập khụ khụ cũng thật là kỳ quái tay của ta sao lại chạy vào trong áo của huynh đài khẳng định là nó cũng thấy huynh đài như thấy người quen cũ không kịp đợi đã muốn đến bắt chuyện thiếu niên bị hàn lập bắt quả tang tại chỗ đầu tiên là cả kinh sắc mặt chuyển hồng nhưng sau khi ho khan vài cái đưa đẩy vài câu cũng làm như không có chuyện gì từ từ rút cổ tay trở về hàn lập cũng không có ý nắm chắc không buông thiếu niên dùng một chút lực hắn đã buông tay ra lúc này hàn lập đối với cái người gọi là ngô cửu chỉ này nổi lên sự hứng thú rõ ràng là người tu tiên nhưng lại dùng thâu kỹ của người giang hồ để trộm đồ của hắn thật là có chút ý tứ bất quá thủ pháp của hắn có chút cao siêu thuần thục nếu không phải bản thân cũng tu luyện qua cùng loại bí thuật sợ rằng cũng không phát giác ra động tác đó của hắn nói vậy trong phòng này cũng không ít người đã phải chịu khổ với hắn ta hàn lập mới vừa nghĩ tới đây quả nhiên nghe thấy thanh âm có vẻ hả hê của hồ bình cô ngô tiểu tử động vào chỗ khó gặm rồi sao lại bị hàn huynh bắt tại trận xem còn tự nhận là thâu kỹ nhất lưu gì đó nữa không chỉ là trò ăn cắp phạt mà thôi tiểu gia chỉ đùa vui thì sao ngươi có muốn ta trộm một lần nữa ta cũng không thèm làm cả người trên dưới một chút tiền cũng không có lại còn tới tham gia thái nam hội làm gì ngô cử chỉ bĩu môi khinh bỉ nói ngươi nói cái gì thằng nhỏ kia lần trước trộm đồ của bổn phu nhân còn chưa tính sổ với ngươi Hồ Bình cô xô ghế đứng lên, sắc mặt xanh mét nói. Mà trượng phu của nàng, mặc dù không nói lời gì, nhưng đưa tay ra thanh đại đao ở sau lưng, trợn mắt nhìn chừng chừng vào thiếu niên. Sau này, Hàn Lập mới biết được, vị hùng đại lực này bị câm bẩm sinh, cho nên tất cả mọi chuyện đều lấy phu nhân làm chủ. Được rồi, chúng ta đều là người tu tiên, nên lấy hòa khí làm trọng, hai bên xây chung nhượng bộ một bước đi, không nên tranh chấp nữa tùng văn đạo sĩ thấy như vậy cao màu, nhưng vẫn đứng ra khuyên giải, sau đó đặc biệt trịnh trọng nói với Ngô Cửu Chỉ. Ngô huynh đệ, ta biết ngươi trộm đồ chỉ là đùa vui mà thôi, hơn nữa mỗi lần đều đem trả lại cho chủ nhân, cũng không có ác ý. Nhưng ngươi làm như vậy, sớm muộn cũng sẽ gây ra đại họa, cũng không phải mỗi lần mất đồ chủ nhân đều nói chuyện hòa nhã, vạn nhất người của gia tộc tu tiên trách tội ngươi, chẳng phải là làm cho chúng ta có muốn giúp ngươi, căn bản là cũng không thể ra mặt được. Cho nên không nên đối với các đồng đạo khác mà chơi mấy cái trò này thiếu niên nghe được tùng văn đạo sĩ khuyên bảo như thế cũng có chút ngượng ngùng đứng lên hắn gãi gãi đầu có chút thành khẩn nói thật ra là khi ta trên đường đến thái nam cốc trong lúc vô ý có được thâu kỹ này chỉ vì cảm thấy rất vui nên bất chỉ bất giác mà luyện nó rồi trên người mọi người mà thử nghiệm một chút thật sự là mọi người đều không biết bất quá nếu vị hàn huynh này có thể làm cho tiểu đệ thất thủ vậy nói rõ rằng đại hội lần này người lợi hại sẽ có rất nhiều cho nên mọi người cứ yên tâm tiểu đệ sẽ không dám đem cái mạng nhỏ ra mà đùa giỡn nữa, tại đại hội lần này sẽ không sử dụng thâu ký nữa. Đạo sĩ nghe thiếu niên nói thế, trên mặt cũng đầy vẻ vui mừng. Ngô huynh đệ tư chất hơn người, tuổi còn trẻ mà đã luyện tới tầng thứ 8 cảnh giới đại viên mãn, thật sự là kỳ tài trong tán tu chúng ta, chính là muốn phải trân trọng hơn mới đúng. Tiểu đệ sẽ không phụ sự kỳ vọng của đạo trưởng, xin mọi người sau này chiếu cố nhiều hơn. Ngô cửu chỉ cũng thi lễ ra bốn phía, xem như muốn giảng hòa với mọi người hồ bình cô mặc dù trên mặt còn có chút bực bội nhưng sắc mặt so với vừa rồi tốt hơn nhiều xem ra cũng miễn cưỡng nhận lấy thiện ý của đối phương tùng văn đạo sĩ lúc này mới quay đầu lại cười cười nói với hàn lập